Niêu Nhi rốt cuộc được cứu vớt, Dương Nghị Vân đối Càn Khôn Hồ sử dụng cũng thượng một cái bậc thang, cắn nuốt khả năng, đích xác có thể hoàn toàn sử dụng. Có cái này nghịch thiên lực cắn nuốt, cái dạng gì đối thủ hắn đều có thể có tin tưởng đi một trận chiến. Nhìn Niêu Nhi, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động lại là một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện, làm Niêu Nhi dùng đi xuống, kỳ thật hắn biết Niêu Nhi thân thể thượng thương thế không nghiêm trọng lắm, có phía trước kia một giọt sinh mệnh chi thủy sau, đâm thủng Niêu Nhi tứ chi miệng vết thương cơ bản đã khép lại, cấp đệ nhị tích hoàn toàn chính là một loại trong lòng tác dụng, muốn cho Niêu Nhi khôi phục càng mau một ít mà thôi. Nói đến cùng Bạch Giao Long Vương đối Niêu Nhi là vây, mà cũng không có muốn mệnh, cho nên Niêu Nhi thương thế ở hai giọt sinh mệnh chi thủy sau, hắn biết không thành vấn đề có thể khôi phục như lúc ban đầu, chân chính làm Niêu Nhi bị thương chính là tâm linh thượng thương tổn, này cũng không phải là có sinh mệnh chi thủy là có thể khôi phục, muốn ngày sau chậm rãi khôi phục lại. Cũng lòng một mồm to khí, lúc này mới cùng Niêu Nhi giao lưu lên, là như thế nào bị Bạch Giao Long Vương chảo, có hay không Tiểu Phượng Hoàng đám người tin tức. Nửa giờ sau Dương Nghị Vân mới rõ ràng Niêu Nhi phi thăng tình huống cùng Hầu Đậu Đậu tương tự, chỉ là vận khí không hảo Niêu Nhi một phi thăng ở dị vực giới liền đụng phải Bạch Giao Long Vương trực tiếp đã bị Bạch Giao Long Vương bắt, lúc sau liền khống chế được Niêu Nhi khắp nơi cho hắn tầm bảo, dựa theo Niêu Nhi cách nói nơi này có hơn một nửa bảo vật đều là nó cấp Bạch Giao Long Vương tìm được. Chỉ tiếc về Tiểu Phượng Hoàng từ từ tin tức Niêu Nhi căn bản liền không biết, nó phi thân rất sớm nhưng lại bị bắt lấy rất sớm vẫn luôn bị Bạch Giao Long Vương vây không đi ra ngoài quá. Hiểu biết lúc sau, Dương Nghị Vân này ôm Niêu Nhi đánh giá toàn bộ không gian bảo vật, giờ phút này hắn không chút nào do dự bàn tay to múa may, đem sở hữu bảo vật đều hướng Càn Khôn Hồ trong không gian thu, một cây tóc đều không chuẩn bị để lại cho Bạch Giao Long Vương. Vài phút sau sở hữu bảo vật tất cả đều không Dương Nghị Vân dọn vào Càn Khôn Hồ, mọi nơi đánh giá một phen, chỉ còn lại có một cái vây quá Niêu Nhi tế đàn ngôi cao tồn tại, Dương Nghị Vân nhìn liền có khí, ma xui quỷ khiến một trưởng hướng về tế đàn đánh đi. Hoàn toàn đánh nát hắn mới hả giận. Ầm vang. Một trưởng dưới, tế đàn hóa thành dập nát. Nhưng là làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới một màn xuất hiện, vốn dĩ cho rằng chính là một tòa vây Niêu Nhi tế đàn, năng lượng bị Càn Khôn Hồ hấp thu sạch sẽ lúc sau, liền không có cái gì tác dụng, hắn nghĩ một trưởng tính toán, hoàn toàn là ở vào hả giận trong lòng. Nhưng ai ngờ đến một trưởng này muốn đi, tức khắc toàn bộ không gian đều ầm 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 chấn động lên, như là đất rung núi chuyển giống nhau. Hơn nữa ngay sau đó một cổ cường đại đến làm hắn tim đập nhanh hồng hoang hơi thở cũng tùy theo bùng nổ, ngọn nguồn cư nhiên liền ở hắn tế đàn phía dưới. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực kinh ngạc, thoạt nhìn tựa hồ cái này tế đàn phía dưới có khác huyền cơ tồn tại, từ phát ra hơi thở tới cảm thụ, tựa hồ có cái gì hồng hoang hung thú muốn xuất thế giống nhau. Thần ma điểu hét lớn, nhược kê ngươi làm cái gì? Đừng thất thần nơi này muốn sụp đổ, chờ bị chôn sống a. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, một cái giật mình, phản ứng lại đây sau vội vàng tiếp đón Hồng Y ôm Niêu Nhi hướng về ngoài động chạy tới. Hồng Y phía trước bị tế đàn chi lực bắn ngược vài cái, tựa hồ bị điểm thương thế, nhưng là lúc này lại là nhìn qua cũng không có gì sự, chỉ là trên người chiến giáp có vết rách, Dương Nghị Vân nghĩ quay đầu lại cấp Hồng Y một lần nữa luyện chế chiến giáp. Thực mau Dương Nghị Vân cùng Hồng Y chạy ra sơn động ở ngoài. Nhưng là giờ phút này toàn bộ huyền phù đảo cư nhiên đều ở chấn động chung, phi thường kịch liệt, hắn nhảy dựng lên bay đến giữa không trung, nhìn thoáng qua nơi xa, thấy được sư tỷ cũng huyền phù ở giữa không trung, ở nàng phía dưới nơi xuất hiện rất nhiều hố to, cũng có mấy chục đầu yêu tu thi thể, nghĩ đến sư tỷ xử lý cái kia yêu tôn lão giả, đến nỗi mặt khác yêu tu có thể là mặt sau xuất hiện, nhưng đều bị sư tỷ cấp xử lý. Bất quá giờ phút này Dương Nghị Vân lại là thấy được ở tiểu sư tỷ phía dưới đại địa bị lôi đình phách quá hố to loại, ước chừng cũng chính là 3 mét thâm bộ dáng, lại là lộ ra nào đó văn lạc, kim sắc văn lạc lấp lánh sáng lên, mà tiểu sư tỷ còn lại là giờ phút này đang ở nhíu mày quan khán hố to trung lộ ra văn lạc. Dương Nghị Vân cùng Hồng Y bay qua đi, sư tỷ. Sư đệ tìm được rồi sao? Cơ tím hà lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh cũng thấy được Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm Niêu Nhi. Ân, tìm được rồi, người không có việc gì. Dương Nghị Vân hỏi nàng. Không có việc gì, cái kia yêu tôn bị ta xử lý sau, mặt sau lại tới nữa mấy chục cái yêu đế, cũng tất cả đều bị ta đánh chết, bất quá cái này huyền phù đảo tựa hồ có chút cổ quái, chúng ta trước rời đi rồi nói sau, ta tổng cảm giác có cái gì cường đại tồn tại cũng xuất thế giống nhau, đại địa bị oanh kích mở ra sau, lại là lộ ra những cái đó văn lạc, bùn đất 3 mét dưới còn lại là nào đó cốt cách, cũng không phải bùn đất hoặc là nham thạch. Rất là kỳ quái. Cơ tím hà nói.
Ầm ầm ầm, động đất dường như chấn động như cũ ở liên tục, hơn nữa càng lúc càng lớn, hiện tại vừa thấy toàn bộ Huyền Phù đảo đều ở chấn động chung. Sư đệ chúng ta đi mau, ta tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện, Nhi Cơ Tím Hà có nói một tiếng. Hảo, chúng ta đây đi mau. Hai người cũng không kịp nói thêm cái gì, vội vàng liền nghĩ đảo ngoại bay đi. Ầm vang. Đúng lúc này một tiếng kinh thiên động địa ầm vang vang lên, toàn bộ Huyền Phù đảo đều ở đại chấn. Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà quay đầu nhìn lại, lại là cả tòa núi lớn đều hồn nhiên sụp đổ. Điểm này Dương Nghị Vân cũng không kỳ quái, bởi vì cả tòa núi lớn bên trong đều là trống không, như thế kịch liệt đại chấn dưới sập cũng không thể tránh được. Hai người tương đối liếc mắt một cái, mang theo Hồng Y cùng Điêu Nhi, đương nhiên còn có thần ma điểu nhanh chóng bay ra đảo nhỏ ở ngoài. Đã có thể ở thời điểm này toàn bộ không gian trong vòng mây mù quay cuồng hỗn loạn, một chốc các nàng cư nhiên tìm không thấy tiến vào thời điểm nhập khẩu. Ầm ầm ầm. Phía sau chấn động kinh thiên động địa, lại là kim quang vạn đạo dựng lên, nùng liệt mây mù căn bản là che lấp không được kim quang chiếu rọi, giờ phút này hai người nhìn lại là há to miệng. Chỉ thấy cả tòa Huyền Phù đảo Huyền Phù ở giữa không trung, nhưng đảo nhỏ phía trên lại như là nứt ra rồi kẹp xác giống nhau, thật dày núi đá đều ở đi xuống rơi xuống. Không bao lâu liền nhìn đến bên trong lộ ra kim sắc một mảnh. Thật xa nhìn lại giống như là một viên bao vây một tầng bùn đất kim trứng bóc ra kẹp xác, lộ ra bên trong vốn dĩ bộ mặt giống nhau. Thật là đáng tiếc kia mặt trên như vậy nhiều tiên dược bảo thụ, bất quá sư tỷ tựa hồ có tốt bảo vật muốn xuất thế đi. Dương Nghị Vân nhìn có chút chờ mong nói. Sư đệ cái này ta phỏng chừng chúng ta có đại phiền toái, còn để ý bảo vật A Cơ Tím Hà nói chuyện chung có chút chua xót. Cái gì phiền toái? Dương Nghị Vân có chút sững sờ. Ngươi nhìn kỹ này tòa Huyền Phù đảo nhỏ là cái gì? Cơ Tím Hà nói. Nghe được sư tỷ nói như thế, Dương Nghị Vân cũng cảm giác không đúng, nhìn kỹ đi, ngay sau đó theo Huyền Phù đảo nhỏ bùn đất không ngừng bóc ra, kim sắc diện tích dần dần hiển lộ ra tới, hắn thấy được. Thấy được cư nhiên là một đầu thật lớn vô cùng kim sắc rùa đen. Tức khắc chừng lớn mắt há to miệng nói, lớn như vậy vẫn luôn rùa đen à? Không phải rùa đen, mà là kim giáp huyền quy. Hoang dã hung thú trung danh liệt đệ tứ tồn tại, không nghĩ tới nơi này cư nhiên cất giấu một đầu kim giáp huyền quy, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong truyền thuyết hoang dã hung thú đã sớm tuyệt tích a. Hiện tại xem ra mai rùa chi thú đều là vĩnh hằng chi thọ, thả có thể tránh thiên địa đại kiếp nạn nói đến là thật sự, này đầu kim giáp huyền quy, nghĩ đến là đã ngủ say, sợ là ngủ say mấy cái thời đại a, nhưng như thế nào liền cố tình lúc này thức tỉnh đâu? Sư đệ ngươi tiến vào cái kia sơn thể lúc sau có phải hay không làm chuyện gì? Cơ Tím Hà cuối cùng hỏi. Ta không, Dương Nghị Vân vừa muốn nói gì cũng chưa làm, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nghĩ tới, hắn đánh nát cái kia tế đàn, lúc sau toàn bộ sơn động đều bắt đầu động đất, mãi cho đến hiện tại ngẫm lại hình như là hắn phá đánh nát tế đàn, dẫn tới này đầu kim giáp huyền quy thức tỉnh. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân có chút ngượng ngùng nói, sư tỷ lại nói tiếp. Ta ở trong sơn động đánh nát một cái tế đàn, chính là cái kia tế đàn là vây điêu nhi tế đàn, lẽ ra sẽ không cùng này đầu kim giáp huyền quy có quan hệ đi. Cơ Tím Hà vô ngữ nói, sư đệ a, chưa chừng còn chính là cái kia tế đàn vấn đề Nga, nghĩ chờ cổ xưa hoang dã hung thú, thường thường thức tỉnh lúc sau, đều có khả năng hô hấp chi gian trời sụp đất nứt, cắn nuốt đoạt lấy bốn phía khí huyết sinh linh, có sách cổ ghi lại kim giáp huyền quy, nuốt thiên thực mà, thường thường đều là đất chết vạn giảm. Ngươi nói cái kia tế đàn có thể là có người trấn áp kim giáp huyền quy bằng không này thức tỉnh tế đàn, ngươi như vậy vừa vỡ, khiến cho này đầu hung thú thức tỉnh, hiện tại hảo, bốn phía không gian đều hỗn loạn vô cùng, tiến vào thời điểm môn hộ cũng biến mất không đem, ta tưởng mở ra không gian định vị đào tẩu đều khó khăn, trước mắt chỉ hy vọng này đầu hung thú đừng làm khó dễ chúng ta, nếu không ta cũng chưa chiêu. Dương Nghị Vân nghe xong tiểu sư tỷ nói chuyện, tức khắc cười khổ nói, sư tỷ. Nói như vậy ta có phải hay không gặp rắc rối? Ha ha, ngươi nói đi. Cơ Tím Hà cười lạnh. Dương Nghị Vân thực xấu hổ, đích xác hắn cuối cùng trước khi đi thời điểm nếu là không theo tay đánh nát tế đàn, có lẽ này đầu cái gì kim giáp huyền quy liền ra không được. Nhưng hiện tại đã muộn rồi, này đầu kim giáp huyền quy đã từ ngủ say trung thức tỉnh. Dương Nghị Vân xấu hổ cười hỏi, sư tỷ cái này đại gia hỏa không quá sức khó chúng ta đi. Chân chính nói như vậy lên là ta thả ra nó. Nếu không nó như cũ còn phải bị trấn áp ở chỗ này không phải. Ngươi còn nói, bực này hoang dã đại vật, người nào có thể trấn áp trụ. Này đầu kim giáp huyền quy chỉ có thể là chính mình ngủ say thời điểm,
bị người trấn áp phụ trợ giấc ngủ tế đàn mà thôi, chân chính trấn áp ai có thể trấn áp trụ nó. Còn có A, bực này hung thú ngủ say sau khi tỉnh dậy, tất nhiên kiếm ăn, phạm vi 100 mét trong vòng chỉ cần có sinh linh tồn tại đều ở nó con mồi phạm vi, không có gì khó xử nói đến, chung quy là hoang dã hung thú, khả năng trí tuệ là có, nhưng ở nó trong mắt chúng ta căn bản là không tính cái gì, hung thú bản tính chính là vật cạnh thiên trạch, nó ăn chúng ta mới sẽ không so đo cái gì nhân quả, cho nên sư đệ A, hiện tại khởi đến đi, hy vọng như ngươi lời nói, nó sẽ không khó xử chúng ta. Cơ tím hà tràn đầy chua xót. Ngao. Đúng lúc này một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên, gần là một tiếng gầm rú khiến cho cơ tím hà cùng Dương Nghị Vân tâm thần không yên lên. Ngay sau đó lưỡng đạo cứ việc bắn thẳng đến bọn họ hai người tiến đến. Dương Nghị Vân tuôn ra một tiếng thô khẩu, sát. Vội vàng cùng cơ tím hà né tránh, lại là hít hà một hơi. Này lưỡng đạo kim sắc gần là kim giáp huyền quy mở hai mắt bùng nổ mà ra. Cứ việc mau sắc né tránh, chính là lưỡng đạo kim quang nơi đi qua, lại là đâm xuyên qua mây mù, làm này một phen không gian đều không ổn định dung chuyển. Sư tỷ chúng ta giống như đã bị theo dõi, làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng hỏi. Sau trộn cơ tím hà trợn trắng mắt, ngay sau đó nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, nhưng cũng không cần thiết quá khẩn trương, này chờ hung thú tô tuy rằng cường hãn, nhưng là tốc độ thong thả, chúng ta tránh đi hắn liền thành. Mà nơi này là một phương tiểu không gian, nếu nó thức tỉnh, tất nhiên sẽ không đãi ở chỗ này, nhất định sẽ đánh vỡ này một phương không gian, đến lúc đó chúng ta là có thể chạy đi. Nghe được sư tỷ nói chuyện, Dương Nghị Vân chỉ có thể gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn cũng không nghĩ tới tùy tay đánh vỡ một tòa tế đàn liền thả ra như vậy một đầu hung thú. Giờ phút này hai người đều tránh ở mây mù chỗ sâu trong, hy vọng có thể mượn dùng mây mù né tránh này đầu kim giáp huyền quy. Nhưng là ngay sau đó liền nhìn đến huyền quy thét dài trung nâng lên một móng vuốt đối với bọn họ hai cái chụp xuống dưới. Mau tránh! Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi trước tiên trực tiếp đem Điêu Nhi cùng thần ma điểu thu vào càn khôn hồ không gian, bên người chỉ để lại Hồng Y, mắt thấy bị này đầu hung thú cấp theo dõi, nếu tránh không được một hồi chiến đấu, Hồng Y lưu tại bên người vẫn là có thể giúp đỡ. Kim giáp huyền quy một chảo chụp lại đây, có thể nói là kinh thiên động địa, trọng điểm là đại. Hơn nữa tốc độ thượng cũng không chậm, trong nháy mắt chính là mây mù quay cuồng thiên địa biến sắc. Mang theo tràn ngập hoang dã hơi thở uy áp, bốn phía thiên địa ở nháy mắt như là bị tỏa định, nguyên bản hắn trực tiếp trước sau tấn thối lui, nhưng không nghĩ tới vô hình chung bốn phương tám hướng mà đến hoang dã hơi thở trực tiếp tỏa định, muốn chạy trốn tốc độ đều mau không đứng dậy, thâm như vạn quân chi trọng, năng động thân thể, nhưng chậm như rùa đen. Khóe mắt nhìn giống nhau Hồng Y cùng tiểu sư tỷ. Bao gồm các nàng hai cái cũng là như thế tình huống, thoạt nhìn tất cả đều bị cổ lực lượng này cấp áp chế xuống dưới. Dương Nghị Vân biết đây là đến từ huyền quy lực lượng áp bách. Cái này trốn không thoát che trời huyền quy một chảo, trước mắt chỉ có đem hết toàn lực phòng ngự nhìn thẳng. Sư đệ trốn không thoát, phòng ngự. Cơ hồ chính là cùng tiểu sư tỷ tâm linh tương thông giống nhau, hai người tưởng một khối đi. Hồng Y. Dương Nghị Vân theo tiếng trung ý bảo Hồng Y đồng loạt ra tay. Nếu không huyền quy này một móng vuốt xuống dưới, bọn họ ba cái hậu quả khó liệu. Tràn ngập hoang dã hơi thở lực lượng chung hắn rõ ràng cảm nhận được còn có lệ khí, đây là trực tiếp muốn mệnh thiết tấu. Dương Nghị Vân trong lòng mắng huyền quy, giờ khắc này trong lòng vừa động đồ long cùng bàn long hai kiếm bùng nổ đến lớn nhất trực tiếp ngự kiếm dựng lên, đối với bọn họ đỉnh đầu huyền quy cự trảo mà đi. Đồng thời hắn toàn thân kim quang đại tác, lại là vận chuyển khí pháp tương kim thân. Ngay lập tức chi gian toàn thân kim quang thoáng hiện dưới xuất hiện ngàn trượng cao lớn pháp tương kim thân. Giờ phút này có thể sử dụng thượng thủ đoạn đều phải dùng tới ngăn cản huyền quy 8 ngày cự trảo. Ầm ầm ầm, răng rắc, tiểu sư tỷ hóa thân thành phạm vi 100 mét thật lớn kiếp vân bay lên trời, nội loại lập lòe màu tím đen tia chớp, ở Dương Nghị Vân cảm thụ trung tiểu sư tỷ lôi đình chi uy so với trước kia đề cao mấy chục lần, trong lòng tức khắc có chút tâm an. Dựa theo bực này trình độ bùng nổ, bọn họ hẳn là có thể ngăn cản trụ huyền quy này một chảo đi. Đến nỗi Hồng Y lại là trực tiếp nhảy dựng lên, nhằm phía huyền quy này chỉ cự chảo. Làm Dương Nghị Vân kinh ngạc chính là, ở huyền quy này một chảo uy lực hạ, hắn cùng tiểu sư tỷ đều cảm nhận được 8 ngày chi uy áp, tốc độ bị áp chế đến thong thả, chính là giờ phút này xem Hồng Y phóng lên cao thời điểm ở, lại là chút nào không chịu ảnh hưởng, trực tiếp mà thượng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân kinh ngạc, á thánh thân thể năng lực, có lẽ còn muốn so với hắn tưởng tượng cường đại.
ba người đồng thời xuất toàn lực bùng nổ. Lúc này ở Dương Nghị Vân nội tâm nghĩ đến, cái này hẳn là có thể ngăn cản trụ huyền quy này một chảo đi. Nhưng thường thường ảo giác là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Nháy mắt công phu ba người công kích với huyền quy một chảo trực tiếp va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, rung trời nổ vang vang vọng ở toàn bộ không gian. Liền như vậy trong nháy mắt công phu, hoàn toàn có thể dùng trời sụp đất nứt tới hình dung. Dương Nghị Vân pháp tương kim thân trực tiếp rách nát, không gì sánh kịp lực lượng kinh sợ dưới hắn một mồm to máu phun ra, trực tiếp một đầu ngã quỵ, lại là không có trong tưởng tượng như vậy rơi xuống ở cái này không gian mặt đất, hoặc là nói cái này không gian căn bản liền không có mặt đất, mà là mây mù thực thể hóa trạng thái. Vốn dĩ dựa theo lẽ thường là muốn ngã vào mây mù thượng, nhưng hiện tại không có, phía dưới không, thân thể hắn trực tiếp tin tức đi xuống. Khóe mắt vừa thấy mới phát hiện không thích hợp, lại là bốn phía không gian che kín vết rách, ở mau bốn sụp đổ. Này một phương không gian trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó hắn thấy được tiến vào phía trước kia ba viên đại thụ, lúc này lại là minh bạch, lúc này bọn họ nơi hoa viên không gian trực tiếp sụp đổ, đã tới rồi bên ngoài thế giới. Cùng thời gian hắn cũng thấy được tiểu sư tỷ kiếp vân tiêu tán, chỉ thấy khóe miệng nàng lưu trữ máu thân thể tin tức chung. Bao gồm Hồng Y cũng đồng dạng như thế. Mà hắn hai thanh kiếm còn lại là ở trước tiên bị đánh bay bay ngược trở về chui vào trong cơ thể. Gần là một chảo chi uy, bọn họ ba cái toàn lực phòng ngự, ở huyền quy một chảo dưới liền hỏng mất. Cường. Siêu cấp cường hãn. Dương Nghị Vân nội tâm tràn ngập chấn động. Oanh. Đúng lúc này thân thể hắn trực tiếp tin tức ở đại địa thượng. Hoặc là nói là không gian hỏng mất lúc sau, hắn tất cả đều xuất hiện ở trong hiện thực. Cái này hoa viên không gian là ở không trung hỏng mất mà ra, dẫn tới bọn họ ba cái trực tiếp tạp rừng ở thành chủ phủ trong rừng rậm. Ở nổ vang chung, chiếm địa mấy chục dặm rừng rậm cũng tan thành mây khói. Khủng bố một chút là, kim giáp huyền quy cũng hiện lên ra tới, nó thật lớn như núi thân hình như cũ huyền phù ở giữa không trung, một móng vuốt chụp được tư thế đều không có biến hóa, như cũ đối với bọn họ ba cái chụp xuống dưới. Lúc này bọn họ ba người đã tin tức ở đại địa chỗ sâu trong. Này nếu là trực tiếp ở chụp được tới, Dương Nghị Vân cảm giác liền sẽ thành bánh nhân thịt. Nhưng mà liền tại đây một khắc, tiểu sư tỷ đột nhiên thét dài một tiếng, giận dữ hét, thần lôi xé trời. Oanh, răng rắc. Giờ khắc này Dương Nghị Vân khóe mắt nhìn lại, lại là sư tỷ toàn thân toát ra đen nhánh tỏa sáng lôi đình cột sáng phóng lên cao, thẳng đến huyền quy cự trảo, oanh một chút bổ vào huyền quy cự trảo thượng. Ngao. Rồng ngâm tiếng động vang vọng ở toàn bộ dị vực giới. Lần này tiểu sư tỷ đen nhánh lôi đình cư nhiên ngạnh sinh sinh hóa thành chú ý đứng vững huyền quy cự chảo rơi xuống. Kỳ thật giờ phút này này một chảo liền ở bọn họ đỉnh đầu mấy thước nơi, nếu không phải tiểu sư tỷ này một kích, sợ là đã sớm hạ xuống. Bất quá trọng điểm là Dương Nghị Vân nhìn lại giờ phút này tiểu sư tỷ toàn thân đều đang run rẩy, tựa hồ nàng vận dụng bí pháp lôi đình cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở. Sư đệ đi mau, ta ngăn không được bao lâu. Bên tai truyền đến tiểu sư tỷ giống to, làm hắn đi mau. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, cắn răng một cái bỗng nhiên phi thân dựng lên trực tiếp tiếp xúc nói huyền quy cự trảo, lại là đối với tiểu sư tỷ lớn tiếng nói, sư tỷ muốn chết cùng chết, ta mới không đi. Nói chuyện chung vươn tay trái trực tiếp thúc giục càn khôn hồ bạo giống một tiếng, cho ta cắn nuốt. Hắn nghĩ có phải hay không làm càn khôn hồ trực tiếp cấp cắn nuốt này đầu huyền quy. Nháy mắt càn khôn hồ chấn động phát ra lực cắn nuốt. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ quả nhiên hữu hiệu, được cứu trợ. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, ngay sau đó lại thấy huyền quy cự trảo thượng kim sắc văn lạc đại lượng dựng lên, ngay sau đó càn khôn hồ cắn nuốt cư nhiên mất đi tác dụng. Tại sao lại như vậy? Dương Nghị Vân kinh hãi. Không hề nghi ngờ huyền quy trên người kim sắc văn lạc cư nhiên ngăn cách càn khôn hồ cắn nuốt. Hiện tại hắn hoàn toàn sợ hãi, nguyên lai cho rằng càn khôn hồ lực cắn nuốt chính là vô địch. Hiện tại xem ra cũng không phải, đụng phải kim giáp huyền quy bực này hoang dã đại hung chi vật, càn khôn hồ cũng có bị ngăn cách cắn nuốt thời điểm. Thế gian vạn sự vạn vật quả nhiên đều có tương sinh tương khắc chi đạo. Đương nhiên chính yếu chính là, hắn biết này đầu huyền quy quá cường hãn, này căn bản chính là không phải tiên giới cái này trình tự mới có thể xuất hiện sinh linh đoan. Làm sao bây giờ? Sư tỷ kiên trì không được bao lâu. Cấp lão tử cắn nuốt, Dương Nghị Vân lại lần nữa giống to. Chính là không phản ứng. A à, mau, đi. Đúng lúc này trong tai truyền đến tiểu sư tỷ một tiếng kêu rên nói chuyện, nàng kiên trì không được bao lâu. Làm sao bây giờ,
làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân trong lòng như kiến bò trên chảo nóng. Ong ong. Mà đúng lúc này, hắn trên cánh tay trái càn khôn hồ đột nhiên ầm ầm vang lên, tử kim vầng sáng lập lòe, trong đầu lại là truyền đến Tuyết Hương thanh âm nói, Vân tử côn bằng xuất thế, nhanh lên thả ra đi. Dương Nghị Vân cùng càn khôn hồ không gian tâm ý tương thông, nghe được Tuyết Hương nói chuyện, trong lòng vừa động quả nhiên thấy được càn khôn hồ trong vòng côn bằng trứng giờ phút này bùng nổ thất thải quang mang, vỏ trứng thượng có vết rách, tựa hồ muốn phá trứng mà ra. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở tràn ngập ở càn khôn hồ không gian, này cổ hơi thở cổ xưa mà dày nặng, so với trước mắt kim giáp huyền quy tựa hồ còn phải cường đại vài phần. Lập tức trong lòng vừa động đem côn bằng trứng từ càn khôn hồ không gian triệu hoán ra tới. Giờ phút này hắn có một cái mãnh liệt trực giác, đó chính là côn bằng xuất thế, có lẽ có thể ứng đối này đầu kim giáp huyền quy. Có thể ở ngay lúc này côn bằng xuất thế. Dương Nghị Vân cho rằng đây là chính mình vận khí tốt. Dù sao hắn trong lòng vừa động đem côn bằng trứng triệu hoán ra tới. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt công phu, bảy màu ánh sáng đại tác phẩm, cường đại vô cùng bàng bạc hơi thở ầm vang một tiếng tạc nứt. Dương Nghị Vân một chút cảm nhận được, trên người đến từ kim giáp huyền quy uy áp biến mất. Hắn biết là bị côn bằng trứng hơi thở cao đứng vững. Quả nhiên giờ phút này nhìn lại. Phá côn bằng trứng bảy màu ánh sáng bùng nổ dưới trống rỗng huyền phù ở kim giáp huyền quy cự chảo dưới. Dương Nghị Vân căn bản liền tới không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ biết bọn họ tam có thể thoát thân, vội vàng đối với sư tỷ cùng Hồng Y nói, sư tỷ, Hồng Y chúng ta triệt. Nháy mắt ba người trực tiếp liền từ huyền quy cự chảo dưới bay khỏi ra tới, lập lòe chi gian tới rồi vài trăm thước ở ngoài. Hô hô, cơ tím hà há mồm thở dốc, trên mặt vô cùng trắng bệch, Dương Nghị Vân nâng nàng hỏi. Sư tỷ ngươi thế nào? Không, không trở ngại, chỉ là hư thoát. Cơ tím hà thở hổn hển nói, ngay sau đó lại hỏi, ngươi thả ra cái gì đại chiêu? Đó là thứ gì? Là côn bằng trứng Dương Nghị Vân thuận miệng nói. Nga cơ tím hà theo bản năng gật đầu tỏ vẻ biết, chính là ngay sau đó nàng cả người chấn động lớn tiếng truy vấn nói, là. Cái gì? Côn bằng trứng hiện tại giống như muốn phá trứng mà ra Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm phía trước nói chuyện. Cái gì? Côn bằng, thật côn bằng giả côn bằng, cơ tím hà cái này rất rõ ràng hét lên lên. Ha ha, sư tỷ thứ này còn có thật giả a, hẳn là thật sự. Dương Nghị Vân nhìn sư tỷ giống nhau, hắn có thể lý giải sư tỷ kinh ngạc. Dù sao cũng là đó là ở tạp mao điểu trong miệng được xưng vũ nội thần thú chi vương vương trung chi vương, côn bằng. Hắn đối côn bằng hiểu biết còn lại là từ thôn trang tiêu giao du mà đến, ghi lại là, Bắc Minh có cá, tên gọi là côn. Côn to lớn không biết trải mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên gọi là bằng, lưng chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời. Đương nhiên đây là địa cầu văn minh ghi lại, mặc kệ là thật là giả, cái này vũ nội là tồn tại côn bằng bực này thần thú chi vương, cũng từ mặt bên có thể thấy được ở cổ địa cầu nhiều thế hệ, tất nhiên là có người tu hành tồn tại, thậm chí còn thần thoại khởi nguyên tổ giới nghe đồn là có. Dựa theo tiêu giao du ký tái tới nói. Côn bằng ở thủy chính là tên là côn cự cá, ly thủy mà hóa bằng, là có thể hóa thân, chỉ cần một cái phần lưng liền không biết mấy ngàn dặm, bản thể là lớn đến không giới hạn cái loại này. Còn có chính là côn ly thủy mà hóa bằng điểu nói đến, điểm này hắn năm đó cùng thần ma điểu tranh luận kịch liệt quá, hắn cho rằng bằng điểu chính là truyền thuyết chim đại bàng, nhưng lúc ấy bị tạp mao điểu cười lạnh hắn vì ngu xuẩn nhược kê. Dựa theo tạp mao điểu nói, này bằng điểu phi hắn trong miệng chim đại bàng. Bởi vì tạp mao điểu nói, côn bằng sở thực nãi cửu thiên chi thanh khí, dương cánh chi gian chính là 9 vạn dặm, siêu thoát tam giới cửu thiên ở ngoài, chính là vũ nội chân chính thần thú chi vương, há có thể là chim đại bàng có thể so, hai người chi gian là không thể hỗn tẩy, Dương Nghị Vân sau lại ngẫm lại đảo cũng có đạo lý. Đương nhiên đến tột cùng côn bằng có phải hay không trong truyền thuyết như thế, trông như thế nào, ai cũng chưa thấy qua, bất quá trước mắt côn bằng trứng tan vỡ. Chân chính côn bằng sắp xuất thế, nhưng thật ra có thể một lần phong thái. Đối này Dương Nghị Vân cũng là tràn ngập chờ mong, hắn sắp dùng cho một đầu vũ nội đệ nhất tọa kỵ, đã có thể tưởng tượng đến từ nay về sau đi lên đỉnh cao nhân sinh hình ảnh. Mọi người thường nói làm người cần có côn bằng chi trí, Lý Bạch câu kia đối côn bằng thơ, cũng là Dương mẫu nhân cùng loại thích, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, như diều gặp gió 9 vạn dặm. Mặc kệ là địa cầu vẫn là tu chân giới thậm chí là tiên giới. Đối với côn bằng các loại truyền lưu chuyện xưa nhiều đếm không xuể, dù sao cũng phải tới xem, là điềm lành chi thần thú.
thử hỏi có như vậy một đầu siêu cấp thần thú trở thành tọa kỵ, Dương Mỗ Nhân há có kích động. Đối với sư tỷ kinh ngạc đoán trước bên trong, hắn không tự cấp sư tỷ nói thêm cái gì, bởi vì hắn cũng đối côn bằng không hiểu biết, tuy rằng côn bằng trứng ở trong tay hắn nhiều năm, chính là một con gần nhất chính là cái trứng, có ý thức tồn tại nhưng giao lưu rất ít. Chiếu cố côn bằng trứng chính là Tuyết Hương, nói đến cùng hắn đối côn bằng trứng lấy máu nhận chủ luyện hóa, là lừa gạt Tuyết Hương mới hoàn thành, đương nhiên hắn cũng là vì cứu Tuyết Hương, bởi vì Tuyết Hương là côn bằng cộng sinh giả, nếu là không có hắn, côn bằng xuất thế ngày, chính là Tuyết Hương ngã xuống ngày. Bởi vì côn bằng sẽ hút khô tuyết tinh dầu huyết mà ra thế, cũng may vấn đề này ở năm đó liền giải quyết, nhiều năm như vậy, hắn lâu lâu cấp côn bằng sử dụng sinh mệnh chi thủy cùng độ nhập pháp lực cũng không phải làm không. Bất quá sẽ nói trở về, thứ này thật là đủ biến thái, hấp thu hắn không biết nhiều ít sinh mệnh chi thủy cùng pháp lực, quả thực giống như là một cái động không đáy. Nhưng đồng dạng côn bằng chứng thượng kia chín đạo khắc văn uy lực cũng vô cùng cường đại, giúp hắn rất nhiều lần, đặc biệt là ở Lạc Dương ma thần ý thức chân áp thượng khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Này còn gần là vỏ chứng thượng chín đạo khắc văn mà thôi, Dương Nghị Vân rất khó tưởng tượng, nếu là chân chính côn bằng xuất thế sau sẽ có gì trở cường hãn phong tư. Đối này hắn tràn ngập chờ mong. Chỉ chớp mắt hắn cùng sư tỷ ba người nhìn lại, giờ phút này côn bằng chứng chỗ hoàn toàn nhìn không tới chứng tồn tại, mà là bảy màu chi sắc vầng sáng bạo phát vạn đạo quang mang. Nơi xa nhìn ra huyền quy thật lớn móng vuốt chụp ở một đoàn thật lớn bảy màu toàn cầu thượng, nhưng lại trước sau không có chụp được đi. Ngao! Mỗi một khắc huyền quy phát ra một tiếng thét dài, lại là thật lớn móng vuốt bỗng nhiên bắn ngược dựng lên. Mà cùng thời gian côn bằng chứng vị trí nơi một đạo ước chừng 10 mét có thừa bảy màu cột sáng tận trời mà đi, oanh một chút trực tiếp liền thượng cửu tiêu chỗ sâu trong, nhìn qua giống như liền thiên đều giải khai một cái đại lỗ thủng, thậm chí là xông thẳng vào sao trời hải chỗ sâu trong. Ngay sau đó một tiếng bén nhọn chung mang theo không gì sánh kịp áp bách tiếng vang lên, hồng. Thanh âm này nghe vào trong tai phi thường kỳ quái, tựa hồ như là long minh có như là hổ gầm sư giống. Dù sao nghe vào Dương Nghị Vân trong tai phảng phất nghe được thế gian sở hữu chim bay cá nhảy thét dài. Không hề nghi ngờ đây là côn bằng chi minh. Ngay sau đó phía chân trời phía trên lôi đình vạn quân. Dương Nghị Vân ngẩng đầu xem khởi chi gian trên 9 tầng trời gắn đầy 7 màu tường vân, mà kia từng tiếng cả ngày lôi đình tiếng động, tựa hồ càng như là nào đó tiên âm tiếng động. Ầm ầm ầm, tiếng sấm cả ngày, phía chân trời phía trên tường vân quay cuồng, treo đầy mấy vạn dặm xa. Côn bằng xuất thế, thiên địa dị tượng. Cũng là ở thời điểm, Dương Nghị Vân nhìn đến kia đầu kim giáp huyền quy cư nhiên bắt đầu xoay người chạy thoát. Chẳng qua giờ phút này giữa sân gió to dựng lên, theo côn bằng thét dài, côn bằng chứng nơi ở bảy màu viên cầu bùng nổ biến đại lên, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Tiểu sư đệ lại lui. Cơ tím hà sắc mặt biến đổi tiếp đón Dương Nghị Vân trực tiếp phi thân dựng lên, thối lui giữa không trung mấy ngàn mét. Dương Nghị Vân cùng Hồng Y theo sát lùi lại. Ba người trời cao tế lùi lại hơn 1.000 mét, nhưng bảy màu vầng sáng theo sát sau đó mà đến, không có biện pháp ba người tiếp tục lui về phía sau, thẳng đến vạn mét ở ngoài sau mới dừng lại, bởi vì bảy màu ánh sáng đường kính đạt tới gần 9.000 mễ nông nỗi. Giờ phút này bọn họ ba người huyền phù ở phía chân trời phía trên, rõ ràng thấy được nơi xa. Đi gặp kim giáp huyền quy bản thể ở sơn thể ngươi thoát bóc ra sau, cũng chính là hơn 1.000 mét. Nhưng là giờ phút này bảy màu ánh sáng, hoặc là nói côn bằng chứng bùng nổ lại là khủng bố, ở bọn họ trong tầm mắt thất thải hà quang, hình thành một cái chiều dài 9.000 mễ có thừa, đường kính 3.000 mễ, tả hữu hai sườn cũng có gần như 9.000 mễ hình dạng, như là một con dương cánh đại điểu, lại đi đối lập một chút kim giáp huyền quy, lúc này kim giáp huyền quy liền biến thành một đầu tiểu rùa đen. Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng, lẩm bẩm, này mẹ nó sẽ không chính là côn bằng hình thể đi. Tuy rằng căn cứ Tiêu Giao Du chung ghi lại côn bằng thật lớn có mấy vạn thân hình, nhưng kia dù sao cũng là cái truyền thuyết ghi lại mà thôi, trước mắt trong tầm mắt hình thành bảy màu hình dáng lại là gần như vạn mét, đây là hắn tu đạo gần nhất gặp qua lớn nhất thân hình đi. Không hề nghi ngờ tất nhiên là côn bằng thân hình. Dán mà huyền phù, cùng chi trên 9 tầng trời bảy màu vầng sáng cùng lôi đình tương hô ứng, khí thế tuyệt luân. Ngay sau đó phía chân trời phía trên lôi đình nổ vang. Vạn quân mà xuống lại là trực tiếp hướng về côn bằng biến thành bảy màu hình dáng thân hình đánh rớt. Dương Nghị Vân nhìn không được lo lắng hỏi bên người tiểu sư tỷ nói, sư tỷ côn bằng xuất thế chẳng lẽ còn muốn độ kiếp. Cơ tím hà ánh mắt thần thái phi dương lắc đầu nói, bực này vạn vương chi vương ghi lại rất ít,
chỉ có các loại thần thoại giống nhau chuyện xưa, ta cũng không biết có phải hay không muốn độ kiếp, bất quá nhìn qua chính là ở độ kiếp giống nhau, hoặc là nói là thiên đạo muốn tru diệt nó, thiên đạo dưới tự nhiên không hy vọng xuất hiện nghịch thiên tồn tại sinh linh, xảo hảo côn bằng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, lôi đình tru diệt cũng là có khả năng đi. Cơ tím hà nói xong, mới phát hiện Dương Nghị Vân sắc mặt rất khó xem, lúc này mới phản ứng lại đây, côn bằng là tiểu sư đệ chi vật, vội vàng bổ sung nói, kia gì tiểu sư đệ, ta cũng chính là lung tung suy đoán một chút, không thể coi là thật, trong lời đồn côn bằng chính là siêu thoát chi sinh linh, nghĩ đến liền tính lôi đỉnh chi uy cũng là không làm gì được, người không cần lo lắng ha. Dương Nghị Vân gật gật đầu đôi mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm giữa sân, kỳ thật hắn trong lòng đã tán thành tiểu sư tỷ lời nói. Rốt cuộc thiên đạo không cho phép nghịch thiên sinh linh tồn tại, đây là sự thật, liền tỷ như mỗi một cái tu sĩ muốn độ kiếp giống nhau, đều là nghịch thiên, trời giáng lôi kiếp chu diệt. Tu chân tu tiên đều như thế, huống chi côn bằng. Hắn thực lo lắng, nhưng lại ngăn cản không được, trơ mắt nhìn trên 9 tầng trời lôi đình vạn quân đáp xuống ở 7 màu ánh sáng thượng. Giờ phút này kỳ thật hắn đều nhìn không thấy côn bằng bản thể, chỉ có thể nhìn đến 7 màu ánh sáng hình thành hình dáng mà thôi. Dù sao hắn biết côn bằng trứng là nát, côn bằng cũng xuất thế. Ở lo lắng chung, lôi đình ầm vang rơi xuống, nhưng lại không có trong tưởng tượng 7 màu hình dáng bị đánh tan biến mất cảnh tượng. Ngược lại làm Dương Nghị Vân vui sướng chính là, này đó cửu thiên mà xuống vạn quân lôi đình càng như là một loại chất dinh dưỡng năng lượng, tức khắc làm thất thải quang mang càng thêm diễm lệ thạch hóa. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được 7 màu vầng sáng một chút ẩn lui, lại là nhìn đến chân chính côn bằng bản thể hiển lộ ra tới. Hồng. Một tiếng thét dài lần thứ hai vang lên, ngay sau đó ở có chút mơ hồ, xem không rõ lắm côn bằng toàn thân chi tiết trạng thái hạ, lôi đình vần quanh vầng sáng lại lần nữa đại tác phẩm, giờ phút này côn bằng lại là động, bơi lội chi gian một chút cuốn tịch ở quay đầu đào tẩu kim giáp huyền quy ruột thượng, lại là vần quanh 7 màu vầng sáng lôi đình từng trận. Gần một cái nháy mắt lôi đình cùng 7 màu vầng sáng tan đi, phía chân trời phía trên cũng khôi phục bình tĩnh. Trong sân côn bằng lại là rốt cuộc rõ ràng lên. Mà kia đầu kim giáp huyền quy còn lại là biến mất không thấy. Giờ phút này côn bằng thân hình lại là ở nhanh chóng thu nhỏ lại chung. Ăn luôn huyền quy, cơ tím hà trừng lớn đôi mắt, lắp bắp nói chuyện. Hẳn là đi, sư tỷ chúng ta đi xuống nhìn xem, ta cảm nhận được hết thảy kết thúc, hiện tại mới xem như côn bằng chân chính xuất thế, nó người bản thể ở thu nhỏ lại, vừa rồi kia tựa hồ nào đó côn bằng xuất thế thiên phú hiện hóa. Dương Nghị Vân nói. Đối với vừa rồi phát sinh một màn, đừng nói tiểu sư tỷ chấn động, liền tính là Dương Nghị Vân cái này côn bằng chi chủ, nội tâm cũng ở sông cuộn biển gầm. Liền như vậy một chút, cường đại đến vừa rồi làm hắn cùng sư tỷ đều tuyệt vọng kim giáp huyền quy cư nhiên liền không có. Không hề nghi ngờ là bị côn bằng cấp cắn nuốt. Khủng bố chính là, bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng kim giáp huyền quy rốt cuộc là như thế nào không. Dù sao biết tất nhiên là bị côn bằng cấp nuốt. Hai người lắc mình mà đi, Hồng Y đi theo phía sau, đảo mắt tới rồi giữa sân. Giờ phút này giữa sân như cũ là bụi đất phi dương có chút thấy không rõ lắm. Bất quá côn bằng thân thể thu nhỏ lại là nhất định. Phía trước 7 màu vầng sáng bao vây hạ xuất hiện gần vạn mét hình dáng cũng chỉ là nhìn đến một cái ngoại hình, có thể xác định chính là trường cánh, đương chính là nhìn không tới đến tột cùng côn bằng bản thể trông như thế nào. Hiện tại thiên địa dị tượng cùng 7 màu ánh sáng cũng đều biến mất. Hơn nữa lúc trước mơ hồ một màn, lúc này Dương Nghị Vân nghĩ đến côn bằng thu nhỏ lại lúc sau hẳn là chính là tướng mạo sẵn có. Lại là không biết chân chính côn bằng là cái bộ dáng gì. Mang theo chờ mong chi tâm, Dương Nghị Vân cùng tiểu sư tỷ ba người đi vào sương mù, hắn có thể cảm ứng được côn bằng tồn tại, rốt cuộc ở côn bằng trứng thời điểm hắn cũng đã lấy máu nhận chủ, trở thành nhưng côn bằng chi chủ. Liên tính hiện tại côn bằng xuất thế, hắn cùng côn bằng chi gian cảm ứng như cũ là tồn tại. Đi vào phi dương bụi đất, mỗi một khắc Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, tìm được rồi. Nói chung bước nhanh mà đi, lại là trong tầm mắt thấy được có một đoàn nhàn nhạt 7 màu vầng sáng trên mặt đất lập lòe. Đi bước một qua đi, hắn trong tầm mắt thấy được, một cái rất nhỏ tựa xà giống nhau thân hình tồn tại. Nhưng hắn cảm giác xác định, cái này vật nhỏ chính là côn bằng không thể nghi ngờ. Dương Nghị Vân phi thường kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn kỹ đi. Thứ này chợt vừa thấy thật đúng là như là một con rắn. Bất quá ở hắn ngồi xổm xuống phía sau nhìn lại khi, lại là thấy được bất đồng chỗ, giờ phút này nó chiều cao một thước, cũng liền có ngón tay cái phẩm chất mà thôi, toàn thân đều là 7 màu lân giáp,
hơn nữa toàn thân thượng ẩn ẩn hiện lên khắc văn. Mà phần đầu tắc như là long đầu nhưng lại cùng long lại có bất đồng, long sinh hai sừng, nhưng thứ này trên đỉnh đầu có một đoạn như là bảy màu chi sắc nồng hậu một sừng, khóe miệng sinh long cần, cổ chỗ có bảy màu lông chim, trông rất đẹp mắt, đôi mắt đại đại tròn tròn như là ngưu đôi mắt, nhưng đồng điểm bảy màu sắc, nhìn qua càng thêm giàu có linh tính cùng thần bí. Cùng đặc so chính là, phần lưng có hai đôi cánh, đệ nhất đôi cánh là bảy màu lông chim hình thành, nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc. Đệ nhị đối bể tắm tắc hoàn toàn là trong suốt chi sắc, ngoại hình nhìn như có điểm như là cá trên người lân cánh, Dương Nghị Vân trong mắt nhìn lại là phát hiện mặt trên có thực nhỏ bé khắc văn rậm rạp tồn tại, đôi mắt nhìn chằm chằm qua đi xem thời điểm, đều làm hắn có choáng váng cảm. Tiếp theo đuôi bộ mang theo ngọn lửa giống nhau hình dạng, có so với toàn thân bất luận cái gì một chỗ nhan sắc đều nồng hậu lông chim, nhìn qua có điểm như là ngọn lửa hình dạng. Bụng còn lại là có một đôi lân giáp gắn đầy móng vuốt, cùng loài chim tương tự. Đây là Dương Nghị Vân nhìn đến toàn bộ. Ngươi chính là Côn Bằng. Dương Nghị Vân nói chuyện chung giơ ra bàn tay đi. Tự nhiên là ta a, ngươi cái nhược kê. Dương Nghị Vân nghĩ tới này trở thiên địa thần thú tự nhiên có thể miệng phun nhân ngôn nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt đối thoại xác thật là như thế. Nhược kê. Giờ khắc này Dương Nghị Vân tưởng bóp chết thần ma điểu, không hề nghi ngờ Côn Bằng câu này nhược kê, tất nhiên là từ tạp mao điểu trong miệng nghe tới. Nhớ rõ có một đoạn thời gian hắn đem tạp mao điểu nhốt ở càn khôn hồ không gian, thứ này khó tránh khỏi sẽ không đi tìm Côn Bằng chứng nói chuyện phiếm, há mồm ngậm miệng nói hắn là nhược kê, đều thành thiền ngoài miệng. Cái này hảo, mới ra thế Côn Bằng đều bị dậy hư. Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, nhưng là Côn Bằng không chút nào chi giác liếc mắt một cái bơi lội tới rồi Dương Nghị Vân lòng bàn tay. Này, đây là Côn Bằng. Lúc này tiểu sư tỷ đã đi tới, trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Nghị Vân lòng bàn tay nho nhỏ Côn Bằng mặt mày lập lòe, mang theo tò mò thần sắc, nói chuyện chung liền phải duỗi tay đi đụng vào. Nhưng là Côn Bằng thân mình vừa động một chút liền né tránh khai, mở miệng tựa 8-9 tuổi nam đồng chi âm ông cụ non nói, ai 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 tiểu nha đầu, nhưng đừng chạm vào bổn tọa đường đường Côn Bằng kim thân, quý giá thực, người một giới nữ lưu hạng người, chớ nên động tay động chân, nếu không bổn tọa là không khách khí. Cơ tím hà vừa nghe Côn Bằng nói chuyện, ngây ra một lúc, phản ánh quá lớn cả giận nói, ai nha ta đi, người một cái tiểu cá trẻ cư nhiên kêu cô nãi nãi tiểu nha đầu. Cô nãi nãi hôm nay còn càng muốn động động ngươi không thể. Dứt lời chi gian cơ tím hà ra tay nhanh như tia chớp mà đi, chỉ chảo côn. Chính là giờ phút này Côn Bằng toàn thân bảy màu vầng sáng chợt lóe vèo vèo ở Dương Nghị Vân cánh tay xoay quanh chớp động, cơ tím hà căn bản là bắt không được. Đừng nói bắt được, chính là chạm vào đều chạm vào không thượng một chút. Chỉ nghe Côn Bằng giận dữ hét, tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, bổn tọa đường đường Côn Bằng tồn tại thế gian mấy cái kỷ nguyên đều có, ngươi mới là tu luyện không đến 2 vạn tuổi, kêu ngươi tiểu nha đầu đều cất nhắc, còn có a, cảnh cáo ngươi đừng kêu bổn tọa tiểu cá trạch, nếu không bổn tọa một ngụm ăn ngươi. Tiểu cá trạch đã kêu ngươi làm sao vậy? Còn mấy cái kỷ nguyên, ngươi một cái mới toái kén mà ra chứng chứng mà thôi. Liền ở cô nãi nãi trước mặt xưng tôn nói tòa, ta xem ngươi chán sống đi, ta sư đệ chạm vào đến ngươi, cô nãi nãi tự nhiên cũng chạm vào, hôm nay xem cô nãi nãi không không đem ngươi bắt trụ ở giữa mang. Cơ tím hà bạo liệt tính tình đi lên, đôi tay quỷ mị chụp vào Côn Bằng, cũng mặc kệ nàng dùng ra cái gì thủ đoạn, chính là không gặp được Côn Bằng nửa phần. Tiểu nha đầu đừng ở động a, ở động một chút bổn tọa cần phải tức giận ăn ngươi, còn có. Ngươi cái nhược kê đứng ở làm gì? Làm cái này điên nha đầu dừng lại, nếu không bổn tọa liền ngươi cùng nhau ăn. Giờ phút này Côn Bằng nói chuyện có chút nãi thanh nãi khí, nhưng trong lời nói lại là tràn ngập kiệt ngạo khó thuần, kiêu ngạo không giới hạn. Dương Nghị Vân nghe được sư tỷ cùng Côn Bằng đối thoại, nhìn Côn Bằng chấp động chi gian ở chính mình trên người du tẩu, kỳ thật hắn trong lòng là thực chấn động, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Côn Bằng bơi lội chi gian kéo chính là không gian dao động, chỉ là phi thường mịt mờ, nếu không phải hắn là Côn Bằng chi chủ. Có rõ ràng cảm ứng, người khác trong mắt chỉ biết cho rằng đây là Côn Bằng tốc độ mà thôi. Nhưng là, giờ khắc này Dương Nghị Vân đôi mắt nheo lại, trong lòng vừa động lại là đã đem Côn Bằng nhéo vào trong lòng bàn tay. Hoa hoa hoa, ngươi cái nhược kê, ngươi làm gì, buông ra bổn tọa, buông ra. Ngay sau đó bị Dương Nghị Vân niết ở lòng bàn tay giãy giụa Côn Bằng hoa hoa kêu to, nhưng chính là tránh thoát không được Dương Nghị Vân tay. Sư tỷ an tâm một chút. Chờ ta một hồi, Dương Nghị Vân đối với vẻ mặt tức giận cơ tím hà mỉm cười.
Lúc này Cơ Tím Hà lại cũng nghe hạ, bởi vì Dương Nghị Vân đem côn bằng nhéo vào trong lòng bàn tay, làm nàng trong lòng một trận vui sướng. Lúc này bình tĩnh lại, kỳ thật nàng trong lòng mới cảm thụ thực chấn động, này tiểu cá trạch, mặc kệ nói như thế nào là côn bằng a. Ngẫm lại phía trước, cái này vật nhỏ cư nhiên cắn nuốt hoang dã huyền quy, phía trước kia thiên địa dị tượng, khổng lồ hình thể, cùng vừa rồi nàng dùng ra cả người thủ đoạn đi bắt đều không gặp được chút nào tốc độ, Cơ Tím Hà cũng có chút nghĩ mà sợ. Này cũng không phải là thật cá trạch, mà là siêu việt tam giới cửu thiên ngũ hành thần thú chi vương côn bằng. Nhưng là... thì tính sao? Giờ khắc này còn không phải bị nhà mình tiểu sư đệ cấp nhéo vào trong tay. Nghĩ đến đây Cơ Tím Hà mang theo ý cười đứng ở một bên nhìn. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay giấy giụa côn bằng chậm rãi mở miệng nói. Đầu tiên ta cấp loát một loát, ngươi tuy rằng là côn bằng, nhưng ta, Dương Nghị Vân... lại là ngươi côn bằng chủ nhân, điểm này ngươi hiện tại hẳn là có cảm thụ đi. Dương Nghị Vân nói xong dừng một chút tiếp tục nói, nếu ngươi không cảm thụ, ta khiến cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì là chủ, cái gì là phó. Dứt lời Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, lập tức thúc giục lúc trước huyết tế nhận chủ loại ở côn bằng thần hồn ấn ký. Ngay sau đó côn bằng giết heo kêu thảm thiết lên, a, à, hồng, liền như vậy một chút, trong lòng bàn tay quay cuồng côn bằng một chút liền sụi lơ. Dương Nghị Vân lúc này mới dừng lại, cười tủm tỉm nói, cái này nhận rõ hiện thực không có. Côn bằng toàn thân đều đang run rẩy, hữu khí vô lực nói, nhận rõ lại là liên tục gật đầu, vừa mới đến từ thần hồn ấn ký khởi động côn bằng rõ ràng cảm nhận được chỉ cần Dương Nghị Vân ở thêm đem lực hắn sẽ hôi phi yên diệt. Kỳ thật đối với thần hồn ấn ký khế ước chi chủ côn bằng đã sớm biết, chính là thân là vũ nội đệ nhất thần thú ngạo khí như cũ tồn tại, từ trong xương cốt phát ra. Không chấp nhận được hắn đối Dương Nghị Vân cúi đầu. Mặt khác, Dương Nghị Vân cũng là vận khí, ở côn bằng còn ở trứng chung thời điểm liền thi triển vết máu luyện hóa, trở thành côn bằng chi chủ, nếu không côn bằng xuất thế thời điểm hắn không cần suy nghĩ có thể thu phục một đầu côn bằng thần thú. Dương Mỗ Nhân thực vừa lòng, cười gật gật đầu nói, chúng ta đây tiếp tục nói, đệ nhị, nhược kê cái này xưng hô có phải hay không thần ma điểu giáo ngươi nói. Đúng vậy, kia chỉ điểu không phải kêu ngươi nhược kê sao? Ta liền đi theo kêu côn bằng hữu khí vô lực trả lời. Dương Nghị Vân gật gật đầu, thực hảo, hôm nay ta khiến cho các người biết cái gì là đến từ nhược kê sợ hãi. Ngay sau đó Dương Mỗ Nhân vung tay lên, thần ma điểu từ không hồ không gian xuất hiện. Giờ phút này Dương Mỗ Nhân nhếch miệng nở nụ cười, duỗi ra tay thần ma điểu cũng bị hắn nhéo vào trong lòng bàn tay. Tạp mao điểu, hiện giờ Điêu Nhi cũng tìm được rồi. Ta cảm thấy ngươi cùng Điêu Nhi hẳn là ôn chuyện. Dương Mỗ Nhân cười ở phất tay đem Điêu Nhi triệu hoán ra tới. Có chút không thể hiểu được thần ma điểu trực tiếp bị Dương Nghị Vân từ càn khôn hồ không gian triệu hồi ra tới một chút nhéo vào lòng bàn tay, tức khắc liền nổi giận, vừa muốn mở miệng mắng, lại là nghe được Dương Nghị Vân nói Điêu Nhi, lập tức tạp mao điểu chính là run lên, nghĩ tới trước kia nào đó nghĩ lại mà kinh hình ảnh. Chi, ca, Điêu Nhi xuất hiện ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai. Dương Nghị Vân cười cười nói, hương hương, tạp mao điểu nói nó lông chim quá dài, ngươi cho nó rửa sạch một chút, làm hắn thoải mái thoải mái, ân, toàn thân một mảnh lông chim đều không cần lưu lại. Tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Điêu Nhi mắt to ở hốc mắt chuyển động nóng lòng muốn thử. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trực tiếp đem tạp mao điểu giao cho Điêu Nhi. Mà thần ma điểu run rẩy quái kêu lên, nhược kê. Dương Nghị Vân, tiểu tử ngươi không thể như vậy. A a a. Trồn ra chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, đừng rút. Lông chim, a a a a. Khoảnh khắc chi gian Điêu Nhi thuần thục vô cùng nhổ sạch thần ma điểu toàn thân lông chim, làm thần ma điểu biến thành xấu xí hình tượng, cái này làm cho yêu quý thanh danh thần ma điểu muốn chết tâm đều có. Dương Nghị Vân lão tử hận ngươi, thần ma điểu lớn tiếng mắng. Ha ha, người mẹ nó trước kia kêu ta nhược kê, ta không để bụng, nhưng hiện tại tiểu gia ta đều tiên đế trung kỳ tu vi. Người mẹ nó còn yếu gà. Đáng giận chính là, chính người kêu ta nhược kê liền tính, còn mẹ nó cấp côn bằng dậy hư, làm côn bằng vừa xuất thế, mở miệng đệ nhất thanh, không phải kêu to ta chủ nhân, kêu chính là nhược kê. Hôm nay khiến cho ngươi từ bỏ cái này toái miệng tật xấu, xem ngươi về sau có dám hay không xúi dục côn bằng. Dương Mỗ Nhân cười lạnh. Này đó thần ma điểu, không lời gì để nói, có chút chột dạ. Đích xác mấy năm nay ở càn khôn hồ không gian nhàm chán thời điểm hắn liền tìm côn bằng chứng nói chuyện phiếm, không thiếu ở côn bằng chứng trước mặt nói Dương Nghị Vân là nhược kê, hơn nữa giáo huấn một ít không tốt lý niệm cấp côn bằng,
ai biết côn bằng thứ này như vậy đáng tin cậy, hôm nay liên lụy nó. Dương Nghị Vân xem sớm Mao Điểu chột dạ, vừa lòng cười lúc này mới nhìn về phía côn bằng nói, hiện tại một lần nữa nhận thức, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi hẳn là xưng hô ta cái gì. Côn bằng thấy được tạp Mao Điểu kết cục, hơn nửa giờ phút này ở Dương Nghị Vân trong lòng bàn tay nhéo, há có thể nhận không rõ hiện thực. Vội vàng nói, ta là ngài linh sủng tọa kỵ, ngài là chủ nhân của ta, chủ nhân bớt giận, ta sai rồi. Côn bằng trả lời phi thường sạch sẽ lưu loát. Dương Nghị Vân cười cười, ngươi nhưng thật ra đủ khéo đưa đẩy, ha hả, vốn dĩ hắn trước lấy tạp Mao Điểu hết giận, chính là giết gà dọa khỉ, cũng là tưởng chính trị một chút tạp Mao Điểu, nếu là côn bằng còn cãi bướng, hôm nay hắn lần đầu tiên liền phải đem thứ này thu thập phục tùng, nếu không ngày sau còn không ngã thiên. Không nghĩ tới côn bằng nhận túng nhanh như vậy. Nhếch miệng cười nói, vị này chính là sư tỷ của ta đều tôn kính, ngươi cư nhiên đắc tội sư tỷ của ta, biết như thế nào làm sao. Biết biết, côn bằng liên tục gật đầu, rồi sau đó đối cơ tím hà nói, tiên tử ta sai rồi, cầu tha thứ. Hừ, bất hòa ngươi một cái tiểu cá trạch so đo, cơ tím hà tự nhiên nhìn ra được tới, đây là sư đệ ở huấn hóa côn bằng thủ đoạn, đảo cũng không ngắt lời, nói như vậy một câu, ý bảo Dương Nghị Vân tiếp tục. Côn bằng giờ phút này cũng không dám có cái gì bất mãn, Dương Nghị Vân nói cái gì chính là cái gì, hắn cũng nhận rõ hiện thực, liền tính là hắn là vũ nội côn bằng. Nhưng hiện tại sinh tử cũng nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, từ hắn ở vỏ trứng chung thời điểm, chủ tớ quan hệ cũng đã chú định. Nhận mệnh đi. Dương Nghị Vân thực vừa lòng nói, hành, nếu sư tỷ tha thứ ngươi, ta cũng không so đo, tỉnh nói ta cái này chủ nhân keo kiệt, bất quá, người hôm nay xuất thế, phải cho ngươi ban cho một cái tên. Đa tạ chủ nhân ban danh. Dương Nghị Vân nói cũng chưa nói xong, côn bằng liền đánh gãy hắn cảm tạ, nhìn ra được côn bằng đây là ở lấy lòng. Dương mẫu nhân xấu xa cười, nhìn côn bằng nói, ta cảm thấy sư tỷ của ta phía trước kêu ngươi tiểu cá trạch tên này, thực thích hợp, thuận miệng cũng thân thiết, về sau ngươi đã kêu cá trạch. Phốc! Dương Nghị Vân dứt lời, cơ tím hà đầu tiên không nhịn cười lên tiếng. Cá trạch! Đường đường vũ nội côn bằng thần thú trung vương, cư nhiên bị đặt tên cá trạch, này nếu là truyền ra đi, côn bằng ở thần thú giới sợ là muốn xưng hô đệ nhất chê cười. Cơ tím hà không nghĩ tới cái này tiểu sư đệ cũng có như vậy dí dỏm một mặt, nàng kêu côn bằng tiểu cá trạch cũng là vừa tài văn chương cấp thuận miệng nói ra, nếu là đường đường côn bằng thực sự có cái cá trạch tên, truyền ra đi nhưng chính là thật chê cười. Hơn nữa chưa chừng côn bằng ngày sau còn sẽ đem này bút chướng ghi lại nàng trên đầu. Đến nỗi côn bằng, bị Dương Nghị Vân một câu tiểu cá trạch ban danh cấp nói mộng bức, nửa ngày mới phản ứng lại đây, ở Dương Nghị Vân lòng bàn tay giãy giụa nói, không được. Không được, bổn tọa đường đường côn bằng, há có thể là cá trạch, kiên quyết không được. Đúng vậy tiểu sư đệ, một lần nữa khởi cái tên đi, kêu cá trạch sợ là thật sự thiếu thỏa. Cơ tím hà cũng coi như là cấp côn bằng cầu tình. Nhưng là Dương Nghị Vân cười hắc hắc, liền như vậy định rồi, đã kêu cá trạch, thuận miệng. Cứ việc côn bằng kịch liệt phản đối, nhưng là ở Dương mẫu nhân nơi này, định ra sự, phản đối không có hiệu quả. Cứ như vậy đường đường côn bằng bị Dương mẫu nhân đặt tên cá trạch, cũng đích xác ở ngày sau rất dài một đoạn thời gian nội, côn bằng cái này cá trạch chi danh, xưng là tam giới cười to liêu. Bất quá lại sao, thế gian sinh linh nhắc tới cá trạch chi danh, liền cười không nổi, có sẽ chỉ là từ trong tới ngoài sợ hãi. Côn bằng Nga hiện tại hẳn là kêu cá trạch chịu thua lúc sau liền dễ làm nhiều, nội tâm ngạo khí bị Dương Nghị Vân xóa sạch lúc sau, lại hóa nhỏ một vòng quấn quanh ở Dương Nghị Vân tay trái trên cổ tay. Xem như tìm được rồi một cái oa. Vốn dĩ Dương Nghị Vân muốn đem cá trạch cùng tạp Mao Điểu một đạo đưa về Càn Khôn Hồ không gian đi, chính là cá trạch nói ở Dương Nghị Vân tay trái trên cổ tay đợi thoải mái. Nguyên nhân này Dương Nghị Vân nghĩ đến chính là Càn Khôn Hồ tồn tại nguyên nhân, lại cũng tùy hắn đi. Đến nỗi tạp Mao Điểu có điều nhi ở thành thật nhiều, trước kia điều nhi chính là động bất động liền nhổ sạch nó lông chim, tạp Mao Điểu sợ nhất điều nhi cái này ôn thần. Bởi vì điêu nhi ở Dương mẫu nhân trong lòng chính là không thể thay thế tồn tại, rất nhiều linh sủng chung điêu nhi đương thuộc đệ nhất, ai khi dễ điêu nhi nhất định sẽ làm Dương mẫu nhân tức giận. Này không quan hệ thực lực, mà là ở được sủng ái trình độ. Bao gồm hiện tại côn bằng cũng đã nhìn ra, này chỉ điêu nhi đích xác ở Dương Nghị Vân trong lòng rất có phân lượng, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không trêu chọc điêu nhi. Nói đến thực lực, Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới cá trạch thực lực. Liên hỏi nói, cá trạch ngươi có phải hay không có thể nháy mắt hạ gục cao giai tiên tôn? Cá trạch triền ở trên cổ tay hắn, nghe được hỏi chuyện,
bị đặt tên cá trạch, làm hắn tinh khí thần cũng chưa, lười biếng trả lời, không có khả năng, tầm thường tiên tôn nhưng một trận chiến, cao giai tiên tôn ta nhưng đánh không lại, chủ nhân nhưng đừng chậm trễ chuyện này, ta hiện tại mới phá trứng mà ra, thật là yêu cầu trường thân thể thời điểm, làm bất quá cao giai tiên tôn. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, phía trước Kim Giáp Huyền Quy nói như thế nào? Không phải bị ngươi cấp ăn sao? Kia chỉ huyền quy nhưng không thể so cao giai tiên tôn kém đi. Chủ nhân A, có thể nuốt rất kim giáp huyền quy đó là bởi vì ta xuất thế thời điểm có thiên địa dị tượng, nhưng mượn dùng thiên địa đại thế chi lực, nuốt huyền quy đảo cũng đơn giản, nhưng thiên địa đại thế cũng chính là như vậy một lần mà thôi. Nói thật, liền tính là hiện tại đối chiến sơ giai tiên tôn, đối ta hiện tại tới nói cũng quá sức, phải chờ tới ta đem kim giáp huyền quy tiêu hóa rất mới được, rốt cuộc ta vừa mới xuất thế sao? Cá trạch vội vàng giải thích một phen, sợ Dương Mỗ Nhân làm hắn đi làm nguy hiểm việc. Nghe được cá trạch trả lời, Dương Nghị Vân ngẫm lại thì ra là thế, như thế cũng bình thường, nếu là cá trạch mới ra thế liền như thế nghịch thiên kia mới là không bình thường. Cá trạch có thể xử lý kim giáp huyền quy nguyên lai là mượn dùng xuất thế hết sức thiên địa đại thế, như thế hợp lý, hơn nữa nghe hắn ý tứ, liền tính là nuốt lấy huyền quy cũng lại yêu cầu thời gian tiêu hóa. Điểm này ngẫm lại đảo cũng nghĩ đến thông. Bất quá nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, thứ này còn cần trưởng thành, muốn tung hoành vũ nội, trưởng thành đảo cũng ít không được. Gật gật đầu tiếp tục hỏi, vậy ngươi phía trước kia thân hình như vậy cực kỳ có chuyện như vậy. Có phải hay không vừa sinh ra liền như vậy đại thân hình? Đối với điểm này Dương Nghị Vân là tương đối quan tâm, hắn trước kia tổng ảo tưởng chờ côn bằng xuất thế, cưỡi côn bằng ngao du phía chân trời, kia đến là thực phong cách sự tình. Thứ này cũng đừng nói. Cũng là vừa xuất thế mượn dùng thiên địa đại thế mới biến như vậy đại, hiện tại biến không lớn, kia đã có thể không hảo chơi. Chỉ nghe cá trạch nói, ân, đó chính là ta bản thể, sinh ra liền như vậy đại, ngày sau ta sẽ biến càng ngày càng tới, lớn nhất nhưng có 9 vạn giảm, ta thân hình lớn nhỏ là có thể tự do biến đại biến tiểu nhân. Dương Nghị Vân vừa nghe đôi mắt liền sáng, khụ khụ một tiếng nói, kia gì thân hình biến đại, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Là... Chủ nhân cá trạch lười biếng trả lời, ngay sau đó từ Dương Nghị Vân thủ đoạn bơi lội dựng lên, bay vọt trời cao. Giờ phút này ở Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà trong mắt, cá trạch từ một thước tiểu nhân thân hình, bay về phía trời cao thời điểm, lại là đón gió đại trướng, mở ra diễn liền biến thành dài chừng cây số nông nỗi. Trên lưng lông chim cánh triển khai, lại cũng là ước chừng gần ngàn mét. Toàn bộ không trung đều bị che đậy lên. Dương Nghị Vân biết cá trạch thân hình còn có thể biến đại. Lúc này mới là 1/10 mà thôi. Nhìn toàn thân 7 màu lân giáp vầng sáng lập lòe cá trạch, triển khai xong cầm huyền phù ở giữa không trung bộ dáng, Dương Nghị Vân đôi mắt đại lược, nhịn không được lẩm bẩm, phong cách, thật mẹ nó phong cách, muốn chính là cái này hiệu quả, hắc hắc, sư tỷ chúng ta đi lên. Hảo Cơ Tím Hà cũng nóng lòng muốn thử, đây chính là côn bằng A. Toàn bộ tiên giới hoặc là nói trong tam giới có thể đem côn bằng lấy đảm đương tòa kỵ sợ là chỉ có tiểu sư đệ một người. Côn bằng chi vị, côn bằng chi quỷ dị thần bí, ai cũng không biết đến tột cùng như thế nào, cứ việc phía trước côn bằng nói chỉ có thể ứng đối sơ cấp tiên tôn, nhưng Cơ Tím Hà lại là không tin, bực này không nên tồn tại với tam giới cường đại tồn tại, há có thể đơn giản. Chẳng sợ hắn là vừa rồi xuất thế ấu thú, kia cũng là thiên địa chi gian hoàn vũ trong vòng độc nhất vô nhị côn bằng. Có thể cưỡi một lần côn bằng, này một đời tu hành liền không tính bạch tu hành, hì hì Cơ Tím Hà nói một tiếng. Nhảy dựng lên hướng về côn bằng bay đi. Hồng Y, đi Dương Nghị Vân hư ôm Điêu Nhi, tiếp đón một tiếng Hồng Y, bay về phía côn bằng. Ngay sau đó ba người dừng ở côn bằng trên lưng. Cứ việc thấy được cá trạch thân hình đại không biên, chính là chờ chân chính dừng ở cá trạch trên lưng lúc sau, cũng như cũng nhịn không được hít hà một hơi, chiều dài liền không nói, cá trạch trên lưng độ rộng cư nhiên ước chừng cũng có 300 mễ độ rộng bộ dáng. Ba người dừng ở mặt trên, cảm giác thật giống như là dừng ở một khối huyền phù trên đại lục giống nhau. Lúc này truyền đến cá trạch nói chuyện thanh, chủ nhân có đủ hay không đại, ta lớn nhất có thể biến lớn đến liền cây số. A, đủ rồi, không cần liền lớn. Dương Nghị Vân nói chuyện một trận nuốt nước miếng, trong lòng biết chăng phong cách. Đương nhiên hắn cũng biết như thế phong cách, tất nhiên sẽ đưa tới yêu tộc cường giả nhìn trộm, nhưng hôm nay đại náo Bạch Giao Long Vương phủ đệ. Sợ là động tĩnh đã sớm truyền khắp toàn thành, không sao cả. Hắn cũng là tiên đế trung kỳ tu vi, sư tỷ càng là tiên tôn trung kỳ đỉnh, Hồng Y cũng có thể lực chiến tiên tôn, hơn nữa Điêu Nhi khôi phục, côn bằng tồn tại, cổ lực lượng này,
liền tính là cao giai tiên tôn tới, cũng đều không sợ. Dù sao hắn hiện tại chuẩn bị rời đi dị vực giới, tìm được rồi Điêu Nhi cùng Hầu Đậu Đậu, lần này thu hoạch rất lớn, đến nỗi Tiểu Phượng Hoàng cùng những người khác, tạm thời không có tin tức, nhưng Giang Hàm Bạch đã phát động đầu đen kiến tộc đang tìm kiếm. Mặt khác hắn hiện tại sốt ruột trở về, là muốn đi tìm lão cây liễu hoặc là sư nương dò hỏi sư phụ việc, cái này là đối hắn cùng sư tỷ tới nói đều thực cấp. Biết rõ ràng sư phụ việc, hắn mới có thể đủ an tâm. Đi! Dương Nghị Vân cấp cá trạch hạ lệnh. Hồng! Cá trạch phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu, lại là lông cánh vừa động, vèo một chút vọt vào phía chân trời. Ngay sau đó đang xem, đã tới rồi sao trời bên trong. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt hỏi, cá trạch đây là nơi nào? Cá trạch còn không có trả lời tiểu sư tỷ lại là run giọng nói, tựa hồ chúng ta đã tới rồi dị vực giới sao trời giới vách tường chỗ, từ nơi này đi ra ngoài, hẳn là chính là tiên giới sao trời hải. Là ta chủ nhân, ta cảm nhận được một cổ giới vách tường lực lượng, các ngươi ngồi ổn, ta muốn lao ra đi lại là cá trạch trả lời, nói chuyện chung, hắn phần lưng một khắc đối không có mở ra trong suốt cánh chim ong 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 triển khai. Mặt trên khắc văn lập lòe lên, tựa hồ này một đôi trong suốt lân cánh là dùng để xuyên thấu giới vách tường khả năng. Dương Nghị Vân lớn lên miệng, trừng lớn đôi mắt, cũng chưa phục hồi tinh thần lại, vừa rồi cá trạch chớp động cánh chim tựa hồ chỉ là một cái hô hấp công phu, một tức thời gian liền từ dị vực giới trung ương nơi bạch giao thành tới rồi sao trời giới vách tường nơi. Cái này tốc độ, biến thái, phục hồi tinh thần lại, Dương Nghị Vân vội vàng lớn tiếng nói, đình đình đình, dừng lại. Cá trạch trong suốt cánh dừng lại, hỏi, làm sao vậy chủ nhân? Ta mẹ nó như thế nào biết ngươi tốc độ như thế biến thái a? Hiện tại trở về, phản hồi bạch giao thành, Hầu Đậu Đậu còn ở thành chủ phủ bên ngoài, ta còn muốn tìm Giang Hàm Bạch cùng Xuyên Sơn Hiếu công đạo một chút sự tình, mới có thể rời đi, ngươi hiện tại trở về, lập tức tìm bọn họ. Dương Mỗ Nhân dọc theo nước miếng nói chuyện. Nga, tốt, vèo, lại là một chút. Ngay sau đó bọn họ lần thứ hai xuất hiện ở thành chủ phủ trên không. Dương Nghị Vân nhìn phía dưới bị hủy rừng rậm, trong lòng đại đại ở nhảy lên, cái này tốc độ vô địch. Sư tỷ các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi xuống tìm Giang Hàm Bạch cùng Hầu Đậu Đậu bọn họ, công đạo một chút ta ở trở về. Dương Nghị Vân không làm cá chạy ở phi hành, thứ này tốc độ mau tới rồi biến thái nông nỗi, rừng rậm cùng thành chủ phủ bên ngoài cũng chính là trăm dặm mà thôi, một phi liền quá đứng. Hảo. Vậy ngươi cẩn thận một chút cơ tím hà theo tiếng, kỳ thật nàng lại làm sao không phải trong lòng ở quay cuồng, không nghĩ tới côn bằng tốc độ cư nhiên như thế biến thái. Dương Nghị Vân từ trên cao phi lạc mà xuống, thẳng đến thành chủ phủ ngoại, hắn cùng Xuyên Xuyên Sơn Hiếu chi gian có cảm ứng, phía trước liền nói quá làm cho bọn họ ở thành chủ phủ ngoại tiếp ứng, lúc này hắn cảm ứng được hơi thở. Mà bay qua thành chủ phủ thời điểm, Dương Nghị Vân phát hiện toàn bộ thành chủ phủ tất cả đều lộn xộn. Có rất nhiều yêu tu nghĩ rừng rậm phương hướng chạy đến, Dương Nghị Vân không để ý tới, dù sao thành chủ phủ trung đại yêu đều bị xử lý, dư lại này đó không đáng để lo. Duy nhất lo lắng chính là bạch giao thành mặt khác yêu tu có thể hay không ra tay. Rốt cuộc vừa rồi cá trạch xuất thế thời điểm, thiên địa dị tượng lôi đình vạn quân, thanh thế có điểm đại, bất quá cũng may ở thành chủ phủ chỗ sâu trong, nói chung thành chủ phủ ở ngoài yêu tu là không dám đi vào thành chủ phủ. Bất quá giờ phút này thành chủ phủ nội cao thủ cơ bản bị hắn cùng tiểu sư tỷ cấp tiêu diệt. Hiện tại thành chủ phủ Bạch Giao Long Vương không hề, cao thủ ngã xuống, kỳ thật chính là vỏ rỗng, một ít cái tầm thường yêu đế phiên không dậy nổi sóng gió. Dương Nghị Vân trong lòng miên man suy nghĩ, nháy mắt cảm ứng được Xuyên Sơn Hiếu bọn họ, liền ở thành chủ phủ ngoại không xa một nhà cửa hàng, Dương Nghị Vân phi rơi xuống đi thẳng đến cửa hàng này phô. Lúc này Dương Nghị Vân không biết chính là, phía chân trời phía trên mấy chục đạo cường đại hơi thở, thẳng đến tiểu sư tỷ các nàng mà đi. Đại ca, sư đệ, chủ nhân, Dương Nghị Vân đi vào cửa hàng, Hầu Đậu Đậu, Giang Hàm Bạch cùng Xuyên Sơn Hiếu đứng dậy chào hỏi, toàn bộ cửa hàng liền bọn họ ba cái. Sư đệ thế nào, chuyến này nhưng thuận lợi, phía trước thành chủ phủ trên không thiên địa dị tượng, chúng ta ba cái thương lượng đang đợi không đến các ngươi trở về, liền phải vọt vào thành chủ phủ đi. Giang Hàm Bạch thoại ngữ chung có lo lắng. Dương Nghị Vân trong lòng ấm áp, dăm ba câu liền đem thành chủ phủ việc nói cùng ba người nghe. Nói xong Dương Nghị Vân có thẳng đến chủ đề nói, Bạch Nha sư huynh, về hỏi thăm Tiểu Phượng Hoàng mấy cái sự tình, còn thỉnh ngươi tiếp tục, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ghi nhớ trong lòng, ta có chuyện quan trọng phải về tiên giới một chuyến, chờ sự tình xử lý xong,
đến lúc đó lại đến dị vực giới, nếu là ngươi nghe được bất luận cái gì tin tức manh mối, thỉnh trước tiên phái người cho ta biết, đây là ta ở tiên giới hỗn loạn tiên vực Vân Môn tọa độ. Dương Nghị Vân nói chuyện cấp Giang Hàm Bạch để lại không gian ngọc giản, là Vân Môn định vị nơi, như thế có thể phương tiện tìm kiếm. Sư đệ ngươi khách khí, đều là người một nhà, chuyện này ngươi yên tâm, ta phát động toàn tộc đi hỏi thăm liền tính đem dị vực giới trái lại cũng không tiếc, một có tin tức ta tự mình tiến đến cho ngươi thông báo, dù sao ta cũng muốn cho ngươi chuẩn bị những cái đó kỳ thạch lễ vật, chuyện này bao ở ta trên người. Giang Hàm Bạch vỗ ngực bảo đảm. Hảo, như thế liền đa tạ Bạch Nha sư huynh, đúng rồi Xuyên Sơn Hiếu, ngươi liền lưu tại Bạch Nha sư huynh bên người, trợ giúp tìm kiếm ta Vân Môn những người khác, Hầu Đậu Đậu cùng ta trở về. Dương Nghị Vân đối Xuyên Sơn Hiếu dặn dò. Là chủ nhân, thỉnh chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Xuyên Sơn Hiếu trả lời. Ân, như thế, hôm nay bổn chủ nhân liền thực hiện đối với ngươi hứa hẹn. Dương Nghị Vân đối Xuyên Sơn Hiếu một năm trước nói qua, có thể tăng lên huyết mạch, làm Xuyên Sơn Hiếu tiến hóa thành tử kim huyết mạch, một năm trước là sinh mệnh chi thủy không ra tới, hiện tại đi thành chủ phủ một chuyến, đi qua đã hơn một năm, sinh mệnh thủy còn dư lại một giọt, vừa lúc cấp Xuyên Sơn đồ tang dùng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn huyết mạch sẽ tiến hóa. Phiên tay chi gian một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện. Há mồm Dương Nghị Vân đối Xuyên Sơn Hiếu nói. Xuyên Sơn Hiếu theo bản năng há mồm, Dương Nghị Vân búng tay vung lên, sinh mệnh chi thủy tiến vào Xuyên Sơn Hiếu trong miệng. Lúc này mới nói, vật ấy chính là ta Vân Môn chí bảo, người kịp thời ta tỏa hạ chi nhân, phục chi chắc chắn làm ngươi huyết mạch tiến hóa tử kim, ngày sau vọng ngươi tận tâm hiệu lực, tự giải quyết cho tốt. Đa tạ chủ, a. À. Xuyên Sơn Hiếu vừa muốn nói lời cảm tạ, lại là toàn thân vầng sáng chợt lóe, kêu thảm thiết lên. Đây là huyết mạch tăng lên tất nhiên quá trình. Ngồi xuống hảo sinh thể ngộ đi, Bạch Nha sư huynh sư tỷ còn đang đợi ta, chúng ta đi trước, làm phiền ngươi cấp Xuyên Sơn Hiếu hộ pháp, trợ hắn tiến hóa huyết mạch, chúng ta ngày nào đó tái kiến. Nếu như thế, sư đệ thả rời đi, nơi này có ta. Hai người từ biệt, Dương Nghị Vân mang theo Hầu Đậu Đậu phi thiên dựng lên, lại là ở trời cao trung thời điểm, thấy được phía chân trời chi đấu pháp, đúng là sư tỷ bọn họ nơi phương hướng, sắc mặt một bên đối Hầu Đậu Đậu nói, nhanh lên. Tựa hồ có người ở cùng sư tỷ bọn họ đánh nhau. Phía chân trời nơi xa truyền đến nổ vang. Cũng có cá trạch giống lên một tiếng. Dương Nghị Vân cùng Hầu Đậu Đậu nhanh chóng bay đi, chờ tiếp cận thời điểm, mới nhìn đến có 12 đạo cường đại yêu khí, lại là có thể cảm nhận được, hai đạo tiên tôn cấp bậc, dư giả đều là yêu đế đỉnh. Nheo lại mắt Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, ra khỏi vỏ. Tức khắc lưỡng đạo lộng lấy kiếm khí hoa hồng mà đi. Thẳng đến trong đó hai cái yêu đế đỉnh yêu tu. Dương Mỗ Nhân ở tiên vương đỉnh thời điểm là có thể nháy mắt hạ gục tiên đế sơ cấp, lực chiến tiên đế trung kỳ, vặn cổ tay với tiên đế hậu kỳ, nếu hơn nữa dưa hấu lôi cùng tím thụ ngũ lôi diệp, sát tiên đế đỉnh cũng là có khả năng. Hiện giờ Dương Mỗ Nhân một hơi thành tựu tiên đế trung kỳ đỉnh tu vi, giờ phút này hắn xem như không cần dưa hấu lôi với tím thụ ngũ lôi diệp, cũng là năng lực chiến đỉnh tiên đế. Hai gian đồng thời xuất kích. Thẳng đánh hai đại yêu đế, lấy hắn hiện tại thực lực ra tay, liền tính là yêu đế đỉnh, cũng là có thể chém giết. Ầm vang. Hai tiếng nổ vang chung, kêu thảm thiết vang lên. A, à, tuy rằng không có chém giết hai đại yêu đế, nhưng lại làm hai đại yêu đế trực tiếp từ không trung rơi xuống đi xuống. Hắn không truy kích, bởi vì giờ phút này Dương Nghị Vân phát hiện, nơi xa phía chân trời ở ngoài như cũ có cường đại yêu khí mà đến, hắn phía trước lo lắng sự tình đã xảy ra. Bạch Giao Thành mặt khác yêu tu rốt cuộc kiềm chế không được, hoặc là nói được tới rồi thành chủ phủ cao thủ ngã xuống tin tức sau, một đám vọt vào thành chủ phủ, cũng phát hiện phía chân trời phía trên côn bằng đi. Rốt cuộc phía trước côn bằng xuất thế động tĩnh quá lớn, giờ phút này lại hóa thân hơn 1000 mét thân hình che trời ở phía chân trời quá mức gây vạ, tưởng không làm cho cao giai yêu tu chú ý đều khó. Hắn trực tiếp nhằm phía giữa sân mà đi. Lúc này tiểu sư tỷ một người độc chiến hai đại tiên tôn. Dư giả yêu yến thành vây công hồng y, ngược lại là thân hình khổng lồ cá trạch huyền phù ở trời cao cư nhiên không ai đi thăm hỏi một chút. Này ở Dương Nghị Vân nghĩ đến sợ là rất nhiều yêu tộc còn không có nhận ra cá trạch chân thân đến đây đi. Đương nhiên liền tính nhận ra tới, muốn bắt lấy cá trạch, không có cao giai tiên tôn thực lực tưởng đều không cần tưởng. Hắn cùng Hầu Đậu Đậu trực tiếp tới rồi giữa sân, lại là phát hiện Vu sư tỷ chém giết hai gã yêu tôn chính là sơ giai yêu tôn, thực lực cũng không cường đại. Mà sư tỷ cũng thành thạo.
Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng tặng khẩu khí. Đúng lúc này cũng truyền đến tiểu sư tỷ thanh âm nói, sư đệ đi giúp Hồng Y, này hai cái nghiệt xúc chính là thành chủ phủ 10 đại yêu đế trung Dương Nghiệt, không nghĩ tới lúc này xông ra, nguyên lai là thành tựu yêu tôn, ta bên này yên tâm đi, một giây diệt bọn hắn. Hừ cuồng vọng, liền tính là ngươi đúng vậy cơ ra người lại như thế nào. Nơi này là dị vực giới Bạch Giao Thành, thật khi ta ra Long Vương không ở nhà, Bạch Giao Thành liền không người không thành. Giờ phút này trong đó một người yêu tôn hừ lạnh ra tiếng, ngay sau đó đối với tứ phương lớn tiếng nói, chư vị đồng đạo, còn không hiện thân. Người chờ đều là Long Vương đại nhân dưới tòa một mạch, hiện giờ Long Vương không ở nhà, này đó nhân tộc tự tiện xông vào thành chủ phủ, đùa giỡn Bạch Giao Thành, hôm nay nếu là không đưa bọn họ đền tội, ngày nào đó Long Vương trở về, mọi người đều không hảo trái cây ăn, còn không ra tay càng đãi khi nào. Lời này rơi xuống. Quả nhiên bốn phía trống rỗng bắt đầu xuất hiện một đám đại yêu, thấp nhất đều là yêu đế. Dương Nghị Vân sắc mặt khẽ biến, không trong chốc lát ước chừng thượng trăm đại yêu xuất hiện ở tứ phương, bao quanh đưa bọn họ vây quanh lên. Trong đó cư nhiên có yêu tôn hậu kỳ 3 cái, yêu tôn trung kỳ 9 người, sơ giai yêu tôn nhiều đạt hơn 20, dư giả toàn vị yêu đế các cảnh giới tu vi, tổng số phá trăm. Bạch Giao Long Vương thân là dị vực giới 5 đại đầu sỏ chi nhất, chính là thật đánh thật đầu sỏ. Này đó yêu tu một đám đều cư trú ở Bạch Giao Thành, tất cả đều xem như Bạch Giao Long Vương tọa hạ phụ thuộc, tuy rằng không phải trực hệ thuộc hạ, nhưng cũng là Bạch Giao Long Vương thế lực. Kêu gọi yêu tôn thật là thành chủ phủ 10 đại đỉnh yêu đế chung một cái, Man Ngưu yêu đế, phía trước Long Vương phủ mặt khác yêu đế đưa tin bị người xâm nhập đùa giỡn thời điểm, Man Ngưu yêu đế với một cái khác yêu đế bên ngoài làm việc, vội vàng tới rồi, nửa đường trời cao mà dị tượng xuất hiện, lại là song song thành tựu yêu tôn. Nhưng lại cũng thu được mặt khác yêu đế bị xử lý tin tức, cùng với thành chủ phủ hoa viên phát sinh sự tình. Như thế vội vàng tới rồi thời điểm, thấy được thành chủ phủ trên không xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, tuy rằng không quen biết là cái gì tộc đàn đại lại biết cùng đại não thành chủ phủ nhân tộc thoát không được can hệ. Quả nhiên tới thời điểm tại đây đầu đại gia hỏa trên lưng thấy được một người nhân tộc nữ tử, hai bên một giao thủ Man Ngưu liền nhìn ra nàng này chính là tiên giới cổ xưa cơ gia người. Bất quá thành chủ phủ đại yêu đế ngã xuống, hoa viên đừng hủy diệt, này đã là không thể vãn hồi cục diện, Man Ngưu thân là Bạch Giao Long Vương tọa hạ đại yêu phi thường rõ ràng, thành chủ phủ hoa viên bị hủy hậu quả, nếu là mặc kệ nói, Long Vương trở về tính sổ hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi, thậm chí còn toàn bộ Bạch Giao thành sở hữu cao giai yêu tu đều gánh vác không dậy nổi. Cũng cho nên hắn này một tiếng hô to, làm bốn phía âm thầm quan khán động tĩnh đại yêu nhóm hiện thân. Hắn Man Ngưu có thể suy nghĩ cẩn thận sự, này những Bạch Giao Thành cao gia yêu tu tự nhiên cũng minh bạch, đều là Bạch Giao Thành người, việc này hôm nay mặc kệ, ngày nào đó Long Vương trở về lửa giận, không ai có thể gánh vác khởi. Cho nên vài nhân tộc cần thiết bắt lấy. Sát! Man Ngưu nhìn đến bốn phía yêu tộc cao thủ tất cả đều hiện thân xuất hiện, tức khắc tự tin tăng nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng sát, với một cái khác đồng bạn trực tiếp nhằm phía Cơ Tím Hà. Giờ phút này Cơ Tím Hà cũng sắc mặt thay đổi. Một chút xuất hiện nhiều như vậy yêu tộc cao thủ, trường hợp có chút vượt qua nàng tưởng tượng, tức khắc giống giận, ồn ào, trước xử lý các ngươi. Ầm vang, răng rắc, lôi đình vang lớn, lại là trợ thủ đắc lực các xuất hiện lưỡng đạo màu đen lôi đình trực tiếp ra rừng ở Man Ngưu cùng một cái khác xông lên yêu đế chi thân. Hai tiếng kêu thảm thiết, này hai cái yêu tôn toàn thân đen nhánh hóa thành cho bụi trực tiếp bị đánh chết. Nhưng là lúc này trường hợp đã mất khống chế. Hơn trăm yêu tộc cao thủ tất cả đều xuất hiện đối với bọn họ công kích mà đến. Ầm ầm ầm, Cơ Tím Hà quanh thân lôi đình vần quanh tóc dài phiêu khởi, nháy mắt đối thượng xông tới tam đại yêu tôn hậu kỳ. Mà Dương Nghị Vân giờ phút này cũng cái trán đổ mồ hôi, bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu tôn, tuy rằng ba cái mạnh nhất yêu tôn hậu kỳ trực tiếp đi đối phó sư tỷ, nhưng dư lại yêu tôn sơ cấp cùng trung cấp cấp bậc yêu tôn tất cả đều hướng về hắn cùng giống xông tới. Cái này bọn họ xem như lâm vào tử chiến bên trong. Muốn liều mạng, nếu không tại như vậy rất cao giai yêu tôn vây công hạ, bọn họ đều sẽ chết. Nơi xa 70-80 danh yêu đế thẳng đến Hồng Y cùng cá trạch một phương mà đi. Trong nháy mắt bọn họ tất cả đều bị vây quanh lên. Tình huống không ổn. Tứ phía tám pháp yêu khí tận trời mà đến. Dương Nghị Vân biết hôm nay muốn liều chết. Đối với Hầu Đậu Đậu nói, đợi lát nữa theo sát ta, chiếu cố hảo tự mình. Đại ca yên tâm, ta hiểu được. Hầu Đậu Đậu nói chuyện hết sức, hai mắt biến thành đỏ đậm một mảnh, toàn thân lông tóc đứng chổng ngược dựng lên,
lại là giơ thẳng lên trời thét dài, giống. Ngay sau đó Hầu Đậu Đậu thân hình cất cao một vòng lớn, hóa thành một con bộ mặt dữ tợn kim mao con khỉ. Toàn thân kim quang lộng lẫy, yêu khí phóng lên cao, bỗng nhiên nhảy xông ra ngoài. Đậu Đậu trở về. Dương Nghị Vân kinh hãi kêu to, giờ phút này giống vẫn là tương đương với Tiên Vương đỉnh, tuy rằng biến thân lúc sau Hầu Đậu Đậu hơi thở trực tiếp phá tan Tiên Vương cấp bậc, nhưng là đối mặt này đó yêu tôn hắn há có thể là đối thủ. Vội vàng kêu to chung Dương Nghị Vân cũng vọt đi lên, giống giận chung xuất kích, thúc giục càn khôn trong ngoài công, bắt tay thành nắm tay, 12 chí tôn thần thông vận khởi, trực tiếp khai tạp, theo sát ở Hầu Đậu Đậu phía sau. Mà lúc này Hầu Đậu Đậu giống giận sơ cấp thiên địa biến sắc, lại là thấy được lúc trước gặp mặt với Xuyên Sơn Hiếu chém giết nào một kích thần thông, song toàn tạp qua đi, trực diện 5-6 danh yêu tôn, cũng làm vài tên yêu tôn kinh hãi, lại là liên hợp phòng ngự xuất kích ngạnh sinh sinh hóa giải Hầu Đậu Đậu mạnh nhất thiên phú thần thông. Ầm ầm ầm, kinh thiên động nổ vang vang lên, Hầu Đậu Đậu toàn thân đừng cường đại áp lực liên hợp chấn áp, Dương Nghị Vân đều thấy được Hầu Đậu Đậu trên người có chút huyết hạt châu thẩm thấu mà ra. Giống giống. Giờ phút này Hầu Đậu Đậu toàn thân kim quang lộng lẫy, giống giận thét dài ngạnh sinh sinh ngăn cản đến từ chính diện yêu tôn công kích, lại là tại hạ một khắc trên người hắn phát ra một tiếng nổ vang, kim quang lộng lẫy, yêu khí đại tác phẩm, tứ phía tám pháp yêu khí tất cả đều tiến vào Hầu Đậu Đậu trong cơ thể. Đột phá. Dương Nghị Vân thấy được trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Hầu Đậu Đậu ở cường đại áp lực dưới đột phá thành tựu yêu đế chi cảnh, hơn nữa toàn thân hơi thở đều ở bạo tăng chung. Ngay sau đó giống cánh tay dài vũ động dưới, nương thiên địa chi vị, thiên phú thần thông dưới, bùng nổ lộng lấy kim sắc yêu đế, trực tiếp đem phía trước 5-6 mét yêu tôn cấp ngạnh sinh sinh bức lui. Bất quá chung quy là yêu tôn, Hầu Đậu Đậu cứ việc đột phá nhưng như cũ giết không chết yêu tôn cấp bậc. Giờ phút này hắn công kích tới, ầm vang một chút tạp dừng ở 5-6 danh bị Hầu Đậu Đậu bức lui yêu tôn trên người, một hơi oanh kích mà ra 6-7 chiêu chí tôn thần thông. Rốt cuộc ba gã yêu tôn sơ cấp yêu tôn kêu thảm thiết hộc máu bay ngược đi ra ngoài, mặt khác hai gã yêu tôn nhanh chóng triệt thoái phía sau vài trăm thước tránh né hắn mũi nhọn. Chỗ hổng mở ra, Dương Nghị Vân vội vàng hô to, Đậu Đậu qua bên kia hỗ trợ, Điêu Nhi còn ở bên kia, nơi này giao cho ta, mau đi. Hảo, đại ca ngươi cẩn thận, không kịp nói thêm cái gì, Hầu Đậu Đậu vội vàng đáp ứng nhảy chạy ra khỏi yêu tôn cấp bậc vòng vây, hắn rõ ràng hắn tuy rằng đột phá tới rồi đế cảnh. Chính là đối mặt tôn cấp như cũ không có cách, lúc này lại là thích hợp đi Điêu Nhi bên kia, bởi vì Côn Bằng cùng Hồng Y Điêu Nhi đều ở một chỗ, bên kia là 7-80 danh yêu đế ở vây công, hắn lưu tại đại ca Dương Nghị Vân bên người chỉ biết xưng là đại ca liên lụy, không bằng đi bên kia chém giết. Chỉ chớp mắt Hầu Đậu Đậu thoát đi yêu tôn cấp bậc vòng vây. Giây tiếp theo Hầu Đậu Đậu chạy đi, chỗ hổng lại bị lấp kín, 20-30 danh yêu tôn trung kỳ một chút đại yêu, lại cũng không truy kích Hầu Đậu Đậu. Mà là đem Dương Nghị Vân bao quanh vây quanh. Giờ phút này Dương Nghị Vân đối mặt 20-30 danh yêu tôn vây quanh, ánh mắt sắc bén lên, lẩm bẩm, xem ra hôm nay không giết quang các ngươi, chúng ta khó có đường sống, nếu như thế tiểu gia ta liền khai sát giới. Dứt lời trợ thủ đắc lực mở ra, lại là dưa hấu lôi cùng tím thụ ngũ lôi lá cây tất cả đều xuất hiện, đôi tay vung tay lên tất cả ném đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, cho ta bạo bạo bạo. Ầm vang ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tạc nứt thanh, vang vọng toàn bộ Bạch Giao thành trên không. Không tốt, mau lui. Này đó yêu tôn bên trong đó không thiếu có trực giác nhạy bén hạng người, Dương Nghị Vân kíp nổ dưa hấu lôi cùng tím thụ ngũ lôi diệp thời điểm, liền có yêu tu cảm nhận được không thích hợp. Mà cùng thời gian Dương Nghị Vân nháy mắt bản tôn tiến vào càn khôn hồ trong vòng, hắn rõ ràng toàn bộ dưa hấu lôi cùng tím thụ ngũ lôi diệp đồng thời kíp nổ uy lực, hắn đang ở trung gian chưa chừng cũng muốn bị tạc thương. Trốn vào càn khôn hồ không gian nhất bảo hiểm, ngay sau đó đi ra ngoài, chính là hướng đã chết bổ dao nhỏ, bất quá hắn không rõ ràng lắm này hai dạng sát khí đối tôn cấp lực sát thương có bao nhiêu đại. Không biết có thể hay không nổ chết một bộ phận. Trước kia tạc đế cảnh là hữu dụng, lần này đối phó tôn cấp liền không biết hiệu quả như thế nào. Dương Nghị Vân kíp nổ dưa hấu lôi cùng 5 phiến ngũ lôi diệp sau trước tiên trốn vào càn khôn hồ. Mà tiếng nổ mạnh tức khắc vang vọng phía chân trời. Ầm ầm ầm, thật xa nhìn lại toàn bộ phía chân trời đều là một đóa thật lớn mây nấm. Hơn 20 danh yêu tôn tại đây một khắc có rất nhiều phát ra kêu thảm thiết, a. À, giống giống, lại là có rất nhiều trực tiếp hóa hình ra bản thể phòng ngự. Trong lúc nhất thời toàn bộ phía chân trời chim bay cá nhảy che trời, tuyết phụ tràn ngập.
Ngay sau đó Dương Nghị Vân nháy mắt lại từ càn khôn hồ ra tới, huyền phù ở không, hắn ra ra vào vào cũng không đến tam tức thời gian. Cơ hồ liền không có dừng lại, bởi vì hắn không xác định lần này dưa hấu lôi cùng tím thụ ngũ lôi diệp đối tôn cấp cao thủ có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Hoặc là nói có thể hay không nổ chết mấy cái. Bất quá có một chút hắn rõ ràng, đối thượng sơ cấp yêu tôn có lẽ có tác dụng, nhưng đối trung cấp yêu tôn tác dụng sẽ không quá lớn. Liền tính là hắn đi bằng thực lực, đánh giá cũng chỉ có thể dừng lại ở sơ cấp yêu tôn trình tự, đối thượng trung cấp yêu tôn thực lực của hắn như cũ là không đủ. Đây là cảnh giới thượng chênh lệch. Chính hắn trong lòng rõ ràng, nhưng là hôm nay cục diện này, không lựa chọn, chỉ có thể nói liều chết sát một hồi. Lắc mình từ càn khôn hồ không gian ra tới, Dương Nghị Vân càn khôn chi mắt đảo qua sẽ biết tình huống. Quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, dưa hấu lôi cùng tím thụ ngũ lôi diệp đối yêu tôn cấp bậc tác dụng cũng không lớn, chẳng qua là có một bộ phận đại yêu bị tạc thương, lại là cũng chưa chết, không thương đến căn bản. Bất quá cũng không cái gọi là, bởi vì hắn vẫn là có át chủ bài tồn tại. Một cái lóe thượng trực tiếp tới rồi một người bị thương sơ cấp yêu tôn bên người, sấn hắn chưa chuẩn bị Dương Nghị Vân duỗi tay trực tiếp chộp vào này bả vai lập tức vận chuyển càn khôn hồ trầm giọng, càn khôn cắn nuốt. Ngay sau đó tên này sơ cấp yêu tôn, tức khắc kêu thảm thiết, a. Càn khôn hồ cắn nuốt tế đàn bảo vật thời điểm đều vô cùng nhanh chóng, hiện giờ cắn nuốt một cái xuất kích yêu tôn càng là không nói chơi, trong nháy mắt tên này yêu tôn đã bị Dương Nghị Vân niết ở trong tay bị càn khôn hồ cắn nuốt thành lập một khối thây khô. Cái này Dương Nghị Vân đều bị khiếp sợ, càn khôn hồ cắn nuốt yêu tu lực độ viễn siêu hắn tưởng tượng ở ngoài. Chỉ chớp mắt hai cái vốn dĩ muốn công kích Dương Nghị Vân yêu tôn. Thấy như vậy một màn lại là bị dọa choáng váng, trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, mà Dương Mỗ Nhân nhưng không quản bọn họ trong lòng tưởng cái gì, thấu chuẩn cơ hội lập tức qua đi, tay phải một kích nện ở một người yêu tôn ngực phát ra cốt cách đứt gãy răng rắc thanh. Cùng thời gian tay trái bắt được ngây người chung một khác danh yêu tôn trên người, càn khôn hồ cắn nuốt vận chuyển lại là một người yêu tôn trực tiếp bị cắn nuốt thành thây khô rơi xuống đại địa. Càn khôn hồ cắn nuốt lần nào cũng đúng. Làm Dương Nghị Vân tin tưởng tăng nhiều. Lúc này hắn cảm giác liền tính là trong sân trung cấp yêu tôn hắn cảm giác đều có thể cấp cắn nuốt, đương nhiên tiền đề là hắn nếu có thể gần người mới được. Càn khôn hồ cắn nuốt tuy rằng bá đạo, nhưng có cái lớn nhất tệ đoan là, cần thiết muốn chạm vào đối phương thân thể mới được, tiếp xúc không đến thân thể là vô pháp hoàn thành cắn nuốt. Bất quá giờ phút này với hắn mà nói cũng đủ, bá đạo vô cùng càn khôn hồ cắn nuốt vận chuyển dưới, hai cái sơ cấp yêu tôn chớp mắt dưới liền chết ở trong tay hắn. Giờ phút này quỷ dị một màn này chấn động đương trường sở hữu yêu tôn. Dương Nghị Vân đắc thủ lúc sau cũng không có dừng lại, mà là thân hình lập lòe dựng lên, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn mục tiêu kỳ thật rất nhiều, đều là phía trước bị dưa hấu lôi cùng tím thụ ngũ lôi diệp tạc thương mấy cái yêu tôn, ánh mắt đảo qua ít nhất có 8 chịu quá thương. Lúc này có thể làm chính là ở trong thời gian ngắn nhất xử lý nhiều nhất yêu tôn. Sau đó lao ra vòng vây, nghĩ cách rời đi mới là chính đạo. Toàn bộ Bạch Giao Thành có bao nhiêu yêu đế yêu tôn hắn không biết, nhưng là phía trước thiên địa dị tượng xuất hiện, làm thiên đạo gông xiềng biến mất, tất nhiên sẽ ra đời rất nhiều cường đại yêu tu. Nếu là trì hoãn thời gian quá dài, ai biết còn sẽ xuất hiện nhiều ít tới. Lại nói bên kia tiểu sư tỷ bị ba cái yêu tôn hậu kỳ cao thủ vây công, tuy rằng nhìn lại tạm thời thế lực ngang nhau, nhưng là thời gian dài, luôn là sẽ có biến cố. Mà cá trạch cùng hầu đậu đậu bọn họ cùng Hồng Y. Điều nhi đều hiệp ở cùng nhau, nhưng lại là bị 7-80 danh yêu đế vây công, giờ phút này là run lên hỗn chiến trạng thái. Ở yêu tộc địa bàn thượng, chung quy bọn họ những người này là không chiếm theo ưu thế. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng ẩn ẩn sốt ruột, nhưng xuống tay cũng càng mau ác hơn, nhất tâm nhị dụng, ngự kiếm giết địch, một tay thần thông chiến kỹ, một tay càn khôn hổ cắn nuốt. Mấy cái nháy mắt lại là ba gã yêu tôn chết ở trong tay hắn. Giờ phút này này những yêu tôn xem Dương Nghị Vân ánh mắt muốn thay đổi, biến kinh sợ lên, rốt cuộc ở này đó yêu tôn trong mắt chỉ cần là bị cái này đầu bạc nhân tộc cấp gần người, kết cục chính là thây khô. Liên can rớt 6 cái yêu tôn lúc đầu sau, dư giả tất cả đều đẩy đến mảnh đất giáp xanh, mà lúc này 8 gã yêu tôn trung kỳ lẫn nhau đối diện giống nhau, trong đó một cái nói, ngươi chờ liên thủ liệt trận đi, chỉ cần bằng không tiểu tử này gần người là có thể ngăn lại hắn. Dương Nghị Vân sau khi nghe được trong lòng kinh hãi, này đó yêu tộc quả nhiên trí tuệ cùng nhãn lực là không thể so nhân tộc kém, nhanh như vậy liền nhìn ra hắn đoản bản. Hắn biết không có thể bị bọn họ liệt trận, nếu không chính mình liền nguy hiểm, lập tức trong tay không gian thạch xuất hiện,
một chút biến mất ở tại chỗ, chuẩn bị nhảy lao ra đi. Ầm vang. Ngay sau đó hắn lại là chạm vào ở một đổ vô hình chi trên vách tường, nháy mắt bị bắn ngược trở về. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu cùng bốn phía đã xuất hiện một cái chiếu sáng, lúc này hắn mới hiểu được, tám trung kỳ yêu tôn phía trước vẫn luôn không có động thủ, tránh ở lúc đầu yêu đế hậu mặt, nguyên lai là đã sớm nhìn ra hắn càn khôn cắn nuốt khả năng, âm thầm liên thủ bày ra đại trận. Cái này không xong. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh. Mà lúc này nói hà kia yêu tôn, cười lạnh nói, đầu bạc tiểu tử, người thật sự rất mạnh, lấy tiên đế trung kỳ tu vi có thể giết chết chúng ta nhiều như vậy sơ cấp yêu tôn, càng là làm ta chờ mấy cái trung cấp yêu tôn đều kiêng kỵ vô cùng, này phân chiến kỹ hôm nay lúc sau, ngươi nhất định nổi danh dị vực giới. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi, ngươi trung quy là cái tiên đế tu vi, ta yêu tộc tuy rằng không có các ngươi nhân tộc thân cư như vậy nhiều thần thông đạo pháp, nhưng ngươi lại quên mất cái gì tôn cái gì đế, cảnh giới chênh lệch chính là thiên địa hồng câu. Hiện giờ xem ngươi chết như thế nào, chư vị cùng nhau động thủ diệt sát tiểu tử này. Giờ phút này hơn 20 danh sơ trung cấp yêu tôn đem Dương Nghị Vân vây khốn, hình thành trận pháp vây ở bên trong, lập tức liền phải cùng nhau công kích diệt sát Dương Nghị Vân. Nhưng là lúc này, Dương Nghị Vân lại là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chờ nghiệt xúc hảo không biết xấu hổ, 20-30 danh yêu tôn vây công ta một nhân tộc tiên đế, còn có mặt mũi nói này đó thí lời nói. Tiểu gia ta hôm nay khiến cho các ngươi này đó nghiệt xúc kiến thức, tiểu gia này nhân tộc tiên đế cũng có thể chiếu giết các ngươi. Ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, ta chờ là yêu tộc, mới sẽ không để ý các ngươi nhân tộc những cái đó dối trá mặt mũi, có thể diệt sát ngươi, quản chúng ta lấy nhiều khi ít, cái gì mặt mũi đều là chó má, đó là các ngươi dối trá nhân tộc mới để ý đổ vật, nhiều lời vô tình chịu chết đi, ra tay. Tên này trung cấp yêu tôn hô to lúc sau. Hơn 20 cái yêu tôn đồng thời yêu khí đại tác phẩm, đủ mọi màu sắc yêu tộc pháp lực động tác nhất trí công kích hướng về phía Dương Nghị Vân mà đi. Nơi xa, Chi, Ca, Đại Ca, Sư Đệ, Hồng, Điêu Nhi, Hầu Đậu Đậu, Cơ Tím Hà, thậm chí là Cá Trạch đều kêu lớn lên, bọn họ từng người đều tách ra ở nơi xa chiến trường, nhưng mọi người đều ở lẫn nhau chú ý, thấy được Dương Nghị Vân bị hơn 20 cái yêu tôn đồng loạt ra tay công kích, một đám đều sốt ruột kêu to. Nhưng là lúc này mọi người đều bị nhốt, nói cũng trong lúc nhất thời thoát khỏi không được địch nhân. Bất quá Cá Trạch một tiếng thét dài lại là vang vọng thiên địa. Hắn thật lớn thân hình huyền phù ở phía chân trời, kỳ thật cũng chưa ra tay, đều là Điêu Nhi cùng Hồng Y, Hầu Đậu Đậu ba cái ở chém giết, biết giờ khắc này nhìn đến Dương Nghị Vân tình cảnh lúc sau, này đại Cá Trạch mới nóng nảy, cùng Dương Nghị Vân chi gian là thần hồn khế ước chủ tớ quan hệ. Nếu là Dương Nghị Vân đã chết, hắn này côn bằng thần hồn cũng muốn đi theo tan thành mây khói. Tức khắc phát ra kinh sợ thiên địa thét dài, một chút làm thiên địa đều mới thôi biến sắc, toàn thân bảy màu ánh sáng đại tác phẩm, chớp động cánh chim dưới, há mồm nuốt hướng về phía những cái đó yêu đế, một ngụm đi xuống liền có mười mấy danh yêu đế bị nuốt vào bụng, cánh chim chớp động dưới dư giả yêu đế trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ngay sau đó Cá Trạch trực tiếp bơi lội hướng Dương Nghị Vân mà đi. Giờ phút này này đại Cá Trạch rốt cuộc liều mạng lên. Mà tất cả mọi người ở lo lắng Dương Nghị Vân thời điểm, Dương Nghị Vân bên này trên chiến trường, hắn bị hơn 20 danh yêu tôn pháp lực công kích bao phủ ở trong trận. Chính là tại hạ một khắc, lại là một tiếng ầm vang tức khắc vang lên, đinh tai nhức óc. Đúng là từ Dương Nghị Vân nơi ở truyền đến. Ngay sau đó mọi người thấy được một đạo mắt thường thấy được khí lãng nhộn nhạo mở ra. Vây công Dương Nghị Vân hơn 20 danh yêu tôn. Lập tức thân thể đều vặn vẹo lên, ở xoay người chi gian bọn họ thân thể, mặc kệ là hình người vẫn là yêu tộc bản thể, có một cái tính một cái trên người tất cả đều một chút hư thối tiêu tán dựng lên, giống như là trang giấy đụng tới ngọn lửa cái loại này tiêu tán. Hơn 20 cái yêu tôn, có sơ cấp có trung cấp, bất luận cái gì kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng tới, nháy mắt dạng liền tiêu tán ở thiên địa, giống như là bốc hơi giống nhau. Chờ đến khí lãng tan đi. Mảnh đất trung tâm Dương Nghị Vân hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Nhưng là hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch lợi hại, khóe miệng có vết máu ở chảy xuống. Một chút xử lý hơn 20 cái yêu tôn chiến kỹ thủ đoạn, tự nhiên là hắn vận dụng càn khôn thần điện lực lượng. Nếu không chết chính là hắn. Cũng là bức nóng này mới vận dụng càn khôn thần điện chi lực, nếu không Dương Nghị Vân không dám mạo hiểm. Đương nhiên hắn hôm nay vận dụng càn khôn thần điện cũng là một lần nếm thử. Nếm thử lần trước đừng lão cây liễu cùng hoa sen đen liên thủ cứu trị lúc sau thân thể cường hóa, có thể thừa nhận trụ càn khôn thần điện chi lực phản phệ. Lúc này đây nếm thử, đích xác như hắn sở liệu,
hắn thân thể cường độ thừa nhận ở càn khôn thần điện chi lực phản phệ, không có làm hắn nổ tan xác mà chết. Một chút xử lý hơn 20 danh yêu tôn. Nhưng là, tuy rằng ngạnh sinh sinh chống đỡ được phản phệ chi lực, nhưng cũng là khó khăn lắm trước mặt, cái này hắn rõ ràng chính mình đã mất đi sức chiến đấu. Mắt thấy trong cơ thể loạn thành một đoàn, thân thể đều ở giữa không trung lung lay sắp đổ hết sức, lại là cá trạch một chút bơi lội lại đây, đem hắn đả ở thật lớn trên đầu. Cũng là này một kích dưới, những cái đó dư lại yêu đế dọa phá gan, tức khắc có yêu tu giống to, chạy mau. Cái kia đầu bạc ma đầu thật là đáng sợ, hơn 20 cái yêu tôn A, nháy mắt tan thành mây khói, chạy A. Một chút sở hữu yêu đế làm điều thú tán. Mà phía chân trời phía trên, tam đại yêu tôn hậu kỳ cùng cơ tím hà đại chiến, cơ tím hà phía trước một khắc nhìn đến Dương Nghị Vân bị hơn 20 cái yêu tôn pháp lực bao phủ, cũng là trong mắt hồng thấu, nàng đều cho rằng cái này tiểu sư đệ muốn xong đời, dưới tình thế cấp bách bạo giống một tiếng vận dụng cấm thuật, trực tiếp một đạo hắc trung mang bạch lôi đỉnh đánh chết một người đại yêu tôn. Liền tại đây một khắc Dương Nghị Vân vận dụng càn khôn thần điện chi lực bùng nổ, trực tiếp làm hơn 20 cái yêu tôn tan thành mây khói, hơn nữa những cái đó yêu đế kinh hô hô to thanh, dư lại khác cái yêu tôn hậu kỳ đại yêu cũng là không dám liền chiến đấu, trực tiếp ở cơ tím hà lôi đỉnh dưới chật vật mà chạy. Giữa sân ngắn ngủi thanh tĩnh, mọi người bay trở về tới rồi cá trạch phần lưng. Sư đệ ngươi thế nào? Cơ tím hà vẻ mặt trắng bệch mà đến, vội vàng hỏi Dương Nghị Vân, nàng nhìn đến Dương Nghị Vân giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy chung. Khoanh chân ngồi ở cá trạch đỉnh đầu tựa hồ ở điều trị. Sư tỷ ta không có việc gì, không cần lo lắng, chúng ta mau rời đi nơi này, ta. Phốc, nói chuyện chung một búng máu dịch phun ra, cứ việc thân thể thừa nhận ở càn khôn thần điện lực lượng phản phệ, nhưng chung quy là có chút miễn cưỡng, trong cơ thể pháp lực đánh gãy ở quay cuồng, hắn yêu cầu mau chóng điều tiết, hiện tại không đi, chờ những cái đó yêu tộc phản ứng lại đây, bọn họ liền thật muốn táng thân dị vực giới. Sư đệ. Mau đừng nói chuyện, cá trạch chúng ta mau rời đi. Cơ tím hà lại làm sao không phải nỏ mạnh hết đà. Nàng coi thường yêu tộc yêu tôn sức chiến đấu, nếu không phải thi triển ra cấm thuật căn bản làm không xong một cái yêu tôn hậu kỳ yêu tộc, giờ phút này nàng cũng vô cùng suy yếu. Hồng, cá trạch một tiếng thét dài, sau lưng cánh chim cùng trong suốt cánh đồng thời mở ra, vèo một chút bay lượn phía chân trời chỗ sâu trong, biến mất ở bạch giao thành trên không. Này chiến tuy rằng mọi người đều chật vật mà chạy, nhưng là lại ở dị vực giới để lại hiển hách uy danh. Đặc biệt là Dương Mỗ Nhân, bị dị vực giới yêu tu xưng là đầu bạc ma đầu, cái này xưng hô nguyên với hắn phát động càn khôn thần điện một kích xử lý hơn 20 cái yêu tôn sự tích. Cá trạch tốc độ thật sự là vô địch, nháy mắt công phu mang theo Dương Nghị Vân bọn họ rời đi dị vực giới. Lần này không có dừng lại, trực tiếp là xuyên qua giới vách tường, bởi vì cá trạch mở ra trong suốt lân cánh. Dương Nghị Vân phía trước hỏi qua, cá trạch phần lưng hai đôi cánh, một đôi lông chim chi cánh là thuần túy tốc độ, mà đệ nhị đối lân cánh chính là không gian chi cánh, hai đôi cánh đồng thời mở ra chính là điếu tạc thiên tồn tại. Hơn nữa thực hiển nhiên theo cá trạch không ngừng trưởng thành hắn cái này tốc độ còn sẽ càng lúc càng nhanh. Dương Nghị Vân ngồi ở cá trạch trên đầu đùa giỡn một phen, lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, phát hiện đã đang ở tiên giới sao trời hải chỗ sâu trong. Cá trạch khổng lồ vô cùng thân thể cũng không có tiếp tục phi hành, mà là huyền phù xuống dưới. Vân tử không có việc gì đi, cơ tím hà tiến lên hỏi. Đại ca, chi, hầu đậu đậu cùng điêu nhi cũng thấu lại đây, chỉ có Hồng Y an tĩnh đứng ở tại chỗ không có động. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí nói, không có việc gì, các ngươi đều thế nào? Mọi người đều không có việc gì, cơ tím hà trả lời. Dương Nghị Vân tặng khẩu khí. Lần này tuy rằng có bị thương, nhưng lại tổng thể thượng hiệu quả là không tồi, đặc biệt là hắn ở đối mặt hơn 20 danh yêu tôn thời điểm, mạo hiểm mở ra một lần càn khôn thần điện chi lực, đánh cuộc một phen chính mình lần này có thể thừa nhận trụ càn khôn thần điện chi lực phản phệ. Sự thật chứng minh hắn đánh cuộc chính xác, quả nhiên hắn thành công. Phản phệ tuy rằng cũng có, nhưng lại không phải trước hai lần như vậy muốn mệnh, lần này phản phệ hắn dựa vào tự thân thừa nhận rồi xuống dưới, cứ việc trải qua một phen lăn lộn. Đương hắn lại là thành công, trình tự một phen điều trị lúc sau, thân thể trạng thái khôi phục lại đây. Hơn nữa có cái kinh hỉ là, hắn cảm giác thân thể tựa hồ có cường đại rồi vài phần. Hắn phát hiện mỗi một lần bị càn khôn thần điện chi lực phản phệ lúc sau, thân thể liền phải thượng một cái bậc thang, như là càng ngày càng miễn dịch giống nhau. Cái này phát hiện làm Dương Nghị Vân trong lòng là đại hỉ.
Cái này phát hiện cho hắn biết về sau có thể vận dụng càn khôn thần điện chi lực cơ hội sẽ gia tăng, hoặc là nói sẽ làm chính mình thống khổ thiếu một chút. Cứ việc lần này kháng hạ lần này phản phệ, khá vậy chỉ có thể nói miễn cưỡng, trong đó thống khổ không đáng nói đến chi, nếu có khả năng Dương Nghị Vân tình nguyện đổ máu cũng không muốn vận dụng càn khôn thần điện chi lực. Bởi vì quá thống khổ. Hắn biết càn khôn thần điện chi lực, không cần dễ dàng sử dụng, chỉ có thể làm bảo mệnh thủ đoạn tồn tại. Hắn quyết định không đến cửu tử nhất sinh cục diện tuyệt đối không dễ dàng sử dụng càn khôn thần điện chi lực, thật sự là thật là đáng sợ, một lần vận dụng, hậu quả kiến thức toàn phương vị đến từ trong cơ thể ngoại phản phệ chi khổ. Kia chờ thống khổ chỉ có chính hắn biết, là một hồi kiểu gì đáng sợ chặng đường. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, lần này xem như xem qua đi, trái lại ngẫm lại phía trước hắn vận dụng càn khôn thần điện chi lực, một chút xử lý hơn 20 cái yêu tôn. Này phân thủ đoạn phóng nhãn toàn bộ tiên giới chỉ sợ cũng là độc nhất phân. Tuy rằng những cái đó yêu tôn đều là tầm thường yêu tôn tu vi tối cao mới là yêu tôn trung kỳ, cũng đừng quên, hắn mới là tiên đế trung kỳ, này chờ chiến tích cũng coi như là tiền vô cổ nhân đi. Bởi vậy có thể thấy được càn khôn hồ thần bí đáng sợ. Thật không biết càn khôn hồ là cái quỷ gì lai lịch, trong đó lực lượng sẽ biến thái đến như thế nông nỗi. Thu hồi thổn thức, Dương Nghị Vân lần này hỏi. Sư tỷ chúng ta hiện tại hẳn là ở tiên giới đi. Ân, bất quá khoảng cách hỗn loạn tiên vực còn xa xôi, tiểu tử ngươi một lần đả tọa đều đi qua 30 năm lâu, cũng may ngươi không có việc gì, đúng rồi, sư đệ ta chuẩn bị hồi cửu trọng thiên một chuyến, về sư phụ tin tức, có lẽ thiên cơ sư nương có thể suy đoán ra một vài, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi trước cửu trọng thiên. Cơ tím hà nói, Dương Nghị Vân ngẩn người, không nghĩ tới lần này hắn một lần điều dưỡng liền đi qua 30 năm lâu. Thật đúng là tu luyện 5 tháng không đáng giá tiền a. Ngay sau đó nghe được sư tỷ muốn đi cửu trọng thiên hắn trầm tư một chút nói, sư tỷ như vậy đi, chúng ta hai cái chia làm hai đường đi, ngươi hồi cửu trọng thiên tìm thiên cơ sư nương chứng thực sư phụ tin tức, ta như cũ vẫn là phản hồi hỗn loạn thiên vực tìm lão cây liễu chứng thực, hai cái ghế lô đi. Lần này thiên địa dị tượng xuất hiện, ta có thể cảm nhận được hẳn là toàn bộ tiên giới đều thoát khỏi nào đó gông xiềng, như thế dưới tình huống. Hạ giới phi thăng sinh linh sẽ càng ngày càng nhiều, ta lo lắng ta hạ giới vân môn những người đó sẽ phi thăng mà đến. Việc này đối ta rất quan trọng, cho nên tạm thời không trở về cửu trọng thiên, ngươi trở về cấp sư nương giải thích một tiếng, chờ ta xử lý tốt vân môn việc, liền tới cửu trọng thiên thỉnh an như thế nào. Như thế đảo cũng hảo, kia hành, người hồi hỗn loạn tiên vực, ta phản hồi cửu trọng thiên, cũng muốn hồi một chuyến gia tộc, ta liền ở cửu trọng thiên chờ ngươi. Cơ tím hà nói. Hảo. Lúc sau cơ tím hà trực tiếp rời đi quay trở về cửu trọng thiên. Mà Dương Nghị Vân cấp cá trạch nói rõ hỗn loạn tiên vực phương hướng, mấy cái hô hấp chi gian cũng đã tới rồi hỗn loạn tiên vực xuất hiện ở vân môn căn cứ trên không. Cá trạch thu nhỏ đi. Dương Nghị Vân cùng hầu đậu đậu hồng y điêu nhi từ cá trạch trên lưng xuống dưới, đối cá trạch nói một tiếng. Hắn cũng không có thể tránh né cái gì, tiến vào hỗn loạn tiên vực thời điểm, hắn cố tình làm cá trạch thả chậm tốc độ phi hành. Xuyên qua hơn phân nửa hỗn loạn tiên vực đến trung ương vân môn căn cứ, chính là làm cho cả hỗn loạn tiên vực sinh linh đều phải xem hắn thực lực bày ra. Cá trạch xuất hiện, này không phải cái gì bí mật, giấu giếm là giấu không được, tin tưởng hắn ở dị vực giới đùa giỡn Bạch Giao Thành thành chủ phủ sự tình cùng cá trạch xuất thế tin tức, thực mau liền sẽ truyền khắp tiên giới. Về cá trạch là côn bằng thân phận nếu là người có tâm đi điều ti a nhất định giấu không được, đơn giản hào phóng một chút, bày ra thực lực đi. Hiện giờ, hắn tuy nói không phải cái gì đại lão đầu sỏ, chính là cũng tuyệt đối không phải ai đều có thể động, hơn nữa vân môn căn cứ tồn tại, sau lưng sư huynh sư tỷ sư nương tồn tại, cũng không mấy cái đuôi mù trở về trêu chọc hắn. Thật muốn là dám đến, vậy một chữ tấu. Hiện giờ hắn có thực lực này cùng tự tin. Cá trạch thân thể cao lớn tuy rằng mới là hắn có thể biến đại 1/10, lại cũng là tuyệt đối quái vật khổng lồ, đích xác từ hỗn loạn tiên vực đi ngang qua mà qua thời điểm. Làm hỗn loạn tiên vực rất nhiều sinh linh cùng thế lực động dung lên. Nhưng cá trạch a, kia chính là côn bằng, sở phát ra mà ra hơi thở, làm rất nhiều sinh linh đều sở rụt cổ. Âm thầm một ít cường đại tồn tại đều chăm chú vào cá trạch trên người, lại là không biết đột nhiên xuất hiện bực này cường đại tồn tại là cái gì lai lịch. Tiến đến hỗn loạn tiên vực ý muốn như thế nào? Một đường nhìn chằm chằm lại thấy tiến vào hỗn loạn tiên vực trung ương mảnh đất vân môn căn cứ thời điểm dừng. Đối với vân môn căn cứ việc, ở hỗn loạn tiên vực đã không phải cái gì đại bí mật, rất nhiều thế lực đều biết, mà vân môn căn cứ thành lập ở hỗn loạn tiên vực trung ương mảnh đất,
là một cái bất luận cái gì thế lực chủng tộc đều quản không đến địa phương, nơi nào lại là thiên nhiên đại trận tồn tại, năm đó mặt đen cũng ra tới liền, này liền càng không thêm không ai dám đi quản Vân Môn việc. Đều đối Vân Môn tràn ngập tò mò. Giờ phút này quan sát đến này đầu nhìn không ra lai lịch quái vật khổng lồ cư nhiên ngừng ở Vân Môn lúc sau, âm thầm quan sát sinh linh kế tiếp lại là chấn kinh rồi. Chỉ thấy từ này đầu hơi thở cường hãn quái vật khổng lồ phần lưng xuống dưới vài người, cầm đầu còn lại là một cái đầu bạc thanh niên, có quen thuộc tình huống trước tiên nhận ra là Dương Nghị Vân, tựa hồ đúng là Vân Môn chủ nhân. Cái này quả thực nổ tung chảo. Cho tới nay đại gia từ hỗn loạn tiên thành Đông Phương gia tộc, Độc Cô gia tộc từ từ tứ đại gia tộc việc nhận thức Dương Nghị Vân, lúc sau biết Dương Nghị Vân muốn ở hỗn loạn tiên vực trung ương nơi thành lập Vân Môn, khai tông lập phái, tuy rằng kinh ngạc nhưng lại còn chưa tới khiếp sợ nông nỗi. Nhưng hiện tại lại là nhìn đến Dương Nghị Vân từ đầu quái vật khổng lồ trên lưng xuống dưới, liền trực tiếp nổ tung chảo. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này đầu quái vật khổng lồ chính là Dương Nghị Vân tọa kỵ, thực sự làm hỗn loạn tiên vực trong tối ngoài sáng thực lực khiếp sợ vô cùng, một lần nữa bắt đầu định nghĩa Dương Nghị Vân. Cùng lúc đó, Vân Môn bên trong, Phương Đông Hạo Thiên, Phương Đông Người Sắt, Cảnh Sán, Lục Bằng Bân từ từ một đám người, trước tiên phát hiện Vân Môn ở ngoài xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, cũng là thiếu chút nữa không hù chết. Trong đó Phương Đông Hảo Ngọt đều tự nói, này đầu đại gia hỏa hơi thở cường đại sợ là muốn có thể so với tôn cấp tồn tại, hắn cũng chưa biện pháp ứng đối. Này một phen nói ra tới, làm cho cả Vân Môn đều hỗn loạn lên, nếu là có tôn cấp đại gia hỏa công kích, không biết đại trận có thể hay không ngăn cản trụ. Vân Môn kiến tạo tiến vào mấu chốt kỳ, tuy rằng Dương Nghị Vân rời đi, nhưng là mấy năm nay còn tính an ổn, nếu là lúc này bị bực này cường đại tồn tại công kích một phen, phía trước những cái đó kiến tạo liền hủy trong một sớm. Đang lúc đại gia lo lắng hết sức, lại là phát hiện ngay sau đó Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện, từ cái này đầu quái vật khổng lồ trên người xuống dưới. Cái này Phương Đông Hạo Thiên đám người tất cả đều lỏng một ngụm đại khí, hoan hô đi ra đại trận đón đi lên. Không thể tưởng được này đầu quái vật khổng lồ cư nhiên là Dương Nghị Vân tọa kỵ. Cái này hình ảnh thật sự là chấn động vô cùng. Chờ Phương Đông Hạo Thiên đám người ra tới thời điểm, Dương Nghị Vân đã làm cá trạch hóa thành tiểu cá trạch quấn quanh ở trên cổ tay. Dùng cá trạch nói, hắn nuốt kim giáp huyền quy còn cần thời gian đi tiêu hóa. Vân tử, chủ nhân, môn chủ, từng tiếng mang theo cao hứng thăm hỏi vang lên. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là phi thường ấm áp, hắn thực hưởng thụ bực này không khí. Đương nhiên không phải có người nịnh bợ xưng hô hắn là chủ ý tứ, mà là ở hắn trong tai đây là một loại đại gia đình dường như thăm hỏi, có loại du tử trở về nhà đã chịu người nhà quan tâm ấm áp, cho nên hắn thích. Đã trở lại, gặp qua Phương Đông gia gia. Dương Nghị Vân đầu tiên hướng về Phương Đông Hạo Thiên hành lễ, lão gia tử từ đem gia tộc rời đến Vân Môn căn cứ lúc sau, liền hoàn toàn đem chính mình trở thành Vân Môn người, hắn sau khi đi, cũng đúng là vị này phong hào tiên đế tọa trấn chăm sóc. Hắn mới trong lòng an tâm. Hảo hảo hảo, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Phương Đông Hạo Thiên thực vui mừng, bởi vì hắn thấy được Dương Nghị Vân đã thành tựu tiên đế, nhưng là đối thái độ của hắn như cũ không thay đổi, một tiếng Phương Đông ra ra, làm Phương Đông Hạo Thiên tâm thực ấm áp. Chào hỏi qua sau, Dương Nghị Vân từng cái hỏi qua đi. Dù sao cũng chưa rơi xuống, đối với Cảnh Sán cùng Lục Bằng Bân trịnh trọng nói vất vả, hắn biết Cảnh Sán là ở quản lý tài vụ. Hắn thao tâm rất lớn, Lục Bằng Bân là Vân Môn tổng thiết kế sư, xem thỏa thích toàn cục xây dựng. Liêu qua sau, quả nhiên như hắn sở liệu, Vân Môn bên ngoài 108 tòa cung điện sắp hoàn công, nhưng lại là tài vụ cắt đứt, sắp tới đều đã ngừng lại, đối cảnh này Sán thực đau đầu, bởi vì Dương Nghị Vân cho nàng những cái đó tiên thạch tài vụ đều tiêu hao không còn, Vân Môn xây dựng quả thực chính là động không đáy, mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch, một cái bên ngoài cũng chưa đủ. Vì thế Cảnh Sán cùng Lục Bằng Bân thường xuyên cãi nhau, một cái chỉ phụ trách kiến tạo thiết kế, tất cả đều là cao tiêu chuẩn, phi thường thiêu tiền tài, một cái quản lý tài vụ, nhưng là đại lượng thiêu tiền, làm Cảnh Sán chịu không nổi. Cãi nhau không thể tránh được. Dương Nghị Vân nghe xong ha ha một chút trong tay một phen xuất hiện chân chính hơn 100 chứa đựng tiên giới, bên trong tất cả đều là Bạch Giao Long Vương bảo tàng, hắn giữa không trung ước chừng chứa đầy hơn 100 chứa đựng tiên giới. Hắn để lại một bộ phận chính mình sử dụng tiên dược từ từ sau, tất cả đều giao cho Cảnh Sán nói, này đó hẳn là đủ chúng ta Vân Môn trong ngoài kiến tạo tiêu xài, chính ngươi kiểm kê một chút, ta cũng không biết giá trị bao nhiêu. Nói xong đối Lục Bằng Bân cười nói, lão Lục không kém tài vụ,
dùng sức hoa, ta chỉ cần Vân Môn kiến tạo tiên giới đệ nhất, làm không được bắt ngươi là hỏi, ha ha. Bảo đảm không phụ môn chủ gửi gắm, Lục Bằng Bân cũng nở nụ cười, chỉ cần tài vụ sung túc, có bao nhiêu hắn có thể thiêu nhiều ít, có thể chế tạo ra tiên giới đệ nhất tông môn kiến trúc tới, có thể thực hiện hắn mộng tưởng, há có thể không cao hứng. Cùng đại gia chào hỏi qua sau, Dương Nghị Vân xoay người trực tiếp thượng cấm địa ngọn núi, hắn hiện tại muốn đi tìm lão cây liễu dò hỏi có quan hệ sư phụ tình huống, này với hắn mà nói, là trước mắt hạng nhất đại sự. Nhảy mà thượng đăng đỉnh ở lão cây liễu nơi. Đi ra ngoài vài thập niên, đương Dương Nghị Vân ở trở về thời điểm, nơi này đã đại biến dạng. Đương nhiên nơi này đại biến dạng, ở trong lòng hắn biến chính là lão cây liễu, đến nỗi đỉnh núi phía trên hoa hoa thảo thảo, nhưng thật ra tiếp theo. Rời đi thời điểm lão cây liễu vì cứu hắn tổn thất tam phiến cây liễu diệp, nhưng hắn vì báo đáp, cấp lão cây liễu tưới sinh mệnh chi thủy. Chẳng qua có cái vấn đề là, sinh mệnh chi thủy đối lão cây liễu cũng là có chế ước ảnh hưởng, điểm này kỳ thật lúc trước Dương Nghị Vân không nghĩ tới quá, mà lão cây liễu còn lại là trước tiên cảm nhận được sinh mệnh chi thủy đối nàng chế ước, chính là mặt khác sinh mệnh chi thủy đối nàng là có đại tác dụng, một chút ở mọc ra 6 phiến lá cây chồi non. Điểm này ở năm đó Dương Nghị Vân rời đi thời điểm, hắn là tận mắt nhìn thấy. Rời đi thời điểm lão cây liễu ngủ say bế quan, nhưng tổng thể tới nói biến hóa không lớn, nhưng hiện tại khi cách vài thập niên, lại là biến hóa lớn. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong tầm mắt nhìn đến chính là một gốc cây khô trên cây mọc ra không nhiều không ít 9 điều nhánh cây, hơn nữa mặt trên lá cây gắn đầy lão cây liễu, chân chính cây khô gặp mùa xuân cảnh tượng. Dương Nghị Vân nghĩ có phải hay không hắn sinh mệnh chi thủy tác dụng. Nhưng là ngẫm lại hẳn là không lớn như vậy uy lực đi. Đợi lát nữa hỏi một chút lão cây liễu sẽ biết. Nơi này là Vân Môn căn cứ cấm địa nơi, Dương Nghị Vân mệnh lệnh rõ ràng là không ai đi lên. Giờ phút này hắn vừa lên tới lão cây liễu cành liễu liền phát ra sàn sạt thanh. Ngay sau đó mở miệng nói, tiểu đệ đệ ngươi đã đến rồi. Gặp qua tiền bối cứ việc hắn sinh mệnh chi thủy đối lão cây liễu có chế ước, nhưng là Dương Nghị Vân ở cái này lão biến thái trước mặt như cũ không dám thác đại, quy quy củ củ hành lễ. Lão cây liễu có thể trêu ghẹo hắn, nhưng hắn không dám trêu ghẹo lão cây liễu. Hiện giờ hắn cũng là tiên đế trung kỳ đỉnh tu vi, chính là ở lão cây liễu trước mặt như cũ cảm thụ không đến này cây lão cây liễu sâu cạn. Ở cảm giác chung cái này lão biến thái vẫn như cũ là như vậy sâu không lường được, hơi thở cảm thụ dưới quả thực là vực sâu giống nhau. Cái này làm cho Dương Nghị Vân càng thêm không dám đối cái này lão biến thái có cái gì ý tưởng, sinh mệnh chi thủy đích xác có thể đối bất luận cái gì yêu tộc sinh ra chế ước, chính là Dương Nghị Vân lại đối lão cây liễu không tin tưởng. Vạn nhất nếu là đem cái này lão biến thái chọc mau, một cái cành liễu chịu lại đây tuyệt đối nhưng không dễ chịu. Không tồi a, đi ra ngoài vài thập niên đều tiên đế trung kỳ đỉnh, xem ra tiểu tử ngươi cũng là cái tiền lời giả a lão cây liễu nếu có điều chỉ nói. Lời này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai trong lòng đại động, hắn một chút nghĩ tới, thiên địa dị tượng việc. Liền hỏi nói, tiền bối ta có nghi vấn, còn thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Nếu nói ai đối thần đạo việc hiểu biết, hoặc là nói đúng kia một ngày thiên địa dị tượng hiểu biết, Dương Nghị Vân nghĩ đến khả năng cũng liền trước mắt này cây lão cây liễu. Tiểu tử ngươi là muốn biết thiên địa dị tượng cùng sư phụ ngươi trời cao tả đi. Lão cây liễu biết trước nói. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên cái này lão biến thái không đơn giản, đã sớm biết. Gật đầu nói, đúng là, còn thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Lão cây liễu toàn thân dáng màu chợt lóe nói. Lại nói tiếp ta có thể khôi phục cho tới bây giờ tình trạng này, trừ bỏ ngươi tiểu tử năm đó đi phía trước cho ta cái loại này giọt nước ở ngoài, cũng có sư phụ ngươi công lao, không thể tưởng được bọn họ thật sự làm được, lại là không dễ, cũng đáng đến tôn kính, từ nay về sau thiên giới dưới lớn nhỏ chư thiên thế giới tu luyện sinh linh đều phải nhớ rõ bọn họ một phần công lao. Lão cây liễu nói xong dừng một chút tiếp tục nói, về sư phụ ngươi sự tình ngươi hẳn là biết một ít đi. Dương Nghị Vân gật đầu. Từ ta nhị sư huynh nào biết đâu rằng một chút, nhưng không nhiều lắm, thỉnh tiền bối nói rõ, ta. Sư phụ ta hiện tại còn trên đời. Cuối cùng một lên tiếng ra tới, Dương Nghị Vân thanh âm đều đang run rẩy. Chỉ nghe lão cây liễu chậm rãi nói, cũng thế, hôm nay liền cho ngươi tiểu tử nói một chút đi, sư phụ ngươi sở làm việc, kỳ thật là mỗi một cái thời đại tiên giới cường giả đều ở nỗ lực làm những chuyện như vậy. Ta đâu, đến từ thiên giới, cũng liền các ngươi xưng là thần giới địa phương. Đó là tam giới tối cao nơi, cũng là thế gian sinh linh đều theo đuổi thế giới nơi, nếu nói thế giới này có tu luyện trọng điểm nói,
như vậy thiên giới hoặc là nói thần giới chính là trung điểm. Chính là đâu, trước kỷ nguyên thiên địa đại kiếp nạn lúc sau, thiên giới đã xảy ra một ít phản ứng nhiệt hạch, này kết quả dẫn tới, thiên giới nguyên trụ sinh linh đối hạ giới phi thăng sinh linh triển khai một hồi hủy thiên diệt địa bao vây tiễu trừ đuổi đi. Quá trình kỹ càng tỉ mỉ liền không nói, người biết cũng vô dụng, càng không thích hợp, ta nói thẳng kết quả chính là kia một hồi đại kiếp nạn chung, thần giới nguyên trụ dân đại hoạch toàn thắng, cơ hồ đem phi thăng nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, rất nhiều phi thăng nhất tộc chết chết tán tán, có thủ đoạn có thực lực hạng người, thông qua bí pháp hoặc là chuyển sinh tới rồi hạ giới, hoặc là trả giá cực đại đại giới hạ giới bảo mệnh. Liền giống như ta như vậy, ha ha, tuy rằng thoát đi tử lộ hạ giới còn sống, nhưng cũng thành lập nửa tàn phế. Tu vi tổn hao nhiều, bắt đầu trùng tu, nhưng trùng tu kia có dễ dàng như vậy. Cuối cùng kết quả liền thành hiện tại bộ dáng này. Lúc sau thần giới nguyên trụ dân đem tiên giới thông hướng thần giới lộ hoàn toàn phong kín, che mắt thiên đạo, dẫn tới hạ giới thiên đạo quy tắc pháp tắc từ từ xác thật, căn bản liền không còn có người có thể tu tiên đột phá tiên tôn bực này trình tự. Tương đương là tuyệt hạ giới sinh linh phi thăng chi lộ, đương nhiên liền tính là như thế, thần giới nguyên trụ dân như cũ không yên tâm. Ở tiên giới bồi dưỡng chó săn hạng người, liền tỷ như các ngươi trong miệng tam đại thiên tôn thế lực, từ bọn họ tới thống nhất chúa tể tiên giới, tuyên dương tiên giới chính là tu luyện trung điểm, không hy vọng có người đi tìm kiếm tiên giới cực hạn, đánh vỡ quy tắc phi thăng càng cao giai thần giới. Lão cây liễu nói nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân nhìn không được ngắt lời nói, thần giới nguyên trụ dân vì cái gì phải đối phi thăng nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Không cho hạ giới sinh linh hỏi thần giới. Ha ha. Người vấn đề này hỏi thật hay, có rất nhiều nguyên nhân ở bên trong, nhưng là ta chỉ có thể cho ngươi nói một cái, này một cái cũng là quan trọng nhất một cái, đó chính là phi thăng nhất tộc so với bọn họ thần giới nguyên trụ dân thiên tư chắc tuyệt, bay lên không gian lớn hơn nữa, cho nên thần giới nguyên trụ dân cảm nhận được uy hát yêu ta, bọn họ luôn là tự cho là đúng cho rằng, bọn họ thần giới nguyên trụ dân là cao quý nhất thần tộc, hoàn vũ trong vòng đương thuộc đệ nhất, phi thường kiêu ngạo. Chính là loại này kiêu ngạo lại là bị phi thăng nhất tộc đánh vỡ, theo thời gian trôi qua, phi thăng nhất tộc càng ngày càng nhiều, hơn nữa tu luyện thượng siêu việt thần giới nguyên trụ dân, tài nguyên từ từ phương diện khan hiếm lên, lúc này thần giới nguyên trụ dân cùng phi thăng nhất tộc chi gian hòa bình ở trung cân bằng cuối cùng tan vỡ, đây mới là nguyên trụ dân chèn ép phi thăng nhất tộc nguyên nhân chi nhất. Chém giết một hồi rằng co suốt một cái kỷ nguyên lâu cũng chưa kết thúc, thần giới nguyên trụ dân càng thêm cảm nhận được phi thăng giả nhất tộc uy hát yêu ta. Nhưng lại trước sau diệt không được sở hữu phi thăng nhất tộc, thẳng đến có một ngày, thần giới nguyên trụ dân tìm được rồi một cái đồng minh, nhưng lại là bảo hổ lột ra, cuối cùng bọn họ liên hợp dưới, dài đến một cái kỷ nguyên chiến tranh kết thúc. Phi thăng giả một phương cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, phong ấn cao giai thiên đạo, không cho hạ giới lại có phi thăng giả xuất hiện, hoàn toàn tuyệt hậu, chính là phi thăng giả một phương thiên tư chắc tuyệt, tự nhiên cũng có chân chính đại năng hạng người, cuối cùng chiến tranh thời điểm. Phi thăng giả một phương chung có cái tuyệt thế cường giả, dùng tất thắng tu vi lấy tự thân sinh mệnh vì đại giới, ngạnh sinh sinh ở thần giới cùng thiên giới bày ra một cái lộ. Đây là vị nào tuyệt thế cường giả cấp hạ giới sinh linh dùng mệnh đổi lấy một cái đại đạo chi lộ, thông hướng thần giới duy nhất con đường, lộ là để lại, chính là như cũ bị thần giới nguyên trụ dân phá hỏng, hơn nữa ở tiên giới bồi dưỡng chó săn, tuyên ngôn tiên giới chính là tu luyện cuối, không hy vọng có người thượng thần giới. Con đường này liền kêu, lên trời lộ, tiên giới này một đầu nhập khẩu gọi là thiên địa che giấu nơi, là tam đại thế lực gác, cũng chính là tiên giới tam đại thiên tôn gác. Cứ việc lên trời đường bị phá hỏng gác, nhưng bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu thiếu thiên tài hạng người, liền tỷ như sư phụ ngươi trời cao tà kia đám người vật, mỗi một cái thời đại đều có tiên giới cường giả tu luyện đến đỉnh lúc sau, cảm giác đến hoặc là từ thần giới trốn xuống dưới sinh linh trong miệng biết được thần giới nguyên trụ dân đối hạ giới chèn ép sự tình, cũng biết lên trời lộ việc. Liền sẽ có người đi lên trời lộ, chính là rất nhiều cái thời đại xuống dưới, không có người chân chính thông qua lên trời trên đường thần giới, phần lớn hoặc là bị tam đại thiên tôn chém giết, hoặc là liền tính bước lên trời lộ, cũng sẽ đừng thần giới bên kia người chém giết. Đây là một cái bế tắc, thẳng đến mấy vạn năm trước, ước chừng xem như 10 vạn năm trước đi, thần giới cũng không biết đã xảy ra cái gì biến cố, cư nhiên cùng tam đại thiên tôn thế lực mất đi liên hệ. Này liền dẫn tới tam đại thiên tôn thế lực lâu dài cũng không thể có con cháu phi thăng thần giới hay đi. Cho nên bọn họ tam đại thế lực cũng bắt đầu nghĩ lại lên trời chi lộ, tam vạn năm nhiều năm trước sư phụ ngươi trời cao tà ngang trời xuất thế, liên hợp tam đại thiên tôn với tiên giới rất nhiều cường giả cùng nhau lên trời lộ, lại là không nghĩ tới cuối cùng tam đại thiên tôn đổi ý, cuối cùng ngược lại âm sư phụ ngươi một phen,
dẫn tới hắn ngã xuống. Đương nhiên hiện tại xem ra không ngã xuống, chỉ là một lần nữa tu luyện một lần, lúc này đây sư phụ ngươi trở về càng cường đại hơn, trực tiếp tấu tam đại thiên tôn, lại là không có giết bọn họ, bởi vì ta biết lên trời chi lộ đi đánh vỡ thiên đạo che giấu, vẫn là yêu cầu tam đại thiên tôn hỗ trợ, cho nên sư phụ ngươi để lại bọn họ tánh mạng. 5.000 năm trước sư phụ ngươi lần thứ hai liên hợp tiên giới những cái đó tu luyện tới rồi kim tự tháp đỉnh cường giả, mặc kệ là nhân tộc hoặc là yêu tộc từ từ, lại một lần lên trời lộ mà đi. Vài thập niên trước thiên địa dị tượng xuất hiện, chứng minh rồi sư phụ ngươi bọn họ lúc này đây thành công, thiên địa dị tượng năm cái kim quang như thái dương giống nhau cảnh tượng xuất hiện, đại biểu thiên đạo năm loại đại đạo, cũng vì thế sư phụ ngươi bọn họ thành công đả thông lên trời lộ, đến tận đây về sau hạ giới đại đạo gông xiềng biến mất. Vạn vật tu luyện sẽ càng thêm hiểu được thông thấu. Cũng biểu thị tiên giới sinh linh có ổn định thần giới cơ hội, chẳng qua sư phụ ngươi bọn họ lại là. Nói nơi này lão cây liễu ngừng lại, trong lời nói có kính trọng, cũng có tiếc nuối. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi, sư phụ ta bọn họ làm sao vậy? Ngươi nhanh lên nói a. Lão cây liễu thở dài, ai, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, lên trời lộ thông chính là thần giới. Ta hiện tại cũng là tàn phá chi thân, căn bản là không phải toàn thắng thời kỳ, nhìn không thấu lên trời lộ cũng cảm giác không đến lên trời lộ phát sinh sự tình, chỉ có thể biết tiên giới cùng thần thông thông đạo rốt cuộc đừng sư phụ ngươi bọn họ đả thông. Nhưng bọn họ vận mệnh như thế nào, chỉ có thể cảm giác đến thực thê thảm, nhưng là có một ngày ngươi có thể yên tâm, ta suy đoán một lần thiên cơ, sư phụ ngươi bọn họ thiên cơ là cửu tử nhất sinh, tuy rằng hung hiểm, nhưng chung quy thiên chi đạo không có mười mãn, thiếu thứ nhất. Cái này một đó là cửu tử nhất sinh, hẳn là còn sống, chẳng qua khả năng. Không ở tiên giới. Không ở tiên giới, có phải hay không đi thần giới? Dương Nghị Vân nghe thấy cái này cửu tử nhất sinh định luận, chung quy vẫn là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng tin tưởng lão nhân không có khả năng sẽ chết. Lão cây liễu nói, không nhất định a, có khả năng đi thần giới, cũng có khả năng ở lên trời lộ chỗ nào đó, cũng là có khả năng ở địa phương khác, nhưng là chết không thể chết được. Bọn họ xem như là một kiện tạo phúc hạ giới vạn vật sinh linh đại sự, thiên đạo vô tình cũng có tình, chung quy này chờ đại công đức hạ, hẳn là có bọn họ một đường sinh cơ. Lão cây liễu nói, Dương Nghị Vân đúng vậy tin tưởng, dựa theo lão cây liễu nói, sư phụ bọn họ hẳn là để sống, nhưng lại hiện tại không biết tình huống, đến tột cùng là cái gì trạng thái cũng không biết. Cũng coi như là cái tin tức tốt. Hôm nay lão cây liễu lời nói trung tuôn ra thần giới bí văn. Hắn cũng biết được tiên giới đứng đầu cường giả cũng chưa lão nhân liên hợp lại đi lên trời lộ. Nói như thế tới, hắn đem Bạch Giao Long Vương bảo tàng dọn không, đùa giỡn Bạch Giao Long Vương phủ để chuyện này, tạm thời không cần lo lắng Bạch Giao Long Vương trả thù. Tiên tử này đó đứng đầu cường giả đi địa phương nào, đang ở nơi nào, còn có thể hay không trở về đều là hai nói. Tóm lại tiên giới, lúc sau chính như nhị sư huynh lời nói như vậy, sẽ tiến vào loạn thế cũng bước vào một cái thịnh thế trạng huống. Là một thiên tài hào kiệt xuất hiện lớp lớp đại thời đại. Này hết thảy đương như lão cây liễu lời nói, tiên giới dưới sinh linh đều phải cảm tạ hắn sư phụ trời cao tà, này thật là đại công đức, cho nên hắn cũng tin tưởng lão nhân sẽ có một đường sinh cơ. Ngày nào đó hắn cũng chắc chắn đi lên trời lộ, đi tìm xem lão nhân, đương nhiên nơi nào là cái tình huống như thế nào, Dương Nghị Vân tuy không đi qua, cũng đoán được lên trời lộ không dễ đi. Không có tuyệt thế tu vi thực lực, đi khả năng chính là chịu chết. Lão nhân đám người có thể đại phá đại đao gông xiềng đã không tồi, đến nỗi nói đả thông lên trời lộ nối thẳng thần giới hắn cũng tin, nhưng thông không đại biểu thật có thể bước vào thần giới, phải biết rằng lão cây liễu trong miệng thần giới nguyên trụ dân, ai dám bảo đảm sẽ không ở thần giới một khác hạng nhất. Tiên đối thần, tưởng cũng không dám tưởng. Đối với chuyện này, Dương Nghị Vân biết tạm thời không phải hắn có khả năng quản, đến nỗi lão nhân sự tình, chờ đi cửu trọng thiên. Đang xem nhìn bầu trời cơ sư nương suy tính kết quả sẽ là cái dạng gì. Nghĩ đến cùng lão cây liễu lời nói kết quả không sai biệt nhiều. Chuyện này tạm thời không nói, Dương Nghị Vân trước mắt cũng chỉ có thể là từ lão cây liễu nơi này hiểu biết một ít về thần giới tin tức mà thôi, bất quá với hắn mà nói lại cũng là chuyện tốt, bởi vì bản thân hắn tu luyện chính là thần đạo. Cho tới nay hắn biết chính mình tu luyện chính là thần đạo không sai, nhưng lại là đối cái gọi là thần giới cũng hoặc là thiên giới biết không có mấy. Hôm nay lão cây liễu nhưng xem như đối hắn bạo đại liêu. Vừa lúc thừa cơ hội này hiểu biết một chút. Dựa theo lão cây liễu trong miệng lời nói, ở thần giới, nguyên trụ dân cùng phi thăng giả là hai cái bất đồng phe phái, ngay từ đầu mọi người đều là hòa bình ở chung,
chính là theo thời gian dài hơn, phi thăng giả nhất tộc thiên phú từ từ bày ra ra tới sau, ẩn ẩn muốn áp quá thần giới nguyên trụ dân. Cái này làm cho trời sinh tràn ngập cảm giác về sự ưu việt thần giới nguyên trụ dân, mất đi loại này ưu việt, cảm nhận được địa vị cùng tài nguyên thượng uy hiota, như thế bắt đầu đối phi thăng giả nhất tộc triển khai chèn ép. Nhưng là phi thăng giả nhất tộc tự nhiên cũng không phải mềm quả hồng, một hồi đại chiến suốt rằng qua một cái kỷ nguyên, thần giới nguyên trụ dân đều không có chân chính ý nghĩa thượng chèn ép đi xuống phi thăng giả nhất tộc. Cuối cùng thần giới nguyên trụ dân tựa hồ tìm một cái gì cường đại đồng minh chủng tộc, như thế mới đưa phi thăng giả nhất tộc chèn ép đi xuống. Mà phi thăng giả một phương tử thương thảm trọng, nhưng dựa theo lão cây liễu cách nói, thần giới nguyên trụ dân là ở bảo hổ lột ra là chơi với lửa. Sớm hay muộn có một ngày, sẽ hối hận sẽ thiệt thòi lớn. Đương nhiên những việc này Dương Nghị Vân cũng chỉ là hiểu biết, hắn đối lão cây liễu trong miệng tên kia chính là cường giả ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú, là này tên kia tuyệt thế cường giả cấp phi thăng giả nhất tộc để lại lên trời lộ cái này hy vọng. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng lại có thể từ lão cây liễu trong miệng tưởng tượng ra tới, tên kia tuyệt thế cường giả phong thái. Trong lòng nghĩ tiếc nuối không có gặp qua kia chờ tuyệt thế cường giả. Đối với thần giới Dương Nghị Vân cũng có một tia ẩn ẩn chờ đợi. Cùng lão cây liễu đối thoại, khai hắn mở ra một cái khác to lớn thế giới đại môn. Bất quá trước mắt với hắn mà nói, này đó kỳ thật đều vẫn là quá mức xa xôi sự tình. Nghĩ nghĩ hỏi lão cây liễu nói, tiền bối nhưng cũng là thần giới phi thăng giả nhất tộc. Lão cây liễu nói, vô nghĩa, ta nếu không phải phi thăng giả nhất tộc há có thể nói cho ngươi này đó, lại há có thể rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng. Ta chỉ là ta, bên cạnh ngươi kia chỉ quả đen, còn có lần trước bên cạnh ngươi cái kia kêu lạc dương nữ oa oa trong cơ thể ý thức đều xem như thần giới phi thăng giả nhất tộc, đều là tránh được đại kiếp nạn hạ giới trùng tu hạng người. Trên thực tế hạ giới các nơi có không ít tồn tại, chẳng qua có chút có thể khôi phục lại, có chút sợ là vĩnh viễn khôi phục bất quá tới mà thôi. Dương Nghị Vân nghe được lão cây liễu nhắc tới lạc dương, tức khắc liền biết lão cây liễu nói chính là lạc dương trong cơ thể ma thần ý thức, cái này có cái nghi hoặc xuất hiện ở trong lòng. Nhìn không được đánh gãy lão cây liễu nói, tiền bối ma thần chẳng lẽ cũng là phi thăng giả nhất tộc. Lão cây liễu ha hả cười nói, ma thần tự nhiên cũng là tu luyện sinh linh, các ngươi sở nhận chi ma, kỳ thật đều không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, mà chỉ là tu luyện phe phái bất đồng, chẳng qua tại hạ giới lúc sau, cùng các ngươi tu luyện bất đồng hình thành đối lập. Bất quá nói trở về, ma tộc tu luyện phương thức đích xác có chút hành xử khác người, tương đối quỷ dị, vì rất nhiều tu luyện hệ thống sở không tiếc. Ma tộc tự thành nhất phái, điểm này ở thần giới cũng là như thế, chẳng qua thần giới lúc sau vạn pháp quy tông, kỳ thật đều giống nhau, bất đồng chính là ở tiên giới càng thêm rõ ràng. Ma tộc ở thần giới xưng là ma thần, cùng mặt khác thần giới sinh linh giống nhau, chẳng qua có tà ác chi phân mà thôi, nói đến cùng ma tộc hình thành đại đa số vẫn là tu luyện sinh linh, người có tu ma đạo, yêu có tu ma đạo, có huyết nhục chi phân. Bất quá ngược dòng ma tộc khởi nguyên cái này thật đúng là khó mà nói, ai cũng không thể nói tới ma tộc khởi nguyên ma công hình thành truyền lưu như thế nào mà đến. Nhưng có một chút đại đa số ma tộc là tu luyện sinh linh, vẫn là bình thường, chỉ là đạo pháp lý niệm bất đồng mà thôi, thần giới chân chính hắc ám chính là cùng nguyên trụ dân đồng minh tồn tại, ai cũng không biết là cái gì tồn tại chủng tộc, kia mới là tà ác, còn có chính là nguyên trụ dân, đối phi thăng giả nhất tộc thực cừu thị, tiểu tử ngươi về sau đương cẩn thận. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu, hiện tại xem như hiểu biết một ít. Hai người một hỏi một đáp, lần này hàn huyên rất nhiều. Từ thiên giới việc cho tới hạ giới, lại từ thần đạo cho tới thiên đạo, Dương Nghị Vân cũng thỉnh giáo rất nhiều tu luyện vấn đề, lão cây liễu nhất nhất đều có thể giải thích nghi hoặc, làm Dương Nghị Vân được lợi không ít, đối ngày sau tu luyện phương hướng có ý nghĩ. Cuối cùng về không gian chi lực, Dương Nghị Vân hỏi ra tới, dựa theo tiểu sư tỷ lời nói. Tu vi đạt tới tiên đế lúc sau, là có thể tu không gian chi lực mở ra không gian thông đạo, xa xôi chi có không gian chi lực, liền có thể đến. Vấn đề này lão cây liễu trả lời là hai chữ, hiểu được. Hiểu được, như thế nào đi hiểu được? Dương Nghị Vân không rõ nguyên do, hiểu được vẫn luôn đều ở, nhưng hắn cũng không có một cái chân chính khái niệm. Đối này lão cây liễu nói, trở lại thiên địa dị tượng vấn đề thượng, sư phụ ngươi bọn họ phá đại đạo gông xiềng. Thiên địa dị tượng xuất hiện tới 5 cái kim sắc thái dương, kỳ thật chính là 5 loại đại đạo căn nguyên quy tắc, trước kia ngươi hiểu được không đến, không đại biểu hiện tại không thể. Đại đạo căn nguyên quy tắc 5 loại, có không gian, hắc ám, quang minh, sinh cùng chết, đây là đại đạo căn cơ, đây là lực lượng phía trên quy tắc hiểu được,
trước kia hạ giới sinh linh rất ít hiểu được đến, có chút thiên tài hạng người có lẽ có thể, nhưng lại không toàn diện, hiện tại còn lại là có thể, đến nỗi như thế nào đi hiểu được, kia yêu cầu chính ngươi đi thể ngộ, đạo giả không thể nói, cũng nói không rõ, tóm lại dựa vào chính mình. Không gian quy tắc dưới có không gian chi lực, như thế nào hiểu được dùng vận kia muốn xem chính mình tạo hóa, còn có chính là vận dụng không gian chi lực đi nướng mở ra không gian thông đạo, mượn dùng chính là thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực với không gian quy tắc dung hợp đó là cánh cửa không gian, đi chỗ nào tâm chỗ tưởng, có thể đến, đương nhiên phải có cường đại thần hồn cùng pháp lực chống đỡ, nếu không cũng đi không xa. Thế gian quy tắc cùng lực lượng, đều yêu cầu tự thân đi cảm thụ hiểu được, đi nghiên cứu, cái này không có tu luyện quỹ đạo có thể tìm ra, không có lối tắt, chỉ có thể dựa vào chính mình, trong đó ảo diệu vô hạn nhiều, cũng có thể hình thành cường đại thần thông, về thần thông thế gian cường giả hạng người có bảo tồn dư thế. Liền xem ngươi thân tạo hóa, quy tắc dưới là lực lượng, năm loại quy tắc chính là hết thảy, tìm hiểu thấu triệt thành tựu thần đạo. Lão cây liễu nói rất nhiều, Dương Nghị Vân lần này nghe cũng là cái biết cái không, nhưng cũng biết cầu cấp không thành. Hai người kết thúc đối thoại, hắn yêu cầu đi tiêu hóa. Cuối cùng Dương Nghị Vân đưa ra trợ giúp lão cây liễu độ nhập thần nói chi lực thời điểm, lão cây liễu ha ha cười nói, về sau không cần, đại đạo căn nguyên quy tắc xuất hiện, tỷ tỷ ta thực dựa vào chính mình khôi phục. Chẳng qua yêu cầu thời gian mà thôi, tiểu tử ngươi nếu là có tâm, tự cấp tỷ tỷ ta một giọt giọt nước như thế nào? Dương Nghị Vân sửng sốt, nhếch miệng cười nói, tự nhiên có thể. Hắn cầu mà không được, về sau không cần cấp lão cây liễu độ nhập thần nói chi lực hắn bớt việc nhiều, muốn sinh mệnh chi thủy, hắc hắc, cái này hắn không chút do dự, chỉ cần lão cây liễu muốn, Dương Nghị Vân liền cấp, bởi vì hắn rõ ràng sinh mệnh chi thủy tác dụng. Chưa chừng một ngày nào đó hắn cùng lão cây liễu chi gian liền bởi vì sinh mệnh chi thủy hoàn toàn cột vào cùng nhau. Búng tay vung lên, một giọt sinh mệnh chi thủy bay vào lão cây liễu thân cây trong vòng, tức khắc lão cây liễu bộc phát ra 7 màu vầng sáng, tiến vào hấp thu tu luyện trạng thái. Dương Nghị Vân lúc này mới phi thân hạ đỉnh núi. Lần này cùng lão cây liễu đối thoại, càng như là một hồi giảng đạo, hắn được lợi không ít. Nhưng thời gian bất chi bất giác liền đi qua trăm năm. Thật sự là thần tiên truyền đạo, thời gian qua mau. Bất chi bất giác chính là trăm năm thời gian trôi qua. Hắn phi hạ thượng sau, cảnh sán trước tiên tiến đến, vẻ mặt sốt ruột nói, vân tử ngươi nhưng tính xuống núi, ngươi nhị sư huynh phái người tiến đến đều chờ ngươi mấy tháng, nói là hạ giới vân môn rốt cuộc có người phi thăng mà đến. Dương Nghị Vân cả người chấn động, mau mang ta tiến đến. Hai người đi vào vân môn tu sửa lâm thời đại điện. Dương Nghị Vân trên đường nghe cảnh sán nói, là phi thăng chỉ bên kia, luyện tạo tiên minh người. Tiến vào sau nhìn đến là cái tiên đế lúc đầu tiên nhân, diện mạo trung niên, tiên phong đạo cốt. Dương Nghị Vân đi vào, đối phương trực tiếp hành lễ nói, Dương môn chủ, tại hạ cổ kiếm, vẫn luôn phụng mệnh sao trời đại nhân chi danh đóng giữ phi thăng chỉ, tìm kiếm hạ giới vân môn phi thăng người, mấy trăm năm tới tiên giới phi thăng chỉ không ngừng có hạ giới người phi thăng mà đến, nhưng lại không có vân môn tin tức. Bất quá rốt cuộc ở 3 tháng trước, tại hạ tìm được rồi trên bức họa mấy cái nữ tử, chính là ở phi thăng ngày đó, bị giao chỉ tiên vực người tiếp đi rồi, ta nói ta là tiên giới vân môn người. Nhưng người ta căn bản không tin, trực tiếp đi giao chỉ tiên vực. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, cho ta xem ngày đó hình ảnh mặt khác ngươi trong miệng giao chỉ tiên vực là cái gì thế lực. Tự xưng là cổ kiếm tiên nhân vung tay lên tức khắc pháp lực ngưng tụ ra một cái hình ảnh. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thần sắc kích động lên, hắn ở hình ảnh nhìn thấy Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan, Ninh Kha, Viên Kim Phượng, Hiên Viên Linh Hề, Diệp Vô Tâm, Nguyên Tranh, Lâu Hải Đường, Âu Dương Ngọc Thanh, Thương Vũ Tình từ, tất cả đều là chính mình nữ nhân. Nhưng lại không thấy Ngô Mạc Thu tỉ muội, Kiều Phúc, Bộ Thanh Mai, Lục Tuyết Hy, các nàng mấy cái đều là xem như quỷ tu chi đạo, đảo cũng có thể lý giải không có cùng nhau phi thăng. Trừ cái này ra, mặt khác như Lưu Thích Kỳ cùng muội muội, Hồ Tiên Nhi, Lý Đại Nghị, Chiêm Khánh Nhân, mấy cái hài tử còn có vân môn những người khác lại là đều không thấy. Dương Nghị Vân ở nhìn đến chính mình mấy người phụ nhân đồng thời có kích động cùng lo lắng, nhưng cũng suy đoán hạ giới vân môn người hẳn là từng nhóm phi thăng mà đến, không có khả năng tất cả đều một lần phi thăng. Lần này có thể nhìn thấy mấy người phụ nhân hắn đảo cũng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhiều năm như vậy, cuối cùng có tin tức. Bất quá càng có rất nhiều lo lắng. Bởi vì ở cổ kiếm ngưng tụ ra tới hình ảnh chung, hắn nhìn đến, đích xác chính mình mấy người phụ nhân đi theo một bát người đi rồi.
Những người này nghĩ đến hẳn là chính là cổ kiếm trong miệng lời nói giao chỉ tiên vực người, hiện tại tình huống không rõ, còn không biết giao chỉ tiên vực cùng chính mình mấy người phụ nhân chi gian là bởi vì sự tình gì, mà đi ở cùng nhau. Vì cái gì muốn đi theo những người đó rời đi? Là địch là bạn thật khó mà nói. Dù sao hình ảnh chung hắn mấy người phụ nhân đi theo giống nhau thân xuyên bạch y giấy mạ vàng người đi rồi, này một đợt người thoạt nhìn có nam có nữ, cổ kiếm nói những người này đó là giao chỉ tiên vực người. Sau khi xem xong Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói cái này giao chỉ tiên vực là cái tình huống như thế nào. Sự tình đã phát sinh, Dương Nghị Vân biết hiện tại sốt ruột cũng không có gì dùng, sau khi hiểu rõ tình huống, hắn sẽ làm ra quyết đoán, dù sao cần thiết đem chính mình nữ nhân tìm trở về. Tìm được các nàng là có thể biết phân môn những người khác tình huống, rốt cuộc là tất cả đều phi thăng. Cũng hoặc là còn có người lưu tại hạ giới vân môn. Dựa theo cổ kiếm cách nói, hắn cũng cho thấy quá thân phận cùng chính mình có quan hệ, báo tên của mình chính là mấy người phụ nhân căn bản liền không nhận, đi theo giao chỉ tiên vực người đi rồi. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nhiều ít vui mừng, này chỉ có thể thuyết minh mấy người phụ nhân đều cẩn thận, cũng không có nói có người báo ra tên của hắn mà đi theo đi, tính cảnh giác vẫn là rất cao. Đương nhiên như vậy trách hắn, lúc trước làm nhị sư huynh hỗ trợ lưu ý hạ giới vân môn người, nhưng lại quên lưu lại cái gì tín vật, cũng khó trách mấy người phụ nhân không tin. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là, cái này giao chỉ tiên vực người rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, có thể hay không khó xử các nàng. Cũng không biết vì cái gì mấy người phụ nhân sẽ đi theo giao chỉ tiên vực người rời đi. Này những vấn đề, chỉ có thể chờ nhìn thấy các nàng mới có thể biết được. Mặt khác lại nói tiếp, giao chỉ tiên vực nếu biết địa phương có tên có họ, hẳn là không phải tà ác một phen, hơn nữa giao chỉ hai chữ ở địa cầu chính là cửu châu thần thoại truyền lưu chuyện xưa trung đỉnh đỉnh đại danh. Nghĩ đến hắn mấy người phụ nhân đi theo giao chỉ tiên vực người rời đi, sợ là cũng có phương diện này nguyên nhân tồn tại. Đương nhiên hiện tại chỉ là hắn một cái suy đoán mà thôi. Chân chính giao chỉ tiên vực cùng địa cầu thần thoại chuyện xưa chung giao chỉ có hay không quan hệ, vẫn chưa biết được. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân đầu tiên được giải giao chỉ tiên vực là cái tình huống như thế nào mới được. Đã hỏi tới giao chỉ tiên vực tình huống sau, cổ kiếm mở miệng nói. Giao chỉ tiên vực chính là tiên giới cổ xưa thế lực, này thế lực bên ngoài thượng xem ra chỉ ở sau tiên giới tam đại thiên tôn nơi thế lực. Mà giao chỉ tiên vực vực chủ được xưng giao chỉ tiên tôn, chính là tiên giới tiên tôn cảnh giới trung danh liệt thứ 6 phong hào tiên tôn, là nhãn hiệu lâu đời đại phong hào tiên tôn, càng là tiên giới đứng đầu siêu cấp cường giả chi nhất, bất quá giao chỉ tiên vực người ở tiên giới từ trước đến nay đều rất điệu thấp, không hiện sơn không bằng thủy. Giao chỉ tiên tôn càng là tiên tôn cảnh giới chung 10 đại phong hào tiên tôn chung duy nhất nữ tính. Thần bí điệu thấp không có truyền ra quá nàng cùng vị nào tiên tôn bất hòa, làm người cũng là cái thích làm việc thiện tính cách, bởi vậy cùng mặt khác phân phong hào tiên tôn quan hệ đều không tồi, liền tính là tam đại chúa tể thiên tôn cũng lý kính giao chỉ tiên tôn ba phần mặt mũi, tóm lại giao chỉ tiên vực ở tiên giới danh tiếng còn tính không tồi. Đây là nghe đồn giao chỉ tiên tôn hiện tại đã không còn giao chỉ tiên vực, mà là đi địa phương khác. Nghe nói hiện tại giao chỉ tiên vực làm chủ người là giao chỉ tiên tôn đại đệ tử, tề đờ đẫn, có nghe đồn sắp tới tựa hồ ở cùng liền một cái tiên vực muốn liên hợp làm chuyện gì nhi, cụ thể là chuyện gì liền không được biết rồi. Cổ kiếm đem hắn biết có quan hệ giao chỉ tiên vực sự tình, tất cả đều nói cho Dương Nghị Vân, lớn lớn bé bé giảng thuật một canh giờ. Nói xong lúc sau, cổ kiếm còn nói thêm, sao trời đại nhân có mệnh làm ta tùy thời chờ đợi Dương đạo hữu sai phái. Sao trời đại nhân còn nói hắn sắp tới có việc thoát không khai thân, luyện tạo tiên minh các đại phân bộ lực lượng Dương đạo hữu nhưng có điều mệnh, ta chờ toàn lực duy trì. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, nhị sư huynh có tâm, lần này liền làm phiền cổ kiếm đạo hữu mang cái lộ, ta muốn đi trước giao chỉ tiên vực một chuyến. Nhị sư huynh, giờ phút này cổ kiếm có chút nghi hoặc, không biết Dương Nghị Vân trong miệng nhị sư huynh chính là người nào. Cái hiểu cái không? Nga! Ta nhị sư huynh chính là ngươi trong miệng sao trời đại nhân Dương Nghị Vân nghĩ nếu muốn mượn cổ kiếm chuyện này liền không cần thiết vội vàng, nói thẳng ra tới, mà nhị sư huynh hiển nhiên không có đối cổ kiếm nói lên quá cùng hắn chính là huynh đệ quan hệ. Tuy rằng cổ kiếm là cái tiên đế, nhưng lại là ở Dương Nghị Vân xem ra cổ kiếm chính là nhị sư huynh nhận lấy trong đó một cái ngựa con mà thôi, có lẽ còn vào không được luyện tạo tiên minh cao tầng đi, như thế hắn mới không biết nhị sư huynh cùng chính mình quan hệ. Nhưng với hắn mà nói, liền không cần thiết giấu giếm cái gì, còn muốn mượn dùng cổ kiếm, hắn nhưng không nghĩ nháo hiểu lầm. Lời này vừa nói, cổ kiếm mở to hai mắt nhìn,
trước kia nhận được sao trời đại nhân chi danh thời điểm, hắn liền nghĩ tới sao trời đại nhân như thế nào sẽ đối một cái Dương Nghị Vân như vậy coi trọng, luôn mãi dặn dò Dương Nghị Vân như có sai phái nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp. Cổ kiếm đối này cũng dò hỏi quá cái gì, tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại không hạt hỏi thăm, hiện tại biết được Dương Nghị Vân cư nhiên là sao trời đại nhân sư đệ, hết thảy đều hiểu rõ. Lập tức cổ kiếm ôm quyền trong lòng nói, phía trước nhiều có chậm trễ, còn thỉnh Dương đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ có mắt không thấy Thái Sơn, chậm trễ. Lại nói tiếp hắn cổ kiếm cũng chỉ là luyện tạo tiên môn một cái phân bộ người phụ trách, ở sao trời từ kia chờ cường giả cùng luyện tạo tiên môn cao tầng trước mặt, hắn chính là cái tiểu nhân vật. Dương Nghị Vân nếu là sao trời tử sư đệ, như vậy thực rõ ràng chính là luyện tạo tiên môn tuyệt đối cao tầng nhân vật, đương nhiên mặc kệ có phải hay không luyện tạo tiên môn cao tầng nhân vật, chỉ cần hắn là sao trời tử sư đệ, điểm này liền cũng đủ hắn cổ kiếm cấp Dương Nghị Vân bán mạng. Dương Nghị Vân nhìn cổ kiếm kinh sợ hành lễ, tự nhiên minh bạch này hết thảy chuyển biến đều là bởi vì nhị sư huynh sao trời tử quan hệ, bất quá hắn đối cổ kiếm chút nào không thấy pháp. Cứ việc ngay từ đầu đích xác có thể từ cổ kiếm trong ánh mắt nhìn đến một tia cao ngạo, nhưng người lại thất lễ. Vội vàng nâng dậy nói, cổ đạo hữu nghiêm trọng, ta sư huynh là ta sư huynh, ta là ta, người ta chi gian các luận các, lần này giao chỉ tiên vực hành trình, còn muốn dựa vào cổ đạo hữu, thật không dám giấu giếm bị giao chỉ tiên vực mang đi mấy người phụ nhân đều là ta. Ta tại hạ giới nữ nhân, nhất định phải đem các nàng tất cả đều nghênh trở về, việc này không nên chậm trễ ta an bài một chút. Thỉnh đạo hữu mang ta tiến đến giao chỉ tiên vực như thế nào? Cổ kiếm thấy Dương Nghị Vân như cũ đối hắn khách khách khí khí, cũng không có lấy sao trời tử sư đệ thân phận tới áp hắn, cũng không có trách cứ phía trước hắn ngạo mạn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời, đại nhân khách khí, ngài yên tâm liền tính là đánh bạc mệnh đi, ta cũng tự nhiên hiệp trợ đại nhân nghênh hồi đại nhân những cái đó hồng nhan. Như thế liền đa tạ. Theo sau Dương Nghị Vân triệu tập vân môn mọi người, giảng thuật sự tình lúc sau, hắn mang lên Hồng Y cùng Cá Trạch, còn có Điêu Nhi cùng nhau xuất phát đi trước giao chỉ tiên vực. Những người khác tất cả đều lưu tại, hiệp trợ vân môn kiến tạo. Tuyết Hương cùng Hầu Đậu Đậu vốn dĩ cũng phải đi, chính là Dương Nghị Vân không làm đi theo, trong đó nguyên nhân tự nhiên là trên thực lực chênh lệch, mặt khác vân môn kiến tạo hiện tại cũng tiến vào mấu chốt thời kỳ, cần thiết phải có người tỏa chấn, cũng yêu cầu một ít tài liệu đổi từ từ, yêu cầu người đi ra ngoài chạy chân. Chuyện này cũng liền như vậy định ra, như cũ lại phương Đông Hạo ông trời tử chủ tính chung. Công đạo xong sau, Dương Nghị Vân ở cổ kiếm dẫn dắt hạ, lập tức xuất phát đi trước giao chỉ tiên vực. Lần này đi ra ngoài hắn làm Cá Trạch đi trước một chuyến hỗn loạn tiên thành, hắn yêu cầu đi gặp Tuyết Miêu. Tuy rằng đối giao chỉ tiên vực đại thể tình huống có hiểu biết, nghĩ đến cổ kiếm giao chỉ tiên tôn không ở, hẳn là cũng là bị sư phụ cùng nhau mang đi thiên cơ che giấu nơi. Có thể so giao chỉ tiên vực chính là cho rằng phong hào tiên tôn tiên vực, cũng không phải là lần trước đoạn làm việc nhà tộc kia chờ tiên vực. Cường giả tất nhiên vẫn là tồn tại, hắn bên người mang theo Hồng Y cùng Điêu Nhi hơn nữa Cá Trạch cũng là lực lượng cường đại, nhưng chiến đấu tiên tôn, nhưng như cũng có chút không yên tâm, mà Tuyết Miêu thiên phú dị bẩm, ẩn nấp thiên phú độc bộ, lần này nghĩ mang lên Tuyết Miêu, cũng có thể gia tăng một phần sức chiến đấu. Tại đây đem Tuyết Miêu đặt ở Độc Cô gia tộc nhiều năm phát triển tình báo cùng sát thủ tổ chức, cũng là thời điểm kiểm nghiệm thành quả, hy vọng Tuyết Miêu có thể cho hắn một kinh hỉ. Đến nỗi sư tỷ sư huynh bên kia, Dương Nghị Vân lần này không nghĩ tới có phải hay không muốn tìm kiếm trợ giúp, gần nhất giao chỉ tiên vực là địch là bạn còn không rõ, thứ hai lần này dựa theo cổ kiếm lời nói nhị sư huynh bọn họ hẳn là ở Cửu Trọng Thiên có mặt khác chuyện quan trọng, hắn không thể đi quấy rầy, hơn nữa thân là lão nhân quan môn đệ tử. Sư huynh sư tỷ một cái so một cái cường đại, hắn cũng không thể rơi xuống uy danh, luôn là dưới đáy lòng có như vậy một phần ngạo khí tồn tại. Lần này sự tình lại là chính mình nữ nhân việc, hắn muốn chính mình giải quyết. Tiên giới, cũng là thời điểm phát ra vân môn chi chủ thanh âm. Chờ vân môn kiến tạo hoàn thành ngày, hắn cái này môn chủ sự tích, muốn ở tiên giới truyền khai, như thế mới có thể làm vân môn thuận lợi thành lập, càng sẽ không làm vân môn đệ tử chịu khi dễ. Hạ giới vân môn đệ tử tất nhiên sẽ cuồn cuộn không ngừng phi thăng, hơn nữa phi thăng chỗ, cũng không phải là cố định một chỗ, chờ vân môn có uy vọng thời điểm, hạ giới đệ tử liền tính là có lạc đơn cũng sẽ không bị người dễ dàng khi dễ, càng sẽ tìm được tiên giới vân môn tìm tới. Trong lòng nghĩ những việc này, Cá Trạch đã đến hỗn loạn tiên thành ở ngoài, Dương Nghị Vân làm Cá Trạch thu nhỏ quấn quanh ở trên cổ tay, trên vai ngồi xổm Điêu Nhi, bên trái là Hồng Y, bên phải là cổ kiếm, một hàng đi vào hỗn loạn tiên thành.
hỗn loạn tiên thành như cũ năm đó bộ dáng, chẳng qua một đường đi tới, Dương Nghị Vân lại là nghe được rất nhiều người ở nghị luận Độc Cô gia tộc. Trong đó tin tức có chút làm hắn tin tức, thật có chút còn lại là làm hắn đại nhíu mày. Hướng về Độc Cô gia tộc ngồi ở đi đến trên đường, Dương Nghị Vân nghe được có người một nghị luận, nói cái gì Độc Cô gia tộc hiện tại đã một nhà độc đại, trở thành hỗn loạn tiên thành chân chính đệ nhất thế lực lớn. Mà nguyên lai tứ đại gia tộc, Đông Phương gia tộc dọn đi Vân Môn căn cứ, Tư Không gia tộc còn lại là từ trước đến nay điệu thấp, cũng là nhân số thưa thớt, ở hỗn loạn thiên thành không có gì phát ra tiếng. Đến nỗi Tây Môn gia tử bị Dương Nghị Vân xử lý lão tổ cùng gia chủ sau, hoàn toàn liền xong rồi, còn sót lại Tây Môn gia tộc con cháu đều không phải tu vi thực lực cao thâm hạng người, năm đó cùng Dương Nghị Vân một trận chiến sau, chia năm xẻ bảy, thậm chí còn bị kẻ thù trả thù, chết chết tán tán đã sớm không có Tây Môn gia tộc. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có một cái Độc Cô gia tộc, đã trở thành hỗn loạn tiên thành trên danh nghĩa chúa tể thế lực. Mấu chốt là nghe được một ít nghị luận nói, Độc Cô gia tộc cố ý chúa tể toàn bộ hỗn loạn tiên thành, làm rất nhiều thế lực thần phục, thậm chí còn mời chào hoặc là dùng cưỡng chế thủ đoạn thu phục rất nhiều dấu ở hỗn loạn tiên thành cường giả. Nói là hỗn loạn tiên thành chín thành tiên vương tiên đế tất cả đều thần phục ở Độc Cô gia tộc. Đương nhiên cũng có không thần phục thế lực cùng cường giả, chẳng qua nghe đồn không thể hiểu được đều biến mất ở hỗn loạn tiên thành, như là bốc hơi giống nhau tiêu thanh không để lại dấu vết. Sở hữu rất nhiều người đều hoài nghi là Độc Cô gia tộc ngầm xử lý này đó không thần phục thế lực cùng cường giả, đến nỗi nói Độc Cô gia có hay không thực lực này. Cái này mới là mấu chốt. Bởi vì Độc Cô gia tộc khẩn mấy trăm năm phát triển tiến bộ vượt bậc, thậm chí là có chút thần bí khủng bố tới hình dung, thường xuyên sẽ phát sinh một ít với Độc Cô gia tộc đối nghịch người cùng thế lực, mạc danh kỳ danh tiêu thanh không để lại dấu vết sự tình. Đối này toàn bộ hỗn loạn tiên thành sinh linh đối Độc Cô gia tộc đều là lại kinh lại đều. Dù sao hiện tại rốt cuộc vô dụng người với Độc Cô gia tộc là địch. Này đó Dương Nghị Vân nghe được lúc sau, nội tâm rõ ràng tất nhiên là cùng Tuyết Miêu có quan hệ, năm đó hắn với Độc Cô gia tộc lão tổ một trận chiến, cái này lão Đông Tây lại cũng là thực nhân vật, nhanh chóng quyết định ngay trước mặt hắn chém giết Độc Cô gia tộc đương đại gia chủ, lúc sau xem bái Tuyết Miêu vi sư, xem như mang theo toàn bộ Độc Cô gia tộc con cháu thần phục ở Dương Nghị Vân dưới trướng. Mà hắn trước khi đi thời điểm đem Tuyết Miêu an bài ở Độc Cô gia tộc, làm Tuyết Miêu ở Độc Cô gia tộc sát thủ tổ chức cơ sở thượng bồi dưỡng phát triển lớn mạnh sát thủ tổ chức hơn nữa tổ kiến Vân Môn mạng lưới tình báo, ban Tuyết Miêu vì Vân Môn ám giả hộ pháp, Độc Cô gia sát thủ tổ chức cũng thay tên vì Vân Môn ám giả tổ chức. Cho nên cùng với nói Độc Cô gia tộc là hỗn loạn tiên thành chủ nhân, chi bằng nói Vân Môn là hỗn loạn tiên thành chân chính lãnh đạo, mà Tuyết Miêu mới là Độc Cô gia tộc thực tế cầm lái giả. Một đường đi tới nghị luận, kỳ thật ở Dương Nghị Vân nghĩ đến đều là Tuyết Miêu thủ đoạn. Thủ đoạn tuy rằng tàn khốc bá đạo, nhưng Dương Nghị Vân lại rất vừa lòng, một cái chân chính cường đại thế lực trưởng thành há có không đổ máu không tàn khốc. Điểm này Dương Nghị Vân cho rằng Tuyết Miêu làm thực hảo. Bất quá nghe được chính là tốt một mặt, thế gian vạn vật phát triển quy luật, tất nhiên là âm dương cũng thế, có tốt tự nhiên liền có hư. Về Độc Cô gia tộc hư một mặt, hắn nghe được nghị luận là, những năm gần đây Độc Cô gia tử đệ hoành hành ngang ngược, cái gì hố sát đánh cướp ngoại lai tu sĩ. Bỏng ngược đoạt, khinh nam bá nữ từ, đếm không hết, dù sao liền một câu, Độc Cô gia con cháu hiện tại đem toàn bộ hỗn loạn thiên thành làm chướng khí mù mịt. Đối này Dương Nghị Vân là đại nhíu mày, hắn Vân Môn kiến tạo ở hỗn loạn thiên vực, mà hỗn loạn thiên thành còn lại là toàn bộ hỗn loạn thiên vực nhất thành trì, nhân tộc lưu động nhiều nhất thành trì, kế hoạch của hắn trung tướng tới hỗn loạn thiên thành chính là Vân Môn hấp thu tân đệ tử lực lượng một cái suối nguồn. Chính là làm Độc Cô gia tộc con cháu như vậy làm đi xuống. Hỗn loạn tiên thành người sớm hay muộn sẽ đi quang, đến lúc đó không có dân cư liền không có lưu động tài nguyên, hắn Vân Môn kiến tạo hảo lúc sau còn như thế nào chơi. Đây là Dương Nghị Vân không hy vọng nhìn đến. Độc Cô gia con cháu là bành trướng sao? Dương Nghị Vân cau mày mang theo hồng y cùng cổ kiếm hướng về Độc Cô gia đi đến. Hắn vốn dĩ nghĩ một cái thế lực phát triển lớn mạnh môn hạ con cháu kiêu căng đây cũng là tình lý bên trong sự, nghe được chưa chắc chính là chân thật như vậy. Nhưng mau đến Độc Cô gia tộc thời điểm, đã xảy ra một cọc sự, làm hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi, sự thật cho thấy về Độc Cô gia tộc đệ tử nghị luận so với đồn đãi càng sâu. Tránh ra cửu công tử hồi phủ, đều mẹ nó cấp lão tử tránh ra. Liền vào giờ phút này một tiếng kiêu ngạo mắng từ phía sau truyền đến, đồng thời toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Dương Nghị Vân nhíu mày quay đầu lại nhìn lại, lại là phát hiện mười mấy mét ngoại một đội nhân mã chạy như bay mà đến.
ở trên đường cái là đấu đá lung tung. Đi tuốt đàng trước phương chính là hai cái tiên vương hậu kỳ tiên nhân, thừa kỵ một sừng thú, phía sau là đỉnh đầu đại cỗ kiệu, hoàng kim đúc kiệu tám người nâng, mặt trên điêu long họa phượng, tám tiên vương nhấc chân chạy như bay mà đến, trước sau các có bốn cái lão giả, đều là tiên đế lúc đầu tu vi. Thật lớn cái giá giờ phút này cổ kiếm nhịn không được ra tiếng. Dương Nghị Vân ánh mắt càng thêm phát trầm. Cổ kiếm đem cảnh giới áp chế ở tiên vương Dương Nghị Vân mở miệng đối cổ kiếm nói một tiếng. Cổ kiếm nghe Dương Nghị Vân nói chuyện chính là sửng sốt, muốn hỏi cái vì cái gì, nhưng nhìn đến Dương Nghị Vân âm trầm sắc mặt, đang xem Dương Nghị Vân tu vi đều áp chế ở tiên vương lúc đầu, đảo cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đem tự thân tu vi cảnh giới áp chế ở hướng tới lúc đầu. Lúc này trên thực tế Dương Nghị Vân cùng cổ kiếm, Hồng Y ba người đang ở ven đường thượng, cũng không có chắn nói. Nhưng phía sau đoàn người, chớp mắt cho đến, cầm đầu tiên vương trực tiếp tả hữu khởi công ném khởi trong tay roi dài bang một chút đối với Dương Nghị Vân ba người trên người quất đánh lại đây. Một màn này ở Dương Nghị Vân trong tai hoàn toàn chính là cố ý mới thôi, Trương Hiển kiêu ngạo ương ngạnh bản sắc. Một roi chiều lại đây, Dương Nghị Vân động cũng chưa động, chỉ là trong ánh mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, mà cổ kiếm tại bên người một phần che tay trực tiếp đem quất đánh lại đây roi dài cấp ngăn. Tự nhiên sẽ không thật làm đối phương quất đánh ở bọn họ trên người. Chi chi ca, những người này quá kiêu ngạo trên vai ngồi xổm điêu nhi nhe răng nhếch miệng nói chuyện. Làm cho bọn họ kiêu ngạo đi Dương Nghị Vân trầm giọng nói một tiếng. Phía trước mở đường tiên vương thấy cổ kiếm vung tay lên đơn khai hắn roi dài không quất đánh ở Dương Nghị Vân ba người trên người, tức khắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, đình. Một sừng thú dừng lại, mặt sau hoàng kim đại kiều tử cũng đi theo ngừng ở phía sau. Lúc này tên này tiên vương ánh mắt đảo qua Dương Nghị Vân ba người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên người thời điểm vốn dĩ âm trầm sắc mặt bỗng nhiên sáng ngời. Mà lúc này Dương Nghị Vân còn tưởng rằng đối phương là nhận ra hắn, trong lòng còn nghĩ kế tiếp như thế nào cùng cái này thực rõ ràng là ác nô tiên vương câu thông, hoặc là hòa giải hoàng kim kiều tử người câu thông hết sức, tiếp được phát sinh một màn, lại là làm hắn lửa gạt phổi. Chỉ nghe cái này ác nô tiên vương đạo, hải các ngươi ba cái nhà ta cửu công tử đại giá lại lần nữa còn không dưới quỷ hành lễ. Tìm chết không thành. Người này nói chuyện chi gian, Dương Nghị Vân lúc này mới phát hiện, ta đi nguyên lai cái này vương bát đản ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên vai điêu nhi, đều không phải là bởi vì nhận ra hắn. Đồng thời nghe được đối phản cách nói, hắn đều khí cười nói, dựa vào cái gì cho các ngươi đổ bỏ công tử quỳ xuống. Ha ha, tiểu tử nơi khác tới đi. Tiến vào hỗn loạn tiên thành phía trước cũng không hỏi thăm, ta độc cô gia tộc là cỡ nào địa vị, mà bổn vương phía sau hoàng kim con cưng chính là ta độc cô gia tộc cửu công tử, độc cô ngọc, kia chính là tương lai độc cô gia tộc người thừa kế, toàn bộ hỗn loạn tiên thành ta độc cô gia tộc chính là thiên, cho các ngươi lễ bái nhà ta cửu công tử là các ngươi phúc khí, còn không lễ bái. Tên này ác nô sắc mặt tiên vương vẻ mặt đắc ý ngạo khí nói xong, lại bổ sung nói, tiểu tử ngươi trên vai này chỉ linh sủng không tồi. Hôm nay nếu là có thể tặng cho nhà ta cửu công tử, bổn vương cho ngươi cầu tình, cho các ngươi ba cái lưu lại tiến vào độc cô gia tộc làm việc, cũng coi như là cho các ngươi một cái đại đạo. Cũng đừng nói không đồng ý Nga, có thể tiến đến hỗn loạn tiên thành nơi này tu sĩ hạng người, cái nào không phải tại ngoại giới gây chuyện tránh né kẻ thù mới đến hỗn loạn tiên thành không phải. Nếu là tiểu tử ngươi dâng ra linh sủng, là có thể trở thành nhà ta cửu công tử bên người người hầu, cũng coi như là có thể cho các ngươi một cái phù hộ chi lộ. Ta độc cô gia tộc chính là hiện giờ chính là hỗn loạn tiên thành đệ nhất gia tộc, tiểu tử thức thời dâng ra linh sủng, nếu không hỗn loạn tiên thành nhưng dung không dưới các ngươi. Lời nói đến cuối cùng đã dùng tới uy hát yêu ta. Lúc này cổ kiếm giận dữ, nhìn về phía Dương Nghị Vân ý tứ là muốn hay không động thủ giết cái này kiêu ngạo tiên vương. Nhưng là Dương Nghị Vân một dừng tay, ý bảo cổ kiếm bất động. Lúc sau Dương Nghị Vân ánh mắt trực tiếp làm lơ cái này tiên vương trực tiếp nhìn chằm chằm hoàng kim kiều cố kiệu thượng. Chậm rãi mở miệng nói, tam tức trong vòng không ra liền cho chính mình tuyển quan tài đi. Làm càn, lớn mật, hai cái ác nô tiên đế, nghe nói Dương Nghị Vân những lời này tức khắc giận dữ, đồng thời đối với Dương Nghị Vân động thủ. Lúc này, Dương Nghị Vân sắc mặt gợn sóng bất kinh, đứng ở không nhúc nhích. Nhưng bên người cổ kiếm cùng Hồng Y động. Oanh, cổ kiếm không bao giờ áp chế cảnh giới, oanh một chút tiên đế chi cảnh hơi thở bỗng nhiên đại tác phẩm, một trường trực tiếp đánh. Tuy rằng là tiên đế lúc đầu cảnh giới, nhưng ở đột nhiên dưới bùng nổ nghiền áp một cái tiên vương tự nhiên là dư giả. Hai cái tiên vương cấp ác nô, cổ kiếm đối phó một cái,
Hồng Y đối phó một cái, hoàn toàn không thành vấn đề. Hồng Y ra tay như cũ không hề bất luận cái gì pháp lực dao động, chính là đơn giản thô bạo một quyền, nhưng Hồng Y này một quyền so với cổ kiếm khủng bố nhiều. A! À, chạm vào! Cổ kiếm đối phó một cái, trực tiếp bị cổ kiếm một chưởng chụp bay đi ra ngoài, kêu thảm thiết chung một tiếng chụp bay ra đi mấy chục mét xa, không còn có lên, lại là trực tiếp một chưởng chụp chết. Mà Hồng Y ra tay đối phó một cái ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, chỉ là một tiếng chạm vào nặng nề dưới, đã bị Hồng Y một quyền đánh bạo. Khoảnh khắc, hai cái tiên vương cấp bậc ác nô mất mạng. Dương Nghị Vân từ đầu đến cuối đều khoanh tay mà đứng, động cũng chưa động. Hắn đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Cố Kiệu. Bảo hộ cửu công tử. Ngay sau đó bốn gã tiên đế lúc đầu lão giả như lâm đại địch, tám gã tâng bốc tiên vương cũng là khẩn trương lên. Ở trên đường cái tự nhiên không thiếu xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, điểm này cho dù là tiên giới cũng không thể ngoại lệ. Tê này ba người muốn xong đời, cư nhiên giết độc cô Ngọc Ác Nô, này đó chọc tổ ong vỏ vẽ. Thiết, muốn ta nói giết hảo, cái này độc cô Ngọc ỷ vào là độc cô gia tộc thiếu tộc trưởng, mấy năm nay ở hỗn loạn tiên thành hoành hành ngang ngược, không thiếu làm chuyện ác, hắn dưới trướng này đó chó săn càng là đáng giận, giết hảo. Hư nhỏ giọng điểm nhưng chớ chọc họa thượng thân. Chờ xem diễn đi, này ba người tốt nhất đem độc cô Ngọc giết mới hảo. Cũng không biết này ba người là cái gì lai lịch, cư nhiên dám trực tiếp trêu chọc độc cô ra người. Cái kia thân xuyên hồng y chiến giáp người, nhìn là cái nữ tu, ra tay cư nhiên không hề pháp lực dao động, nhưng lại lực lượng kinh người, cư nhiên trực tiếp đem một người tiên vương cấp đại nổ tan xác mà chết, thực sự khủng bố. Cái kia trung niên cũng không kém a, áp chế cảnh giới, cái này bùng nổ cư nhiên là cái tiên đế. Gì, các ngươi xem cái kia tóc bạc thanh niên, thấy thế nào có chút quen mắt đâu. Nghe ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là có điểm quen mắt. À, ta đột nhiên nhớ tới một người. Người nào? Có nhớ hay không mấy ngàn năm trước hỗn loạn tiên thành đầu bạc phong hào tiên nhân, trước sau thăng cấp phong hào tiên quân cùng tiên vương, hơn nữa sát Tây Môn gia tộc hoàn toàn xuống dốc, với Đông Phương gia tộc giao hảo, cùng độc cô gia tộc cũng chém giết quá một hồi. Kia một lần nghe đồn bức bách độc cô gia lão tổ thân thủ giết độc cô gia đương đại gia chủ. T, ngươi là nói Càn Khôn Tiên Vương Dương Nghị Vân. Dương mỗ nhân ở hỗn loạn tiên thành cũng là nhấc lên quá sóng gió người, bị rất nhiều hỗn loạn tiên thành tiên nhân sở nhớ kỹ quá. Nghị luận đến tận đây, đại gia tưởng tượng, đang xem Dương Nghị Vân khả năng thật đúng là. Bởi vì giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ là đầu bạc, cũng đem tu vi cảnh giới áp chế ở tiên vương chi cảnh giới. Cùng Càn Khôn Tiên Vương danh hiệu đối thượng hào. Tuy rằng Dương Nghị Vân thật lâu không có ở hỗn loạn tiên thành xuất hiện qua, rất nhiều người cũng không có chính mắt gặp qua hắn bản nhân, chính là một đầu bạc cùng cảnh giới hoàn toàn đối thượng. Không chừng thật đúng là chính là Dương Nghị Vân. Nếu thật là Dương Nghị Vân, vậy nhìn thật là náo nhiệt, độc cô gia con cháu kiêu ngạo ương ngạnh ngần ấy năm, cuối cùng có người có thể quản quản. Kia nhưng không nhất định a, Dương Nghị Vân nói đến cùng là tiên vương mà thôi. Không nói đến toàn bộ độc cô gia tộc, chỉ cần trước mắt cái này độc cô Ngọc Cửu công tử bên người liền có 4 cái tiên đế tồn tại, còn có 8 tiên vương nâng kiệu. Này các ngươi cũng không biết, Dương Nghị Vân phong hào tiên vương cũng không phải là đến không, nghe đồn hắn năm đó là có thể đủ lực áp độc cô gia lão tổ đó là cái gì cảnh giới? Đó là tiên đế, nhưng năm đó nghe đồn đã lâu bị Dương Nghị Vân bức bách thân thủ giết độc cô gia gia chủ. Mà hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, Dương Nghị Vân thực lực thủ đoạn tất nhiên nâng cao một bước, đối phó 4 cái tiên đế sơ cấp 8 tiên vương, cũng không phải không có khả năng sự. Hơn nữa Dương Nghị Vân bên người hồng y chiến giáp nữ tử cùng trung niên hiển nhiên đều là tiên đế cấp bậc. Còn đừng nói, hắn kia một câu tam tức thời gian không ra chính mình tuyển quan tài thật khí phách, đối ta khẩu vị. Ngươi nhưng đánh đổ đi, nghe đồn độc cô Ngọc cái này cửu công tử cũng không phải kẻ yếu, nếu không cũng sẽ không bị lựa chọn trở thành độc cô gia tộc thiếu tộc trưởng. Đừng nói nữa xem náo nhiệt đi, chúng ta nhưng chớ chọc họa thượng thân. Đúng đúng đúng, tam tức đã đến giờ, là long là hổ sắp thấy rốt cuộc. Theo 4 phía người nhỏ giọng nghị luận lạc bế, Dương Nghị Vân cấp ra thời gian cũng tới rồi. Hoàng Kim Kiều Tử cũng không có ra tới người, bất quá lại là truyền đến một tiếng âm lãnh sát ý nói, sát. Liền một cái nhàn nhạt sát tự, từ Hoàng Kim Cố Kiệu Trung truyền ra. Ngay sau đó bảo hộ ở Hoàng Kim Cố Kiệu tả hữu tứ đại tiên đế 8 đại tiên vương, tức khắc lắc mình nhằm phía Dương Nghị Vân ba người, nháy mắt đem Dương Nghị Vân ba người vây quanh. Dương Nghị Vân vừa thấy như thế,
sát ý rốt cuộc không chút nào che giấu, đối với Hồng Y nói, Hồng Y một cái không lưu. Hắn biết Hồng Y thực lực, nghiền áp bốn cái tiên đế lúc đầu tám tiên vương chút nào sẽ không có áp lực, ở dị vực giới thời điểm, Hồng Nhan đều cùng yêu tôn đã giao thủ cũng xuống dốc bị bại, huống chi là cái này mấy cái nhược kê. Là chủ nhân. Hồng Y trả lời cuối cùng một chữ dứt lời đều không có lạc bế hết sức, liền thấy nàng thân ảnh nháy mắt mơ hồ lên. Ngay sau đó, giữa sân vang lên nặng nề tiếng gầm rú cùng tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm. A a a. Không đến tam thức thời gian, Hồng Y lại lần nữa đứng ở Dương Nghị Vân phía sau. Nhưng là giữa sân cũng đã tàn chi đoạn tí một mảnh, mùi máu tươi tận trời, lệnh người buồn nôn. Bực này trường hợp làm nơi xa xem náo nhiệt tu sĩ, không có gặp qua như thế thảm thiết huyết tinh tu sĩ hạng người, đương trường nôn mửa lên. Trong lúc nhất thời nơi xa oa oa thanh một mảnh. Đương nhiên càng nhiều người là nội tâm tràn ngập chấn động. Cùng với thật sâu kinh sợ. Xem náo nhiệt người đang xem cuộc chiến, trong đó tự nhiên nện bước tiên đế chi cảnh giới tồn tại, ở này đó người trong mắt mới có thể thấy rõ ràng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi tiên đế dưới cảnh giới tu vi tu sĩ, căn bản liền không có thấy rõ ràng, vừa rồi Hồng Y ra tay. Mà ở với tiên đế cảnh giới tu sĩ trong mắt, kỳ thật cũng chỉ là nhìn đến Hồng Y thân hình hóa thành tàn ảnh, mau đến mức tận cùng tốc độ dưới, mặc kệ là tiên đế vẫn là tám tầng bốc tiên vương, một quyền cái tất cả đều đánh bạo bọn họ, chết không toàn thây. Hoàn toàn là một hồi tàn sát. Đồng dạng chấn động còn có Dương Nghị Vân bên người cổ kiếm, vốn dĩ ở vừa rồi bốn cái tiên đế cùng tám tiên vương ra tay thời điểm, hắn cũng muốn hỗ trợ, nhưng ai ngờ đến Dương Nghị Vân một câu, hắn bên người thân xuyên Hồng Y chiến giáp nữ tử vèo một tiếng trực tiếp ra tay. Ngay lập tức chi gian đem bốn cái tiên đế tám tiên vương liền đánh nổ tan xác mà chết. Thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, thảm thiết vô cùng, liền tính là hắn cổ kiếm cũng đều không có thấy rõ ràng Hồng Y ra tay chi tiết, nguyên nhân chính là vì như thế cổ kiếm trong lòng thực khiếp sợ chấn động. Âm thầm nuốt nước miếng, cái này thân xuyên chiến giáp mặt đi đầu khôi mặt nạ nữ tử rốt cuộc là cái gì địa vị, từng sẽ như thế khủng bố. Vừa rồi ra tiếng căn bản liền vô dụng một chút ít pháp lực dao động sinh ra. Trực tiếp nhìn trắng nõn nắm tay một quyền đánh bạo một cái. Kia trong đó chính là có bốn cái tiên đế A. Tuy rằng là tiên đế lúc đầu, nhưng đó là tiên đế A, đây là kiểu gì thực lực khủng bố. Cái này nữ tử áo đỏ rốt cuộc là cái quỷ gì? Là đại tiên đế thực lực, cũng hoặc là tiên tôn thực lực. Cổ kiếm trong lòng đối Hồng Y chấn động vô cùng, nhưng trái lại tưởng tượng, Hồng Y chỉ là Dương Nghị Vân bên người một cái thủ hạ, như vậy Dương Nghị Vân hẳn là càng không đơn giản. Bất quá ngẫm lại cũng khó trách, Dương Nghị Vân là sao trời đại nhân sư đệ, thủ hạ có Hồng Y bực này cường đại tồn tại hiệu lực đảo cũng nói được thông. Mà sao trời tử ở cổ kiếm trong lòng, kia cũng là thần thoại nhân vật, Dương Nghị Vân thân là sao trời tử sư đệ, tự nhiên cũng bất phàm. Trong nháy mắt một hồi chiến đấu có thể nói còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Dương Nghị Vân lúc này không có để ý cổ kiếm những người này trong lòng tưởng cái gì, mà là đối với Hoàng Kim Cố Kiệu mở miệng nói. Xem ra ngươi liền quan tài đều không chuẩn bị tuyển. Giờ khắc này giữa sân yên tĩnh. Dương Nghị Vân nói chuyện chung chắp tay sau lưng hướng Hoàng Kim Cố Kiệu đi rồi một bước. Nhưng là ngay sau đó, Hoàng Kim Cố Kiệu bỗng nhiên ầm vang một chút tạc nứt, một bóng người đột nhiên vọt ra, phi thiên dựng lên, lại là trực tiếp muốn chạy trốn đi. Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, đối với cách giữa không trung nghĩ phóng lên cao người hư chảo mà đi nói, muốn chạy trốn chậm, cấp bản đế xuống dưới. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân toàn thân hơi thở đại tác phẩm, cảnh giới không hề áp chế trực tiếp tản mát ra tiên đế trung kỳ đỉnh tu vi, trong tay pháp lực hội tụ, hình thành một cái thật lớn bàn tay, đem bay về phía trời cao vài trăm thước xa độn bóng người hoặc là nói là độc cô Ngọc Cửu công tử trực tiếp bắt trở về, nhéo vào pháp lực ngưng tụ trong lòng bàn tay. Dương mẫu nhân thành tựu tiên đế lúc sau, lần đầu tiên công bố bản đế. Đã có người tưởng ở trước mặt hắn trang ích, vậy đến đây đi. Hắn sẽ làm toàn bộ hỗn loạn tiên thành người đều biết cái gì mới là trang ích. Chạm vào. Dương Nghị Vân trực tiếp đem cái này cái gọi là cửu công tử một kích chảo hạ hung hăng tạp trên mặt đất. Tức khắc phát ra một tiếng nổ vang cùng kêu thảm thiết. Mặt đất bụi đất cuồn cuộn xuất hiện một cái đường kính 3 mét hố to. Khụ khụ khụ. Ngay sau đó liên tiếp ho khan thanh không ngừng vang lên. Dương Nghị Vân khoanh tay mà đứng, nhìn chằm chằm hố to. Hắn vốn dĩ muốn một phen bóp chết cái này đồ bỏ cửu công tử, chính là nếu quyết định muốn ở hỗn loạn tiên thành lập uy lập quy củ, đơn giản liền để lại cái này chó má cửu công tử một cái mạng chó.
Đồng dạng cái gọi là cái này Độc Cô Ngọc Cửu công tử là cái tiên đế lúc đầu tu vi tiên nhân, xem thực lực đích xác ở thanh niên đồng lứa chung không tồi, đáng tiếc hắn đụng phải chính mình. Cái gọi là thanh niên đồng lứa ở Dương Nghị Vân nơi này chó má đều không phải, tu tiên thiên tư toàn bộ tiên giới lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh với. Cái này Cửu công tử ở trong mắt hắn dù sao tu luyện 5 tháng muốn so với hắn lâu, nhưng ở trước mặt hắn trang bức, vậy không được. Độc Cô gia thật sự bành trướng, vẫn là nói Tuyết Miêu làm hắn thất vọng rồi. Dương Nghị Vân kỳ thật lúc này tâm tình thật không tốt, hảo hảo một tòa hỗn loạn tiên thành đừng bọn họ làm trướng khí mù mịt, này cùng hắn lúc trước cấp Tuyết Miêu cùng Độc Cô gia lão tổ định ra mục tiêu đi ngược lại. Hắn tin tưởng liền tính là hắn lúc trước chưa nói thấu triệt, Tuyết Miêu cùng Độc Cô lão tổ cũng nên minh bạch hắn ý tứ đi. Vân Môn muốn ở hỗn loạn tiên vực khai tông lập phái, hỗn loạn tiên thành tương lai muốn xưng là Vân Môn một cái quay vòng chạm tác dụng, nhưng hôm nay xem ra, tất cả đều đi ngược lại. Một cái Độc Cô gia tiểu bối liền như thế ở hỗn loạn tiên thành như thế đại phô trương. Như thế bá đạo hoành hành không cố kỵ, dưỡng nhất bang chó săn, càng là không kiêng nể gì, hôm nay nếu không phải hắn, đổi một người, nếu nhìn đến Điêu Nhi bực này thiên địa dị thú còn không bị cướp đoạt đi. Chưa chừng mệnh đều giữ không nổi. Thực sự nhưng khí đáng giận. Nói đến cùng Độc Cô gia là Vân Môn thế lực, hắn xây dựng chung Vân Môn cũng không phải là như vậy môn nhân đệ tử không khí. Dương Mỗ Nhân lần này là thật sự nội tâm ở bốc hỏa. May mắn lần này hắn tiến đến, nếu không hỗn loạn tiên thành còn không biết bị tác thành bộ dáng gì. Ngươi tìm chết. Hố to chung Độc Cô Ngọc bò lên, trong lòng vừa kinh vừa giận, lại là trong miệng như cũ mắng. Hắn phía trước vốn dĩ cho rằng Dương Nghị Vân ba người chính là ba cái ngoại giới tiến đến hỗn loạn thiên thành tị nạn vô danh hạng người, thủ hạ mở đường tiên vương làm khó dễ Dương Nghị Vân thời điểm hắn tự nhiên biết, loại sự tình này hắn đã xuất hiện phổ biến. Nhìn đến thứ tốt liền muốn nhận vì mình có, cho nên nhưng thủ hạ tiên vương tưởng Dương Nghị Vân tác muốn kia chỉ linh sủng thời điểm hắn cam chịu, dù sao như vậy sự cũng không phải lần đầu tiên không sao cả, ở hỗn loạn thiên thành hắn Độc Cô gia chính là thiên. Trọng điểm là hắn Độc Cô Ngọc là thiên chi kiêu tử. Mấy trăm năm trước bọn họ này một mạch chỉ là không phải Độc Cô gia tộc chủ mạch, hắn Độc Cô Ngọc tuy rằng tu luyện thiên phú cũng là được xưng ngút trời kỳ tài, nhưng chung quy không phải Độc Cô gia dòng chính chủ mạch, thậm chí đều vào ở không được Độc Cô gia nhà cũ chung, hắn Độc Cô Ngọc cũng chỉ là cùng bên cạnh con cháu. Nhưng là không nghĩ tới có một ngày Độc Cô gia sẽ phát sinh điên đảo tính phản ứng nhiệt hạch, cái này biến đổi lớn làm hắn một bước lên trời. Rất rõ ràng nhớ rõ kia một năm hắn còn bên ngoài rèn luyện, phụ thân tự mình đưa tin hắn tốc hồi, chờ đến trở về thời điểm, mới biết được chân chính gia chủ Độc Cô Dung đã chết, là bị Độc Cô gia lão tổ tông thân thủ trưởng tế. Đến nỗi nguyên nhân chỉ nói là gia chủ Độc Cô Dung có phụ lão tổ kỳ vọng tội ác tài trời, cái này lý do trăm ngàn chỗ hở, nhưng toàn tộc trên dưới nói năng thận trọng nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được nhắc lại Độc Cô Dung việc một chữ, hỏi thăm đều không cho đây là lão tổ tự mình hạ lệnh. Đối Độc Cô Ngọc tới nói không sao cả, hắn càng để ý chính là thân phận của hắn biến đổi lớn. Gia chủ Độc Cô Dung ý vừa chết, bọn họ một mạch hưng thịnh, hắn Độc Cô Ngọc gia gia chính là tứ đại tộc lão chi nhất, bị lão tổ tự mình điểm danh trở thành gia chủ. Mà hắn Độc Cô Ngọc còn lại là bọn họ này một mạch công nhận thiên tài, cho nên gia gia xưng là Độc Cô gia tân gia chủ sau, khâm điểm hắn Độc Cô Ngọc vì Độc Cô gia tộc tương lai người thừa kế, thiếu tộc trưởng. Điểm này hắn cha đều không có tư cách. Có thể nói hắn Độc Cô Ngọc ở Độc Cô gia xưng là một người dưới vạn người phía trên nhân vật. Cũng cho nên ngạo khí lên, ở nhà đứng hàng lão cửu nguyên nhân, dần già liền có một cái cửu công tử danh hiệu. Cùng thiếu tộc trưởng cái này danh hiệu so sánh với, hắn càng thích cửu công tử cái này xưng hô. Từ xưng là thiếu tộc trưởng sau, hắn một bước lên trời, hơn nữa Độc Cô gia tộc phát triển nhanh chóng, trở thành hỗn loạn tiên thành đệ nhất thế lực lớn, hắn Độc Cô Ngọc cũng quyền thế thân phận càng lúc càng lớn. Bắt đầu rồi hoành hành ngang ngược chi lộ, này đến ích phu gia gia cái này gia chủ căn bản liền mặc kệ sự, rất nhiều chuyện giao cho trên tay hắn. Mà nói lên hắn gia gia thường xuyên là cùng mặt khác mấy cái tộc lão ở cấm địa, mấy trăm năm tới đều thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì. Lại một lần Độc Cô Ngọc hỏi qua một lần, nhưng là gia gia chỉ là nói, là hiệp trợ Độc Cô gia lão tổ sư phụ, ở làm một chút sự tình, làm hắn không cần hạt hỏi thăm, hảo hảo xử lý hảo gia tộc sự vụ. Đem hỗn loạn tiên thành sớm ngày thống nhất, mới là chính đạo. Từ kia một lần từ gia gia trong miệng đã biết bọn họ Độc Cô gia lão tổ cư nhiên lại cái sư phụ ở Độc Cô gia sau, Độc Cô Ngọc liền càng thêm bành trướng,
ở trong lòng hắn Độc Cô Gia lão tổ bản thân chính là thần thoại nhân vật, như vậy lão tổ tông sư phụ cư nhiên tồn tại, vậy càng khó lường, nên bọn họ Độc Cô gia tộc phát đạt hưng thịnh. Dù sao hắn Độc Cô Ngọc là được lợi giả. Có lão tổ cùng lão tổ sư phụ tồn tại, làm Độc Cô Ngọc hành sự không kiêng nể gì. Đương nhiên duy nhất tiếc nuối chính là, hắn đến nay chưa thấy qua trong truyền thuyết thần bí lão tổ sư phụ. Không đủ hắn ra ra cho hắn cách nói là hảo hảo vì gia tộc làm việc, tương lai tự nhiên có cơ duyên gặp nhau. Đáng tiếc ở là Độc Cô Ngọc đem đường đi sai rồi, vốn là cấp Độc Cô gia lung lạc nhân tài, diễn biến đến cuối cùng lại đem chính hắn cấp thay đổi, cái này thay đổi lại chú định hắn hôm nay sẽ xưng là một cái khổ bức. Đối với Dương Nghị Vân năm đó đùa giỡn Độc Cô gia tộc việc, bởi vì Độc Cô gia lão tổ hạ lệnh nói năng thận trọng không cho người ta nói khởi, hơn nữa Độc Cô Ngọc vẫn luôn bên ngoài tu luyện, cũng không đi có thể hỏi thăm quá những việc này, cho nên cũng không biết Dương Nghị Vân là người phương nào. Vừa rồi hắn vừa thấy thủ hạ của hắn nháy mắt bị giết quang, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, phản ứng lại đây sau trực tiếp bỏ chạy, bởi vì hắn biết hắn lưu lại tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Kia biết mới vừa chạy ra đi, ngay sau đó trực tiếp đã bị người từ trên cao hung hăng túm xuống dưới, một chút quăng ngã hắn thất điên bát đảo, nhưng đồng thời ngày thường cao cao tại thượng dưỡng thành tính tình bùng nổ, đang ngẫm lại phía trước không xa chính là gia tộc nơi này càng là hỗn loạn tiên thành. Mà hắn Độc Cô gia mấy năm nay lung lạc cường giả cũng không ít, tiên đế khách khanh đều không dưới mấy trăm, tưởng tượng đến đây, tự tin đại tác phẩm, từ hố to bò dậy mắng. Trong tầm mắt vừa thấy chính là cái đầu bạc thanh niên đối mặt hắn, không hề nghi ngờ chính là tiểu tử này ra tay, đáng tiếc đối phương tu vi cư nhiên là tiên đế trung kỳ, hắn không nắm chắc đối phó. Nhưng trong lòng chiếm cứ cường long áp bất quá địa đầu xà tâm tư, nhìn chằm chằm đầu bạc thanh niên lạnh giọng nói. Tiểu tử mặc kệ ngươi là người phương nào, ngươi chính là cái tiên đế trung kỳ mà thôi, hơn nữa ngươi hai cái thủ hạ các ngươi mới ba người mà thôi, hiện tại, lập tức cho ta Độc Cô Ngọc quỳ xuống tiền chiết khấu, ta tha các ngươi bất tử. Nếu không ta Độc Cô gia tộc chính là tiên giới đệ nhất gia tộc, càng có lão tổ tông với kia trong truyền thuyết tiên tôn tọa chấn, một cái ngón tay là có thể diệt các ngươi 100 lần. Ồn ào! Bang! Dương Nghị Vân trực tiếp đánh gãy Độc Cô Ngọc, cách giơ tay. Ngay sau đó Độc Cô Ngọc trên mặt chính là một cái rõ ràng dấu tay. Lúc này mới nheo lại đôi mắt nói, các ngươi Độc Cô gia thật lớn cái giá, còn lão tổ tông. Còn tiên tôn tọa trấn A cho ngươi một cơ hội, bản đế không giết ngươi, kêu nhà ngươi lão tổ còn có kia trong truyền thuyết tiên tôn tiến đến, bản đế rất muốn thử xem đến lúc đó có thể hay không sát bản đế 100 lần. Cho ngươi 10 tức thời gian, bọn họ không xuất hiện, bản đế làm ngươi bốc hơi trong thiên địa. Thuận tiện nói cho nhà ngươi lão tổ bản đế kêu Dương Nghị Vân, chờ bọn họ tới sát 100 lần. Ngươi chờ Độc Cô Ngọc bụng mặt cả người đều đang run rẩy, hắn vừa rồi chính là rõ ràng cảm nhận được tử vong hương vị, trước mắt đầu bạc thanh niên, rõ ràng là cái tiên đế trung kỳ cảnh giới, mà hắn Độc Cô Ngọc còn lại là tiên đế lúc đầu, hai người cùng cảnh giới hạ, chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới tu vi mà thôi, nhưng đối phương cách không tùy ý vung tay lên liền đánh hắn một bạt tai. Hơn nữa hắn không hề hay biết trốn đều trốn không thoát, trên người như núi lớn trầm trọng bị một cổ cường đại hơi thở áp chế không thể động đậy. Bạch bạch ăn một bạt tai. Thế mới biết trước mắt đầu bạc thanh niên không đơn giản, thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua tiên đế trung kỳ đơn giản như vậy. Nghe đối phương nhàn nhạt uy hát yêu ta nói, 10 tức trong vòng kêu không tới lão tổ cùng tiên tôn, liền phải làm chính mình bốc hơi, Độc Cô Ngọc cả người đều đại lạnh run, bởi vì hắn cảm nhận được đối phương không có ở nói giỡn. Vội vàng bắt đầu đưa tin, chẳng qua hắn nơi nào có tư cách cấp lão tổ cùng vị nào tiên tôn đưa tin, nhiều nhất chỉ có thể đưa tin cho hắn ra ra. Lập tức tay véo pháp quyết dùng Độc Cô gia tộc bí pháp đưa tin thông chi ra ra Độc Cô nắng sớm cầu cứu, hôm nay hắn biết cũng là ra ra không ra mặt, hắn này mạng nhỏ liền khó giữ được. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía chân trời phía trên từng đạo cầu vồng phóng lên cao, tản ra cường đại hơi thở, hướng về cái này phương hướng mà đến. Trong nháy mắt liền xuất hiện không dưới trăm nói cường đại hơi thở. Trong đó có một bạch một kim lưỡng đạo hơi thở nhất cường đại, xông vào trước nhất phương. Mà Độc Cô Ngọc giờ phút này đưa tin cũng chưa hoàn thành, nhìn đến phía chân trời này đó cầu vồng lúc sau, tức khắc dừng lại ha 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 phá lên cười nói, ha ha ha. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, không cần đưa tin, ta Độc Cô gia cường giả ra hết, lần này bổn thiếu không cho ngươi chết, đánh gãy ngươi hai chân làm ngươi nằm sấp xuống tới cấp bổn thiếu đương một cái cầu. Độc Cô Ngọc nhìn đến phía chân trời cầu vồng xuất hiện liền biết gia tộc cao thủ đã biết được hắn bên này phát sinh sự chạy đến,
tức khắc tinh thần đại chấn, đối với Dương Nghị Vân kiêu ngạo lên. Mà lúc này Dương Mỗ Nhân còn lại là khoanh tay mà đứng, nhìn phía chân trời phía trước nhất lưỡng đạo cầu vồng, chậm rãi mở miệng nói, là sao, đánh gãy hai chân nằm sấp xuống đất đương một cái cầu quá nhẹ, bản đế tuyệt đối hẳn là lại thêm một cái đoạn tử tuyệt tôn càng tốt. Hoan nghênh vừa ra, một bạch một kim lưỡng đạo cầu vồng đã đến giữa sân. Bạch cầu vồng hóa thành một con tuyết trắng không rảnh miêu. Kim sắc cầu vồng hóa thành một người lão giả. Miêu tuyết miêu miêu phát ra một tiếng miêu kêu, lại là đối với Dương Nghị Vân trực tiếp uốn lượn hạ hai điều trước chân mà cúi đầu quỳ xuống. Mà lão giả trực tiếp bình thường một tiếng quỳ gối run giọng nói, thuộc hạ độc cô ảnh bái kiến môn chủ, thuộc hạ muôn lần chết. Một bên độc cô ngọc nghe được lão giả nói chuyện, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi, độc cô ảnh tên này hắn từ nhỏ nghe được đại. Dương Mỗ Nhân khoanh tay mà đứng, híp mắt nhìn tuyết miêu cùng độc cô ảnh, chậm rãi mở miệng nói, ha ha, không dám nhận a, người độc cô gia thiếu gia tộc nói, chỉ cần các ngươi hai cái xuất hiện, khiến cho ta chết 100 lần, ta Dương Nghị Vân một giới tiên đế, như thế nào đảm đương nổi nhị vị tiên tôn như thế đại lễ, mau mau lên, làm ta nhìn xem nhị vị có thể hay không một ngón tay đầu diệt sát ta 100 lần. Lúc này quan vọng những người đó một đám mở to hai mắt nhìn, ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái này tình huống. Giữa sân trừ bỏ độc cô gia người rất nhiều người thấy cũng chưa gặp qua độc cô gia tộc lão tổ độc cô ảnh cùng tuyết miêu, nhưng lại có thể cảm nhận được bọn họ cường đại vô cùng hơi thở, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Tê ta như thế nào cảm giác kia chỉ miêu cùng tên kia lão giả hơi thở so với ta cái này tiên đế trung kỳ còn muốn dày nặng, quả thực sâu không lường được, chẳng lẽ là hai đại tôn cấp cường giả. Đây là bên ngoài một người xem náo nhiệt tiên đế kinh ngạc chi ngôn. Lời này một chỗ, làm rất nhiều người đều hít hà một hơi. Tiên tôn cấp bậc cường giả không phải không có, nhưng lại thiếu, ở toàn bộ tiên giới đều là hiếm lạ nhìn thấy, hiện tại một chút xuất hiện hai cái, không thể không nói làm này đó tầm thường tu sĩ kinh ngạc. Nhưng làm mọi người càng kinh ngạc chính là, như thế cường giả cư nhiên trực tiếp liền quỳ gối Dương Nghị Vân trước mặt, hơn nữa đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng. Mọi người xem đến độc cô ngọc vị này độc cô gia cửu công tử thiếu tộc trưởng, càng là trực tiếp trợn trắng mắt ngất xỉu, làm đại gia suy đoán tất nhiên là độc cô gia cao tầng. Giờ phút này người vây xem khoảng cách rất xa, đối với trong sân đối thoại tự nhiên nghe không rõ, nhưng trong đó tiên đế cường giả lại cũng mơ hồ nghe được một ít. Nghe được Dương Nghị Vân đối cái kia lão giả châm biếm nói chuyện thanh. Cũng mơ hồ nghe được lão giả tự xưng độc cô ảnh. Độc cô ảnh. Này hiển nhiên là độc cô gia người, rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng có một cái tiên nhân bỗng nhiên kinh hô, độc cô ảnh. Ta nhớ ra rồi, độc cô gia lão tổ chi danh giống như đã kêu độc cô ảnh. TT, cái này làm sở hữu người vây xem hít hà một hơi. Cũng minh bạch, độc cô ngọc cái này cửu công tử vì cái gì tại đây danh lão giả sau khi xuất hiện, êm đẹp trực tiếp hôn mê qua đi, đây là bị sống sờ sờ hù chết a. Trọng điểm là độc cô ảnh đối Dương Nghị Vân quỳ xuống, này một quỳ chính là thông cảm rất nhiều tin tức a. Đường đường độc cô gia lão tổ tôn cấp cao thủ cư nhiên sẽ đối Dương Nghị Vân một cái tiên đế quỳ xuống, hơn nữa là kinh sợ cái loại này. Này chỉ có thể thuyết minh, hoặc là Dương Nghị Vân thực lực so với độc cô gia lão tổ còn cường đại, nhưng điểm này thực rõ ràng không thích hợp, bởi vì Dương Nghị Vân chỉ là một cái tiên đế mà thôi. Hoặc là chính là độc cô lão tổ có cái gì tử huyệt bị Dương Nghị Vân chộp vào trong tay. Còn có một loại khả năng là Dương Nghị Vân lai lịch bối cảnh đại dọa người, lớn đến làm độc cô gia lão tổ cũng không dám đắc tội nông nỗi. Tóm lại hôm nay một màn này nhưng xem như đổi mới hỗn loạn tiên thành tu sĩ tam quan. Ở rất nhiều người vây xem nhỏ giọng nghị luận chung, trong sân tuyết miêu cùng độc cô ảnh lại là ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì Dương Nghị Vân này một phen lời nói tràn ngập cực độ che kín cảm xúc. Ở phía trước một khắc, đang ở độc cô gia tuyết miêu cùng độc cô dính. Thu được tin tức lúc sau, lại là dọa cái chết khiếp. Tiến đến hội báo tin tức đúng là độc cô gia hiện tại gia chủ, cũng là năm đó tứ đại tộc lão chung một cái, càng là độc cô ngọc gia gia độc cô nắng sớm. Biết được tin tức lúc sau, độc cô ảnh cùng tuyết miêu trước tiên thần thức đảo qua liền đem Dương Nghị Vân cùng độc cô ngọc đối cầm thậm chí là đối thoại nghe được rõ ràng. Độc cô ngọc câu kia làm Dương Nghị Vân nằm sấp xuống đương một cái cẩu nói ra tới, chính là làm độc cô ảnh cả người đều như trụy hầm băng. Hắn không nghĩ tới độc cô ngọc lá gan như thế to lớn. Hắn độc cô ảnh sư phụ là Tuyết Miêu, mà Tuyết Miêu chủ nhân là Dương Nghị Vân, mặt khác hắn độc cô ảnh thậm chí nói toàn bộ độc cô gia tộc đều là Dương Nghị Vân người hầu đều không quá,
nhưng hiện tại khen ngược Độc Cô Ngọc cái này bất hiếu con cháu, cư nhiên làm Dương Nghị Vân nằm sấp xuống đất đương một cái cẩu. Vội vội vàng vàng tới rồi Độc Cô Dĩnh nội tâm đều ở run lên, hôm nay chuyện này nên như thế nào xong việc. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa đến hiện trường, trực tiếp liền quỳ gối Dương Nghị Vân trước mặt, hiện tại có thể làm chỉ có thể là bình ổn Dương Nghị Vân lửa giận. Độc Cô Ảnh trong lòng nghĩ, hôm nay có thể lưu lại Độc Cô ra một bộ phận huyết mạch liền không tồi. Thực rõ ràng chuyện này không trách Dương Nghị Vân tức giận, mà là Độc Cô Ngọc có vấn đề, người lão thành tinh Độc Cô Ảnh vừa thấy giữa sân ở trong lòng tưởng tượng liền đã biết đại khái. Lại nói tiếp đều do hắn, thứ từ năm đó bái sư Tuyết Miêu lúc sau, sở hữu tâm tư liền tất cả đều nhào vào đi theo Tuyết Miêu học tập ẩn nấp chi đạo thượng, thu hoạch là thật lớn, nhưng đối gia tộc việc không hề có hỏi đến quá, như thế mới làm Độc Cô gia tộc con cháu dưỡng thành bực này tật xấu. Hiện tại nghĩ đến cũng thật là hắn có sai. Phải biết rằng từ năm đó mang theo Độc Cô gia tộc đầu nhập Vân Môn môn hạ sau, Độc Cô gia tộc chính là Vân Môn một phần tử. Hơn nữa năm đó Dương Nghị Vân cũng nói qua, muốn cho Độc Cô gia tộc trở thành Vân Môn ở hỗn loạn thiên thành một cái phân bộ. Từ khi đó bắt đầu, Độc Cô gia liền thuộc về Vân Môn một bộ phận, không thể ở giống như trước như vậy dã man sinh trưởng. Nhưng hắn lại là một lòng đi theo Tuyết Miêu tu hành, căn bản liền không quản quá này một vụ, cái này hảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Hơn nữa trực tiếp là dĩ hạ phạm thượng, nô bộc phạm chủ. Độc Cô Ảnh biết mấy ngày Độc Cô gia tộc vận mệnh sợ là kham ưu, nhưng hậu quả xấu đã gieo, chỉ có thể bình ổn Dương Nghị Vân lửa giận. Hắn nghe Dương Nghị Vân lạnh giọng châm chọc, đầu càng thêm thấp, sợ hãi nói, thuộc hạ muôn lần chết, mấy năm nay thuộc về quản giáo môn hạ con cháu, hết thảy chỉ bằng môn chủ xử lý. Hừ, Dương Nghị Vân nghe Độc Cô Ảnh nói chuyện hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không ngu ngốc, nghĩ lại tưởng tượng hôm nay chi cục diện. Sợ cũng không phải Độc Cô Ảnh mà làm, cái này lão tiểu tử một lòng chỉ có ẩn nấp đại đạo, sợ là năm đó bái Tuyết Miêu vi sư sau, liền đi theo Tuyết Miêu tu hành, đối với gia tộc việc, không còn có quản quá, như thế mới đưa đến hôm nay Độc Cô gia tộc con cháu xuất hiện như Độc Cô Ngọc bực này người. Lúc này phía chân trời phía trên hơn trăm nói lưu quang tất cả đều rớt xuống mà xuống, một đám hơi thở cường đại, cư nhiên đều là tiên đế cấp bậc. Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở trong đó một người trên người. Xem này, người này là dẫn đầu, cũng là năm đó hắn đánh thượng Độc Cô gia khi tứ đại tộc lão chi nhất. Ánh mắt có thể đạt được người này sắc mặt xoát một chút trắng bệch, cấp bậc quỳ xuống, khẩu hô, Độc Cô gia tộc đương nhiệm gia chủ Độc Cô Nắng sớm bái kiến môn chủ. Độc Cô Nắng sớm làm năm đó tứ đại tộc lão chi nhất, lại là nhất rõ ràng bất quá, năm đó đã phát sinh sự, hôm nay chi cục diện trách nhiệm lại nói tiếp liền trách hắn, năm đó lão tổ chém giết đương đại gia chủ sau, chỉ định hắn tới làm gia chủ. Mấy năm nay lão tổ cùng Tuyết Miêu tránh ở gia tộc cấm địa, căn bản liền mặc kệ gia tộc việc, chỉ là phân phó thống nhất hỗn loạn thiên thành, tìm kiếm thiên tư chắc tuyệt đệ tử bồi dưỡng sát thủ cùng tình báo nhân viên, mặt khác việc căn bản liền mặc kệ. Mà hắn Độc Cô Nắng sớm còn lại là nếm tới rồi quyền lực tư vị sau, nâng đỡ hắn này một mạch con cháu. Như thế mới thành tựu hôm nay chi cục diện, những năm gần đây Tuyết Miêu mặc kệ, Dương Nghị Vân cũng chưa từng đã tới, làm Độc Cô Nắng sớm trong lòng có mặt khác tâm tư. Một lòng phát triển lớn mạnh, Độc Cô gia tộc, trong lòng còn nghĩ chờ một ngày kia đem Dương Nghị Vân cái gì chó má Vân Môn cấp diệt, bọn họ Độc Cô gia tự nhiên chính là hỗn loạn tiên thành đệ nhất gia tộc. Cũng đích xác hiện tại thành hỗn loạn tiên thành đệ nhất gia tộc. Mấy năm nay tiếp theo lão tổ cùng Tuyết Miêu bồi dưỡng ra tới sát thủ cùng mạng lưới tình báo, Độc Cô Nắng sớm thu phục hỗn loạn tiên thành chín thành trở lên tiên vương tiên đế, làm Độc Cô gia tộc trở thành hỗn loạn tiên thành đệ nhất gia tộc. Hắn tự thân trong lòng bành trướng, môn hạ con cháu tự nhiên cũng đi theo ương ngạnh lên. Ai biết hôm nay Dương Nghị Vân sẽ lại lần nữa xuất hiện, mà nhà hắn lão tổ rõ ràng đã thành tựu tiên tôn cảnh giới, lại là không nghĩ tới trước tiên nhìn đến Dương Nghị Vân liền quỳ xuống. Nguyên bản ở Độc Cô Nắng sớm trong lòng nghĩ chính là, lão tổ thành tựu tiên tôn lúc sau, sẽ phản Dương Nghị Vân năm đó Độc Cô gia tộc gia nhập Vân Môn này một cái, hơn nữa hắn mấy năm nay xây dựng hoàn cảnh. Thu phục tiên vương tiên đế khách khanh liền tính Dương Nghị Vân tiến đến cũng chưa cái gì, cùng lắm thì giết Dương Nghị Vân đó là. Nhưng ai ngờ đến lão tổ cư nhiên không có chút nào lòng phản kháng, trực tiếp quỳ xuống ở Dương Nghị Vân trước mặt. Cái này làm cho Độc Cô Nắng sớm thực thất vọng. Đương Dương Nghị Vân ánh mắt quét tới hết sức, Độc Cô Nắng sớm cắn răng quỳ xuống, bởi vì lão tổ đều quỳ xuống, hắn không đạo lý không quỳ. Độc Cô Nắng sớm này một quỳ. Phía sau hơn trăm tiên đế động tác nhất trí cũng quỳ xuống, mấy năm nay đều là Độc Cô Nắng sớm những năm gần đây lấy mềm cứng thủ đoạn thu phục khách khanh, đều lấy Độc Cô Nắng sớm cầm đầu.
Một màn này thực chấn động. Dương Nghị Vân nhìn đến Độc Cô Nắng Sớm trên người, đôi mắt mị lên, bởi vì hắn vừa rồi bắt giữ tới rồi Độc Cô Nắng Sớm quỳ xuống trong nháy mắt, trong ánh mắt sát ý cùng không cam lòng chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng Độc Cô Nắng Sớm che giấu thực hảo, chính là ở hắn Càn Khôn Chi trước mắt, tự nhiên là không chỗ nào động tâm, bị bắt được. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nhìn Độc Cô Nắng Sớm nói, người năm đó là Độc Cô gia tộc tứ đại tộc lão chi nhất đi. Ở năm đó hắn liền biết Độc Cô gia tứ đại tộc lão chi nhất đối hắn có bất mãn, hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, xem ra vẫn là không thay đổi. Là Độc Cô Nắng Sớm trả lời. Nói như vậy, trên mặt đất cái này Độc Cô Ngọc là ngươi này một mạch người. Dương Nghị Vân kỳ thật đã đoán được Độc Cô gia đại khái tình huống, nhưng vẫn là hỏi ra tới. Là, hắn là ta tôn tử, tiểu tử này vô tri, không quen biết môn chủ, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh môn chủ niệm ở hắn vô tri phân thượng, tha cho hắn một lần. Độc Cô Nắng Sớm nói. Ha ha, Độc Cô Ngọc được xưng cửu công tử, hoành hành hỗn loạn tiên thành, đi ra ngoài ngồi hoàng kim kiệu, tám đại tiên vương bát nâng đại kiệu, tứ đại tiên đế tả hữu bảo hộ, hai đại tiên vương ác nô chạy đến, nơi đi qua, roi dài báo trừu, chướng khí mù mịt, hôm nay hắn muốn đánh gãy bản đế hai chân, làm bản đế bỏ mà mắc mưu một cái cẩu. Độc Cô gia chủ, bản đế muốn hỏi một câu, ai là cẩu? Ngươi tới nói cho bản đế Độc Cô gia tộc cùng bản đế là cái gì quan hệ? Hôm nay vừa lúc làm hỗn loạn tiên thành tu sĩ đều biết, bản đế là ngươi Độc Cô gia cái gì người? Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói chuyện, nhìn chằm chằm Độc Cô Nắng Sớm, ý tứ thực rõ ràng, hôm nay ngươi Độc Cô Nắng Sớm tới chính miệng nói cho toàn bộ hỗn loạn tiên thành, ngươi toàn bộ Độc Cô gia tộc chính là bản đế cẩu mà thôi. Đây là xích quả vũ nhục. Nhưng Dương Nghị Vân chính là muốn làm như thế, bởi vì hắn từ Độc Cô Nắng Sớm trong ánh mắt thấy được một khác vài thứ. Này, Độc Cô Nắng Sớm nhìn về phía Độc Cô lão tổ, tưởng từ lão tổ nơi nào được đến điểm nhắc nhở, hoặc là nói cho cái cổ vũ cũng đúng a, hắn liền trực tiếp phản Dương Nghị Vân. Chính là giờ phút này lão tổ tông cư nhiên còn cúi đầu chạm đất, căn bản liền không có ngẩng đầu, tựa hồ Dương Nghị Vân không lên tiếng, căn bản là không dám ngẩng đầu đứng dậy. Độc Cô Nắng Sớm liền buồn bực, một cái Dương Nghị Vân mà thôi, hắn ở cường đại có thể thế nào? Còn không phải là một cái tiên đế mà thôi. Hiện giờ hắn Độc Cô Nắng Sớm, đã là tiên đế đại đỉnh, kém nửa bước xa chính là tiên tôn chi cảnh, mặt khác năm đó ba vị tộc lão cũng là đồng dạng tu vi, mà lão tổ càng là bước vào tiên tôn chi cảnh giới. Hơn nữa hiện trường liền có 150 danh tiên đế khách khanh, bốn phía còn có 500 tiên vương khách khanh tồn tại, cổ lực lượng này thêm lên. Dương Nghị Vân mấy người này cho dù là hơn nữa kia chỉ quỷ dĩ miêu, ở Độc Cô Nắng Sớm trong mắt đều là không đủ xem. Thật là không nghĩ ra, vì cái gì lão tổ liền phải như thế thấp hèn. Tiên giới là cái dạng thực lực cùng thế lực thế giới, hiện giờ Độc Cô gia tộc đã sớm không phải năm đó Độc Cô gia tộc, một cái Dương Nghị Vân có gì sợ chi. Nghe Dương Nghị Vân từng câu từng chữ nói chuyện, Độc Cô Nắng Sớm minh bạch. Đây là Dương Nghị Vân tại bức bách hắn thừa nhận Độc Cô gia tộc chính là hắn Dương Nghị Vân môn hạ cẩu mà thôi. Như thế đối mấy năm nay quyền thế ngập trời Độc Cô Nắng Sớm tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, vô pháp tiếp thu. Nếu lão tổ ngươi không tỏ thái độ, kia hảo, hôm nay ta Độc Cô Nắng Sớm liền phản, giết Dương Nghị Vân, đến lúc đó lão tổ còn không phải giống nhau muốn đứng ở hắn bên người tới. Nói đến cùng hắn là Độc Cô gia tộc lão tổ tông. Nghĩ đến đây. Độc Cô Nắng Sớm ở cũng không che giấu chính mình, toàn thân hơi thở đại tác phẩm đạt tới tiên đế đại đỉnh, chậm rãi đứng dậy cất tiếng cười to lên. Ha ha ha! Độc Cô Nắng Sớm cuồng tiếu đứng dậy, tiếng cười lạc bế, bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân lạnh giọng nói, Dương Nghị Vân ngươi! Khinh người quá đáng, ta Độc Cô gia tộc sớm đã không phải năm đó Độc Cô gia tộc, há có thể là ngươi khinh nhục? Câm miệng! Lúc này quỳ xuống đất thượng Độc Cô Ảnh. Vị này Độc Cô gia lão tổ rốt cuộc nhìn không được đứng dậy, xoát một chút xông tới, liền phải đối Độc Cô Nắng Sớm động thủ, hắn trong lòng Thái Thanh Sở Tuyết Miêu là cỡ nào cường đại tồn tại. Không nói đến Dương Nghị Vân năm đó ở tiên vương cấp bậc thời điểm, liền hắn pháp lực liền có thể so với tiên đế, hiện giờ Dương Nghị Vân đã là tiên đế trung kỳ đỉnh tu vi, tiểu tử này hiện tại là cái gì thực lực, Độc Cô Ảnh căn bản vô pháp biết được, dù sao đối Dương Nghị Vân là không thể theo lẽ thường đối đãi. Mà Tuyết Miêu còn lại là Dương Nghị Vân linh sủng, hắn Độc Cô Ảnh bái Tuyết Miêu vi sư, tầng này quan hệ lại lần nữa, chính là đại nghĩa. Tuy rằng trăm năm hôm trước mà đại đạo biến hóa, làm thăng cấp thành tiên tôn sơ cấp cảnh giới, nhưng đối sư phụ Tuyết Miêu cũng càng thêm kính sợ, bởi vì Tuyết Miêu cũng trưởng thành,
thực lực thủ đoạn càng thêm sâu không lường được. Hôm nay thực rõ ràng là Độc Cô gia tộc con cháu không đối trước đây, hiện tại Độc Cô Nắng Sớm cư nhiên càng là muốn phản loạn Dương Nghị Vân, cái này Độc Cô Ảnh không bình tĩnh. Không nói đến Tuyết Miêu thực lực, chỉ cần một cái Dương Nghị Vân đều làm hắn kiêng kỵ, thật muốn là Độc Cô Nắng Sớm phản loạn chính là đem toàn bộ Độc Cô gia tộc kéo vào vực sâu. Lập tức Độc Cô Ảnh đứng dậy liền phải một trưởng đóng Độc Cô Nắng Sớm. Lúc này Dương Nghị Vân lại là giơ tay trực tiếp ngăn lại hắn. Độc Cô Ảnh cả người đại chấn, hắn biết Dương Nghị Vân hoàn toàn nổi giận, không cho hắn ra tay, chính là muốn nhìn một chút Độc Cô Nắng Sớm muốn làm cái gì, thực hiển nhiên Độc Cô Nắng Sớm bắt đầu tìm đường chết. Độc Cô Ảnh mặt xám như cho tàn, lại cũng là đứng ở tại chỗ nhắm lại hai mắt. Lúc này Độc Cô Nắng Sớm vẻ mặt điên cuồng chi sắc nhìn Dương Nghị Vân âm ngoan nói, Dương Nghị Vân năm đó ngươi bức bách ta Độc Cô gia tộc thần phục, hiện giờ còn muốn vũ nhục ta Độc Cô gia, nếu như thế, hôm nay liền giết ngươi. Ha ha, ngươi xác định có thể giết được bản đế. Dương Nghị Vân giờ phút này không giận phản cười, nhàn nhạt hỏi. Độc Cô Nắng Sớm cười lạnh, ta Độc Cô gia tộc có 150 danh tiên đế, 500 tiên vương, hơn nữa ta cùng tam đại tộc lão, toàn vì tiên đế đại đỉnh, ngươi nói. Có thể hay không giết ngươi? Dương Nghị Vân khóe miệng ý cười càng ngày càng nùng liệt, nhìn Độc Cô Nắng Sớm nói, nếu ngươi Độc Cô gia lão tổ đứng ở bản đế bên người cùng ngươi chém giết, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Ha ha, nhà ta lão tổ là Độc Cô gia tộc lão tổ, ta tin tưởng hắn sẽ không cùng ta đối cầm, hơn nữa. Liền tính là lão tổ ra tay, ngươi cảm thấy đối mặt 150 nhiều danh tiên đế, 500 tiên vương, một cái tiên tôn sơ cấp có thể thay đổi đại cục sao? Huống hồ nhiều năm như vậy, lão phu cũng không phải bạch hốn, tiên tôn chi cảnh, ha ha ha. Cũng không phải không thể đạt tới. Độc Cô Nắng Sớm cười dứt lời. Trong tay một phen lại là xuất hiện một viên đan dược, một ngụm phun hạ, tức khắc toàn thân hơi thở lần thứ hai tăng nhiều, ngay lập tức chi gian cư nhiên đạt tới tiên tôn chi cảnh. Ngay sau đó đối bên người tam đại tộc lão nói, ba vị sư đệ dùng tiến giai đan, chúng ta giết tiểu tử này, sau này ta Độc Cô gia tộc chắc chắn đi hướng huy hoàng. Độc Cô Nắng Sớm sau khi nói xong, bên người tam đại tộc lão từng người lấy ra đan dược sôi nổi phục ăn vào. Ngay sau đó lại là ba người hơi thở đạt tới tiên tôn chi cảnh. Giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ mặt không đổi sắc, nhìn Độc Cô Nắng Sớm cùng tam đại tộc lão, cười ha hả nói, nguyên lai là tiến giai đan mạnh mẽ tiến vào tiên tôn chi cảnh. Ha hả, căng chết cũng chính là tiên tôn lúc đầu mà thôi, hơn nữa vẫn là ngụy tiên tôn mà thôi. Dương Nghị Vân diễn ngược nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, Độc Cô Nắng Sớm, nếu bản đế nói cho ngươi, tiên tôn lúc đầu cấp bậc thậm chí là tiên tôn trung kỳ cấp bậc yêu tôn bổn yến thành giết qua một tảng lớn, ngươi tin sao? Đương nhiên tin hay không cũng không cái gọi là, bởi vì ngươi chờ ở bản đế trong mắt đều là một đám nhược kê, nếu là thật đánh thật tiên tôn cấp bậc có lẽ còn đủ tư cách làm bản đế ra tay, nhưng như thế này dựa đan dược lâm thời tăng lên tiên tôn, thật sự còn đủ tư cách làm bản đế ra tay. Hiện tại, xem ở Độc Cô Ảnh phân thượng bản đế cấp ngươi chờ một cái cơ hội, ân. Như vậy đi. Người Độc Cô Nắng Sớm tự mình động thủ đánh gãy người tôn tử Độc Cô Ngọc Tứ Chi, Nga đúng rồi, bản đế cảm thấy hơn nữa một cái, lại làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, hủy bỏ tu vi, nhưng mà sao các người mấy cái tự sát, bản đế có thể cho các ngươi để lại cho tất cả đều là tuyển một khối hảo mộ địa, nếu không. Ha ha, chết không toàn thây chính là ngươi chờ kết cục, như thế nào? Dương Nghị Vân ngữ khí bình đạm, nhưng chưa nói một câu, đứng ở hắn phía sau Độc Cô Ảnh liền cả người run rẩy một chút. Mà cách đó không xa đã sớm thức tỉnh Độc Cô Ngọc còn lại là nghe hắn ra ra cùng Dương Nghị Vân hoàn toàn xé rách ra mặt lúc sau, đằng một chút đứng dậy, phá lên cười, oán hận vô cùng nói, ra ra giết hắn, làm hắn chết không có chỗ chôn. À, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đã bị Độc Cô Ảnh vung tay lên, Độc Cô Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, đã tứ chi đứt gãy, đương nhiên còn có hạ, thân vết máu loang lổ, tu vi tẫn hủy hôn mê qua đi. Lão tổ ngươi! Độc Cô Nắng Sớm giận dữ nhìn nhà mình lão tổ Độc Cô Ảnh. Chẳng qua giờ phút này Độc Cô Ảnh đã nhắm lại hai mắt, không bao giờ xem Độc Cô Nắng Sớm liếc mắt một cái, bởi vì hắn Thái Thanh Sở hôm nay là cái gì cục diện. Cái gì 150 tiên đế, 500 tiên vương khách khanh, tất cả đều là chê cười, chỉ có hắn nhất rõ ràng những người này là chuyện như thế nào. Độc Cô Nắng Sớm thấy vậy, rốt cuộc nhìn không được giống giận đối với phía sau giống giận, cấp lão phu đem tiểu tử này băm thành mảnh nhỏ. Dứt lời, bốn phía từng đạo thân ảnh mà động, lại là lại lần nữa xuất hiện 500 tiên vương, đến nỗi 150 danh tiên đế,
động là động. Chính là ngay sau đó, lại không phải đối phó Dương Nghị Vân, mà là đem Độc Cô Nắng sớm cùng ba cái tộc lão bao quanh vây quanh lên. Giờ khắc này, hai tầng vòng vây, tầng thứ nhất là 150 danh tiên đế vây quanh, tầng thứ hai là 5 vạn tiên vương vây quanh. Đối tượng không phải Dương Nghị Vân, ngược lại là Độc Cô Nắng sớm ba người. Ngươi, các ngươi, Độc Cô Nắng sớm thấy vậy, sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bốn phía vây quanh khởi chính mình bốn người tiên đế đế vương, thực sự không thể tin, là chuyện như thế nào. Này đó tiên đế tiên vương khách khanh ngày thường nhưng đều là ở hắn tả hữu cung cung kính kính người, chủ thượng trường chủ thượng đoàn kêu, ở Độc Cô Nắng sớm trong mắt đều là có thể cho chính mình bán mạng người, nhưng hiện tại cư nhiên ra lệnh một tiếng, không có vây quanh Dương Nghị Vân, ngược lại đưa bọn họ bốn người vây quanh. Một màn này đi, nói thật Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới, vốn dĩ hắn đều tính toán đại khai sát giới một hồi, nhưng ai biết Độc Cô Nắng sớm luôn mồm dựa vào khách khanh cư nhiên phản bội, ngược lại vây quanh Độc Cô Nắng sớm. Ngây người lúc sau, Dương Nghị Vân phản ánh lại đây, nhìn về phía một bên còn Quỷ Tuyết Miêu, hừ lạnh một tiếng nói, còn không qua tới. Miêu Tuyết Miêu phát ra một tiếng mang theo ủy khuất miêu kêu, bước ra miêu bộ đi tới Dương Nghị Vân bên người, không cần Dương Nghị Vân mở miệng phải trả lời nói, chủ nhân những người này tất cả đều là mấy năm nay ta bồi dưỡng sát thủ cùng tình báo nhân viên, kỳ thật ta đã sớm biết Độc Cô Nắng sớm cái này lão tiểu tử có khác phái, cố ý phóng túng hắn mấy năm nay, chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không dừng cương trước bờ vực, ai biết hắn tẫn nhiên như thế to gan lớn mật, dĩ hạ phạm thượng, kế tiếp như thế nào làm. Dương Nghị Vân vừa nghe Tuyết Miêu nói chuyện, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Tuyết Miêu thủ đoạn, nàng không cô phụ chính mình kỳ vọng, trong lòng phía trước đối Tuyết Miêu cũng hết giận. Nhìn thoáng qua Độc Cô Ảnh nói, làm Độc Cô Ảnh đi xử lý đi. Nói xong nhấc chân liền đi, không bao giờ xem Độc Cô Nắng sớm những người này giống nhau, bởi vì đại cục đã định, hoặc là từ Độc Cô Nắng sớm ngay từ đầu xuất hiện liền chú định hắn kết cục chính là bi kịch. Thoạt nhìn Độc Cô gia tộc phát triển tình huống đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy bất kham, này hết thảy đều ở Tuyết Miêu trong khống chế, quả nhiên chính mình lựa chọn Tuyết Miêu tới tổ kiến Vân Môn sát thủ cùng tình báo bộ môn không lựa chọn người, có đầu óc có lòng dạ, là cái bầy mưu lập kế chủ. Dương Nghị Vân mang theo Hồng Y cổ kiếm, phía sau đi theo Tuyết Miêu rời đi, đi Độc Cô gia tộc phủ đệ, có thể đi phía trước một câu, đối Độc Cô Nắng sớm đám người xử lý làm Độc Cô Ảnh cái này Độc Cô gia tộc lão tổ chính mình xử lý. Này xem như cho một cái mặt mũi. Đa tạ môn chủ khai ân. Phía sau truyền đến Độc Cô Ảnh nói lời cảm tạ thanh. Độc Cô Ảnh biết Dương Nghị Vân võng khai một mặt, làm hắn tới xử lý, chính là một loại khai ân, làm Độc Cô gia tộc lão tổ tông, hắn tổng không thể tướng môn xem tôn toàn giết. Lúc này chính mình xử lý, nhiều nhất liền xử lý Độc Cô Nắng sớm đám người mà thôi. Chờ Dương Nghị Vân rời đi, Độc Cô Ảnh ánh mắt sát ý đại tác phẩm. Thân thể hư không tiêu thất ở tại chỗ. Không nói đến Dương Nghị Vân, Độc Cô Nắng sớm này mấy cái bất hiếu con cháu, ở trong mắt hắn cũng đều là chê cười, dùng đan dược lâm thời tăng lên tu vi tiên tôn, ở chân chính tiên tôn trước mặt, chính là cái rắm, huống chi những năm gần đây Độc Cô Ảnh đi theo Tuyết Miêu tu luyện ẩn nấp chi đạo, đã có điều thành tựu. Không nghĩ tới chính là, hắn ẩn nấp chi đạo có chút thành tựu lúc sau, lần đầu tiên ra tay muốn giết người lại là chính mình con cháu. Giữa sân bị vây quanh lên Độc Cô Nắng sớm mấy người mặt xám như cho tàn, nghe được Tuyết Miêu nói chuyện, động thủ dũng khí cũng chưa, nguyên lai từ đầu tới đuôi hắn Độc Cô Nắng sớm tâm tư liền ở Tuyết Miêu trong kế hoạch, những năm gần đây hắn vẫn luôn ở đương vai hề, chính là một cái ngu ngốc mà thôi. Độc Cô gia tộc nghị sự đại sảnh. Dương Nghị Vân ngồi trên thủ tọa, nhìn ngồi xổm bên trái Tuyết Miêu như cũ là năm đó như vậy không có hóa hình, toàn thân lông tóc Tuyết Miêu như tuyết, không hề tắc sắc. Chẳng qua so chi năm đó so sánh với, Tuyết Miêu hơi thở càng thêm mịt mờ, cơ hồ cảm thụ không đến nàng tồn tại, nếu không phải đôi mắt nhìn đến nàng ngồi xổm ghế dựa thượng, nhắm mắt lại sợ là đều cảm thụ không đến nàng tồn tại. Này chỉ có thể thuyết minh Tuyết Miêu đạo hạnh càng thêm thâm hậu. Ngẫm lại cũng là lão nhân bọn họ đánh vỡ đại đạo chế ước, thế gian vạn vật sinh linh đều đem được lợi, Tuyết Miêu thực lực tăng lên cũng là tự nhiên liền. Trong lòng âm thầm nói. Lần này đi giao chỉ tiên vực tiến đến tìm Tuyết Miêu xem như tìm đúng rồi, có Tuyết Miêu theo bên người sẽ là hắn một cái đại trợ lực. Nói mấy năm nay phát triển đi Dương Nghị Vân bưng lên chén rượu uống sạch một chén rượu nhìn về phía Tuyết Miêu nói. Tuyết Miêu nói, hồi bẩm chủ nhân, sát thủ cùng mạng lưới tình báo lộ đã cơ bản giá cấu hoàn thành, phát triển ra 9 đại phân bộ, 36 đường khẩu, 72 lộ cứ điểm, trải rộng toàn bộ tiên giới ám trang.
tin tưởng lại có ngàn năm ta Vân Môn sát thủ cùng tình báo tổ chức chắc chắn trở thành tiên giới đệ nhất. Trước mắt nhưng dùng sát thủ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có hơn 1.000 người là ta tự mình bồi dưỡng ra tới, ám sát cùng siêu tập tình báo thủ đoạn, đã siêu việt đương kim tiên giới mặt khác tổ chức. Lập tức khả năng dùng không? Dương Nghị Vân hỏi. Nhưng dùng Tuyết Miêu trả lời không chút do dự, nghe tới rất có tự tin. Dương Nghị Vân đối Tuyết Miêu cái này trả lời thực vừa lòng. Ngay sau đó nói, thực hảo, lần này ta chuẩn bị đi trước giao trì tiên vực, hạ giới ngươi chư vị chủ mẫu đã phi thăng tiên giới, nhưng lại là bị giao trì tiên vực người mang đi, trước mắt lại là không biết tình huống như thế nào, là địch là bạn, nếu ngươi bồi dưỡng ám dạ điện tổ chức đã sơ có hiệu quả, như vậy. Ta lần này liền phải kiểm nghiệm ngươi thành quả.